đầu tiên là xin thay mặt cho ban tổ chức, em xin đọc cái lời khai mạc hội nghị. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp thân mến. Cho phép ban tổ chức chúng tôi gửi đến hội nghị, tới tất cả các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, tới những người đang ngày đêm làm trong lĩnh vực tim mạch, lời chào mừng tốt đẹp nhất. Hàng năm, hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Adora, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế, tổ chức Hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch 2020 được thực hiện trực tuyến. Dự kiến chương trình hội nghị như sau. Thì ngày 2 tháng 10 năm 2020, các phiên tiền hội nghị với các chương trình đào tạo y khoa liên tục về chuyên đề can thiệp sang thương thân chung và phân nhánh lần thứ tư và bệnh động mạch chủ và bệnh van tim. Ngày 3 tháng 10, ngày 4 tháng 10 và 10 tháng 10, các phiên chính của hội nghị khoa học. Hội nghị sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới gắn liền với thực hành lâm sàng tim mạch của thế giới. Nội dung của hội nghị sẽ được chuyển tải đến quý vị đại biểu 116 bài báo cáo trực tuyến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch của Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị thì Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục cho quý vị bài đại biểu có yêu cầu. Thay mặt ban tổ chức hội nghị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý công ty đã tích cực chuẩn bị hội nghị trong thời gian vừa qua để cho hội nghị năm 2020 được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức cũng xin chào mừng và hân hạnh tiếp đón quý đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhân năm 2020 đặc biệt này. Kính chúc quý thầy cô và quý đồng nghiệp thật là nhiều sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Thì cái phiên chương trình hội thảo tiền hội nghị ngày hôm nay, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, thì chúng tôi xin giới thiệu về chủ tọa đoàn thì gồm có tôi và thầy Nguyễn Hữu Ước. Thầy Nguyễn Hữu Ước hiện là giám đốc trung tâm tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tôi là bác sĩ Định, là trưởng khoa phẫu thuật tim mạch người lớn và phó giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong faculty ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu là thầy Phạm Minh Ánh. Thầy Phạm Minh Ánh hiện tại thì là công tác tại Bệnh viện Triệu An và trước đây thầy là đầu ngành về phẫu thuật lồng ngực mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy, trưởng khoa phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Phạm Thảo Tuấn Anh, tiến sĩ Phạm Thảo Tuấn Anh là phẫu thuật viên của khoa phẫu thuật tim mạch người lớn Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thầy Đỗ Kim Quế thì sẽ có mặt trong vòng vài phút, thầy bị kẹt xe cho nên là thầy có gửi lời là thầy sẽ có mặt sớm. Và đầu tiên thì để khai mạc cái bệnh lý cái session hôm nay, chúng tôi xin kính mời thầy Nguyễn Hữu Ước sẽ trình bày cái bài đầu tiên trong cái phiên bệnh lý động mạch chủ và vai trò can thiệp động mạch. Kính mời thầy Nguyễn Hữu Ước ạ. Em xin lỗi thầy Ước, cái chương trình của thầy ở đây thì là có thầy Quang Bình nói trước. Chắc là thầy Ước cho em xin khoảng chừng vài phút để em mời thầy Bình. Thầy Bình đang tổ chức ở một hội trường khác và thầy Bình sẽ qua ngay. Và sau đó thì là thầy Ánh, em đọc nhầm cái chương trình chút xíu, rất là mong thầy Ước thông cảm. Không vấn đề gì, tôi đang theo dõi chương trình đây rồi. Dạ vâng ạ, xin lỗi thầy Ước, xin lỗi thầy Ánh. Bình gọi đây Bình. Kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn cũng như tính cơ tất cả các quý vị bác sĩ đang tham dự một cái phiên về bệnh lý động mạch chủ, vai trò của can thiệp nội mạch như thế nào. Thì trong bài hôm nay, trong cái phiên này thì chúng ta có rất nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Thì tôi chỉ xin nói về tổng quan thôi, để chúng ta chẩn đoán và điều trị nó như thế nào. Còn những vấn đề chi tiết thì chúng ta sẽ được những cái chuyên gia truyền tải trong những cái chuyên đề sau. Kính thưa quý vị, động mạch chủ chúng ta thấy rằng thì nó xuất phát từ ngay chỗ ngay van động mạch chủ và nó sẽ trải dài cho đến lúc mà chúng ta thấy nó chia ra thành hai động mạch chủ. Đây là một cách khái quát như vậy. Thì trên đường đi của nó chia ra rất nhiều mạch máu quan trọng để nuôi khắp cơ thể của chúng ta.
Về mặt giải phẫu thì chúng ta có thể chia ra là động mạch chủ ngực và động mạch chủ bụng. Động mạch chủ ngực là chúng ta thấy là cái phần mà từ động mạch chủ lên, quai động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Sau đó chúng ta thấy là nó chui lấy cái cơ hoành, làm cái phân cách, thì dưới cơ hoành đó thì chúng ta có động mạch chủ bụng. Trong bệnh động mạch chủ ngực đó thì chúng ta chia ra làm 3 phần. Đó là động mạch chủ lên cho đến cái chỗ mà nó chia ra cái thân cánh tay mạch chủ, từ cái trước của cái động mạch thân cánh tay đầu cho đến cái chỗ xuất phát, sau cái chỗ xuất phát của động mạch dưới đòn phía bên trái. Và sau đó cho đến cơ hoành thì chúng ta gọi đó là động mạch chủ xuống. Và dưới cơ hoành thì chúng ta đó là động mạch chủ bụng, và chúng ta chia làm hai mức. Đó là cái đoạn trên thận và cái đoạn dưới thận. Về mặt kích thước á, một tính một cách trung bình thôi, thì đoạn động mạch chủ lên thì chúng ta thấy kích thước nó đường kính nó khoảng là 3 cm, động mạch chủ xuống đó là khoảng 2,5 cm, và động mạch chủ bụng đó là 2 cm. Chúng ta hãy cắt một đoạn của động mạch chủ ra để chúng ta xem về mặt cấu trúc thì động mạch chủ này thì gồm có 3 lớp. Lớp bên trong ta gọi là lớp intima, lớp áo trong đó, nó bao gồm cả cái lớp tế bào nội mạc ở đây luôn. Lớp áo giữa chủ yếu là những cái lớp cơ, đây là một cái lớp mà tạo nên cái bền, cái mạnh của cái thành mạch động mạch chủ. Và bên ngoài đó là cái lớp áo ngoài. Chúng ta thấy mạch máu đang chạy từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong thành động mạch chủ để mà nuôi tất cả các thành phần của động mạch chủ của chúng ta. Về bệnh động mạch chủ đó thì chúng ta có thể mô tả làm nhiều dạng. Đầu tiên đó là chúng ta gặp dạng mà thường gặp, đó là phình động mạch chủ. Và cái dạng thứ hai chúng ta cũng hay nhắc đến gần đây, đó là dạng bệnh mà gọi là hội chứng động mạch chủ cấp, bao gồm rất là nhiều cái sang thương có thể xảy ra và những cái bệnh cảnh trên lâm sàng. Thì chút xíu nữa thì chúng ta sẽ xem cái hội chứng động mạch chủ cấp này gồm những cái loại bệnh nào. Về mặt giải phẫu thì chúng ta cũng có thể coi được một cái ổ máu tụ ở bên trong thành của thành động mạch chủ, và chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp nó chỉ loét ở một cái mảng sơ vữa của thành động mạch chủ, có thể loét xuyên qua cái mảng sơ vữa này để vào những cái thành cấu trúc bên trong của động mạch chủ luôn. Và chúng ta cũng có những cái trường hợp mà động mạch chủ chúng ta bị chấn thương do đụng dập, hoặc là chúng ta dùng những cái thủ thuật can thiệp mà chúng ta làm tổn thương động mạch chủ của chúng ta, cũng được gọi là những cái bệnh động mạch chủ mà do y khoa chúng ta gây ra. Chúng ta phân biệt kỹ hơn, đây là một cái dạng thể hiện một cái phình động mạch chủ ở cái đoạn mà dưới thận. Đây là một cái hình để mô tả cho chúng ta thấy có một cái phình xong là bóc tách động mạch chủ. Cái lớp áo trong đó, lớp áo trong của thành động mạch chủ chúng ta nó bị rách ra, bị xé rách ra, và chúng ta thấy có tạo thành một cái chỗ mà nó bóc tách thành động mạch chủ của chúng ta như thế này. Và cái hình này cho chúng ta phân biệt rõ hơn giữa một sự bóc tách động mạch chủ xé rách cái lớp áo trong, và chúng ta thấy bóc tách động mạch chủ. Còn trong trường hợp này chúng ta cũng thấy có một máu tụ ở trong thành động mạch chủ của chúng ta, nhưng mà chúng ta không tìm thấy cái chỗ nào mà cái lớp áo trong này bị xé rách, thì không phải là một trường hợp bóc tách động mạch chủ mà chỉ là một trường hợp máu tụ bên trong thành động mạch chủ của chúng ta mà thôi. Để chúng ta phân biệt rõ hơn, nếu chúng ta có vết rách và nó tạo thành cái huyết khối lan rộng thì chúng ta gọi đó là bóc tách động mạch chủ. Nếu chúng ta không có một cái vết rách mà chúng ta chỉ có huyết khối trong một cái thành động mạch chúng ta thôi thì gọi là máu tụ trong thành động mạch. Còn trong trường hợp chúng ta thấy có vết rách nhưng mà nó không có tách ra, nó chỉ là đi một đoạn ngắn ở trong đây, lét qua cái mảng sơ vữa, lét qua cái lớp áo trong thôi, thì chúng ta gọi đó là một cái vết lét mảng sơ vữa, nó gây một cái tình trạng xâm lấn vô cái thành động mạch chủ. Để nó rõ hơn thì chúng ta thấy một cái mảng sơ vữa thôi, rồi rách qua mảng sơ vữa vào bên trong thành động mạch chủ, và trong trường hợp này là nặng nề nhất, vỡ luôn cái thành động mạch chủ của chúng ta. Chúng ta có thể mô tả rõ hơn một cái trường hợp bị sơ vữa ở trong thành động mạch chủ chúng ta, có một cái khối sơ vữa, xong rồi có một cái sự loét ở cái lớp intima, xong rồi cái loét này có thể tiến triển hơn, loét sâu vào hơn, đi qua lớp áo giữa. Và cái này chúng ta thấy là nó đi hết lớp áo giữa luôn, chỉ còn một cái lớp áo ngoài rất mỏng manh như thế này, tạo một cái túi phình giả, và cuối cùng là nó vỡ luôn thành động mạch chủ của chúng ta. Về cái phình động mạch chủ đó, chúng ta định nghĩa một cái thành động mạch chủ chúng ta, động mạch chủ chúng ta đã phình ra,
Nhưng mà chúng ta thấy rằng phình ở mức độ phải lớn hơn một lần một gấp rưỡi, một lần rưỡi của cái đoạn bình thường trước đó, cái đoạn bình thường trước đó thì chúng ta mới gọi là túi túi phình. Và khi mà có cái phình động mạch chủ này, chúng ta có những dạng, đó là dạng túi, chúng ta thấy dạng túi, đây là dạng phình dạng hình thoi fusiform, và đây chúng ta thấy có một cái dạng nguy hiểm, đó là chúng ta thấy là nó đã vỡ tất cả các thành rồi, chỉ còn có lớp áo ngoài mỏng manh thôi, đó là một cái trường hợp giả phình của động mạch chủ của chúng ta. Nói về các phương tiện chẩn đoán đó, thì các anh chị cũng thấy chúng ta có thể dùng siêu âm xuyên thành ngực, siêu âm qua thực quản, chúng ta chụp CT, angio và chúng ta làm MRI mạch máu, động mạch chủ, cũng như là chúng ta chụp hình động mạch chủ chọn lọc với chất cản quang. Thì chúng tôi thấy rằng tất cả những phương tiện này có những cái ưu điểm và có những nhược điểm. Tuy nhiên ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái phương tiện CT đó, nếu chúng ta đếm tất cả những cái dấu cộng thì chúng ta thấy khoảng 12 dấu cộng. MRI chúng ta thấy thì khoảng 11 dấu cộng thôi. Những cái phương tiện siêu âm thì chỉ là 10 hoặc là 11 dấu cộng hoặc thấp hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng CT, angio là một cái phương tiện rất là tốt để mà chúng ta có thể chẩn đoán cũng như là phân loại được bệnh lý động mạch chủ của chúng ta. Nói về cái độ chính xác của từng phương pháp đó thì xin thưa với quý vị là cái phương tiện chúng ta dùng MRI, tức là cộng hưởng từ, thì cho độ chính xác rất là cao. Nhưng mà cái số lượng này chúng ta thấy nghiên cứu cũng ít, 7/7, 2/2, 9/9 và vân vân đó, thì tất cả cái này nó cho độ chính xác là 100%. Nhưng mà CT chúng ta thấy so với chụp động mạch chủ cũng như là siêu âm qua thành ngực, chúng ta thấy độ chính xác của nó là tới 93%, đã trải đều tất cả mọi nhóm cũng như là tiếp A hay tiếp B thì đều là 93%. Và đây là một phương tiện dễ dùng, cho nên chúng ta thấy đây là một cái phương tiện rất tốt để mà chúng ta có thể giúp chúng ta chẩn đoán cũng như là phân loại bệnh lý động mạch chủ. Đây là một cái bảng để cho chúng ta thấy là CT, siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thực quản, MRI, chụp động mạch chủ vân vân. Thì trong cái khuyến cáo năm 2014 đó, cho chúng ta thấy CT đó là cái first line, có nghĩa là chúng ta, đây là một cái phương tiện đầu tiên để mà chúng ta chẩn đoán xác định phân loại cho người bệnh. Còn những cái khác, ví dụ như là MRI, nó tới hàng thứ ba lận, khi nào cần thiết thì chúng ta mới làm thôi, chứ không phải là phương tiện đầu tiên. Những phương tiện đầu tiên đó là chúng ta chụp CT angio để mà chúng ta làm. Khi chúng ta chụp CT angio, chúng ta có thể dựng hình ra được hình động mạch chủ của chúng ta. Và người ta có những cái quy định khi mà chúng ta đo cái kích thước đó. Ví dụ chúng ta đo ngay chỗ cái van son van sanva, chúng ta đo ngay cái đoạn bắt đầu của động mạch chủ lên, đo động mạch chủ lên, đo cái kích thước trước khi phân chia của động mạch thân cánh tay đầu, đo trong cái quai động mạch chủ chúng ta chính giữa, đo cái vị trí sau khi xuất phát của động mạch dưới đòn phía bên trái, đo ở trước khi xuất phát động mạch thận, ngay cơ hoành rồi vân vân, tất cả đều có quy định, đều có quy định ở những cái điểm mà chúng ta đo. Chúng ta duỗi thẳng mạch máu ra chúng ta đo, và nguyên tắc đo là chúng ta phải đo gọi là vuông góc với cái chiều mà chiều dọc của cái thành mạch của chúng ta ở từng vị trí, như chúng ta thấy như thế này, để có được một kích thước thật là chính xác. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy CT có thể giúp cho chúng ta thấy rõ được đường đi cũng như là cái kích thước bao nhiêu, và từ đó chúng ta có thể đo. Chúng ta đo thì mình đo trên cái mặt cắt ngang và những cái kích thước gọi là vuông góc với cái chiều dọc của cái mạch máu của chúng ta. Và đây là khuyến cáo năm 2014 cho chúng ta thấy rằng chúng ta dùng những phương tiện hình ảnh để mà chúng ta theo dõi, chúng ta chẩn đoán về bệnh lý của động mạch chủ. Thì người ta khuyên rằng là chúng ta phải đo theo những cái mốc mà đã về giải phẫu mà đã được khuyến cáo hồi nãy. Chúng ta có nhiều điểm từ A, B, C, D, E, F vân vân. Và chúng ta phải đo vuông góc với cái trục dọc của cái mạch máu của chúng ta. Nếu mà trường hợp chúng ta mà thấy là chúng ta cần phải làm cái chẩn đoán hình ảnh này nhiều lần để mà chúng ta theo dõi bệnh lý của động mạch chủ, thì người ta khuyên mình, khuyến cáo mình là chúng ta dùng cái phương tiện nào mà nó ít gây ra những cái tổn thương do chúng ta gây cho người bệnh. Và nếu mà chúng ta cũng lặp lại nhiều lần đó thì ta cũng khuyên mình đó là chúng ta dùng cùng một cái loại xét nghiệm, chứ chúng ta không thể lần đầu dùng MRI, lần sau dùng CT, còn lần sau nữa thì dùng dùng siêu âm thì như vậy không chính xác. Và như vậy chúng ta sẽ dùng cùng một cái phương tiện về chẩn đoán, cùng một cái xét nghiệm, và chúng ta cũng cùng đo cùng một cái phương pháp luôn. Khuyến cáo đó là khuyến cáo nhóm 1.
nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đo những cái bất thường động mạch chủ đó, chúng ta phải ghi nhận lại và chúng ta phải ghi nhận ở từng cái đoạn của động mạch chủ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân, đây là một cái phương tiện, nếu chúng ta chọn cái phương tiện mà nó có thể là gây ra tình trạng ảnh hưởng đến người bệnh, ví dụ như bệnh nhân đang có thai, chức năng thận bệnh nhân không có tốt, tiền căn chúng ta bị gọi là dị ứng với cái thuốc cản quang, thì chúng ta phải tính toán làm sao đó để mà ít xâm lấn cho người bệnh của chúng ta nhất, ít cái nguy hại cho người bệnh nhân chúng ta nhất. Chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề mà chúng ta người bệnh bị tiếp xúc với tia, để mà chúng ta có thể chọn cái phương pháp nào thích hợp để mà chúng ta có thể theo dõi được bệnh lý của động mạch chủ nó tiến triển như thế nào. Một phần tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu về hội chứng động mạch chủ cấp. Hội chứng động mạch chủ cấp đầu tiên đó là tình trạng bóc tách động mạch chủ cấp. Chúng ta có một tình trạng hematoma ở trong thành động mạch. Chúng ta có thể có tình trạng mà hematoma mà nó có cái tình trạng mà xé rách rách của cái lớp động mạch chủ của chúng ta mà nó không tạo thành cái huyết tụ, huyết máu tụ ở trong đó, hoặc là chúng ta có những cái trường hợp mà nó lét rồi nó thủng, cũng như là trường hợp mà túi phình nó lớn rồi nó sắp nó vỡ, dọa vỡ rồi, hoặc là những cái trường hợp mà chấn thương. Thì nói về hội chứng động mạch chủ cấp này, chúng ta quay ngược về mặt lịch sử thì có ông vua mà George thứ hai của Anh á, thì đây là một cái trường hợp mà được ghi nhận đầu tiên là ông bị hội chứng động mạch chủ cấp, được ghi nhận năm 1760. Và một cái người mà về anatomy, tức là một người chuyên về đó, đó là Giovanni Battista Morgagni. Ông này đúng là đã mô tả kỹ rõ cái bệnh cảnh mà động mạch chủ cấp này vào năm 1761. Và một cái đầu tiên nữa là tác giả De Bakey, ông đã phẫu thuật, thực hiện phẫu thuật thành công để sửa chữa những cái phình động mạch chủ vào năm 1955, rất sớm. Có nghĩa là chúng ta thấy từ những năm 1955 chúng ta đã có thấy rồi. Và chúng ta cũng có một cái nhất nữa là chính ông De Bakey này, ông phát minh ra cái chuyện mà mổ như vậy đó. Thì sau đó ông cũng bị hội chứng động mạch chủ cấp và ông cũng được thực hiện cái phẫu thuật. Và ổng là cái người mà gọi là sống sót già nhất sau khi mà được phẫu thuật sửa chữa cái phình động mạch chủ của ổng. Và ổng thọ đến 99 tuổi sau khi mà phẫu thuật như vậy, thì ổng thọ 99 tuổi. Đây đó là những cái dấu ấn lịch sử về cái chuyện mà chúng ta điều trị bệnh lý động mạch chủ. Về mặt triệu chứng thì chủ yếu đó là 90% những cái người bệnh mà có hội chứng động mạch chủ cấp đó là bị đau ngực. Thì tùy theo vị trí đau ngực này ở thành trước hay là ở trên cổ hay trên hàm hay là ở phía sau lưng, mà chúng ta biết là cái thành phần quai động mạch chủ hay là động mạch chủ lên hay động mạch chủ xuống đã bị ảnh hưởng. Những cái triệu chứng khác cũng có thể đi kèm theo, ví dụ như trường bị ngất hay là bị mất mạch hay là bị tai biến mạch máu não hay là khó thở, khó nói vân vân. Thì tùy theo cái chuyện mà cái bóc tách động mạch chủ này nó ảnh hưởng đến cái phần nào thì chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng đó. Ví dụ như trường hợp mà mất mạch, chúng ta không bắt mạch được, đó là do bóc tách này, cái khối máu tụ này nó chèn mất cái động mạch chúng ta, hoặc là cái lớp nội mạc giả đó nó bị che lấp những cái động mạch chúng ta, thì nó gây ra tình trạng mất mạch hoặc là tình trạng bị tai biến mạch máu não. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta thấy siêu âm cũng hữu ích chứ không phải là không hữu ích. Như trong trường hợp này chúng ta thấy làm siêu âm qua mặt các paracentral long axis, chúng ta thấy được có một cái màng nó phất phơ trong đây và chúng ta thấy một cái lòng giả trong này. Đây là một cái màng phất phơ mà ngay cả nó lồi xuống luôn trong cái qua khỏi xa vô cái van động mạch chủ tra xuống luôn. Đó là cái siêu âm có thể cho chúng ta hình ảnh đó. Nhưng mà để chúng ta chẩn đoán xác định một cách đầy đủ, chẩn đoán xác định và chẩn đoán đầy đủ nó bóc tách nó đi như thế nào, thì chúng ta thấy là CT angio sẽ giúp cho chúng ta điều này. Ví dụ trên hình này các anh chị sẽ thấy sự bóc tách dài từ ngay cái quai động mạch chủ cho xuống tới động mạch chủ và động mạch chậu, và thậm chí là nó đi xuống vào trong động mạch chậu luôn. Thì đó giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác toàn thể, chúng ta phân loại được cái này và để có cái cách điều trị. Đây là những hình ảnh mà cho CT angio chúng ta có thể chẩn đoán được bóc tách động mạch chủ. Hình MRI chúng ta thấy cái độ chính xác gần 100%, thì chúng ta thấy MRI cũng không kém, thua kém gì và có thể hơn nữa trong CT angio. Tôi thấy chẩn đoán bóc tách động mạch chủ rất là rõ với khối máu tụ như thế này. Về mặt phân loại thì chúng ta cần còn phải có phân loại, tại vì phân loại này sẽ giúp chúng ta hướng dẫn chúng ta điều trị. Theo phân loại De Bakey thì chúng ta có tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3,
theo phân loại của Stanford thì chúng ta có tiếp A và tiếp B. Thì trong đó tiếp A là chiếm đa số là 60-70% và tiếp B chỉ 30-40% thôi. Trong cái này, thí dụ như trong tiếp A này, đó là tiếp A này, cái nào mà có ảnh hưởng tới động mạch chủ lên thì chúng ta thấy là nó thuộc trong tiếp A. Có ảnh hưởng động mạch chủ xuống hay không, chúng ta là nếu mà có ảnh hưởng động mạch chủ lên thì đó là tiếp A. Còn nếu mà chỉ có động mạch chủ xuống và động mạch chủ bụng vân vân thì đó là thuộc tiếp B. Chúng ta cũng có thể phân loại một cách rõ hơn, đó là class 1 hay là class 2 tới class 5, tùy theo cái vị trí đó là bóc tách hay là máu tụ hay không, hay là do chúng ta đưa catheter nó làm thủng thành của nó bóc tách, thì chúng ta có thể phân loại từ class 1 đến class 5. Chúng ta cũng có một số cần phải biết, đó là bóc tách này hay hội chứng động mạch chủ này cấp hay là bóc tách mạng rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mốc là 14 ngày. Nếu mà những cái triệu chúng ta chẩn đoán trong vòng 14 ngày kể từ lúc mà bắt đầu triệu chứng đó thì chúng ta gọi là cấp, còn nếu sau 14 ngày thì chúng ta gọi là mạng. Thì đây chúng ta có một cái phân tích chi tiết hơn ở nhiều cái hiệp hội của tim mạch châu Âu, của Hoa Kỳ rồi vân vân. Thì chúng ta thấy là ở bóc tách động mạch chủ, thống nhất hết là bóc tách động mạch chủ cấp á, thì trong vòng 14 ngày. Còn nếu mà mạng đó thì có bên Mỹ thì tới trên 90 ngày, bên châu Âu thì phải là trên 42 ngày. Cũng có phân tích là bán cấp nữa, thì có tổ chức thấy rằng là ví dụ như Mỹ là từ 15 đến 90 ngày là bán cấp, còn ở châu Âu thì 15 đến 42 ngày là bán cấp thôi. Về mặt xử lý thì chúng tôi thấy rằng đối với tiếp A thì khuyến cáo chúng ta đó là chúng ta phải phẫu thuật cho người bệnh thì có kết quả tốt hơn so với chúng ta áp dụng những biện pháp điều trị khác. Còn đối với tiếp B thì chúng ta có thể đặt stent cho bệnh nhân hoặc là chúng ta điều trị nội khoa, thì đó là những cái khuyến cáo chung thôi. Còn về mặt cụ thể thì chúng ta phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân để mà chúng ta có thể là chúng ta chọn lựa phương pháp điều trị tốt nhất. Tôi là một người nội khoa, bây giờ chú ý đến vấn đề điều trị nội khoa, thì trong điều trị nội khoa đến chúng ta chú ý đến tần số tim và chúng ta chú ý đến huyết áp của bệnh nhân. Mà để giải quyết cái vấn đề tần số tim và huyết áp đó thì thường thường trong cái thuốc điều trị nội khoa đó là chúng ta dùng thuốc chặn beta, beta blockers. Thì trong điều trị này chúng ta cái tần số tim mục tiêu của mình đó là chúng ta phải làm sao giảm xuống được khoảng 60 lần trên một phút là tốt nhất, có thể dao động lên một chút. Và cái huyết áp tâm thu của chúng ta phải giữ làm sao đó khoảng từ 100 đến 120 mm thủy ngân mà thôi, tối ưu nhất là khoảng 100 đến 101. Và chúng ta cũng phải lưu ý khi mà chúng ta theo dõi vậy thì cũng có những cái chỉ định chúng ta phải mổ cấp cứu. Ví dụ như là đường kính của túi phình đó nó lớn quá rồi nó dọa vỡ, hoặc là huyết động bệnh nhân không có ổn định, hoặc là có những cái biến chứng mà nó gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ ở một cái cơ quan nào đó. Và đây là một cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ sống còn của những cái người mà chúng ta quyết định chúng ta điều trị. Trong những đường biểu diễn này nó phân tích ra những người trên 70 tuổi, những người dưới 70 tuổi, những người điều trị nội khoa vân vân. Thì chúng ta thấy một cái điều, cái đường màu xanh này, cái đường mà chúng ta thấy thấp nhất đó là ở cái người mà nhỏ hơn 70 tuổi mà chúng ta điều trị nội khoa. Cái đường mà tốt nhất đó là những người 70 tuổi mà chúng ta điều trị phẫu thuật. Thì chúng ta thấy rằng ở cái sang thương mà tiếp A đó, có nghĩa là tổn thương có ảnh hưởng đến động mạch chủ lên đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ là có kết quả tốt nhất nếu mà chúng ta phẫu thuật cho người bệnh của chúng ta. Như vậy thì chúng tôi có thể đi đến kết luận như đây. Bệnh lý động mạch chủ, đặc biệt là hội chứng động mạch chủ cấp, là một cái bệnh khá thường gặp và rất nguy hiểm, có thể là bệnh nhân sẽ gục tử vong ngay trước mắt của chúng ta. Cái việc mà chẩn đoán đó là những cái gợi ý trên lâm sàng, có những cái phương tiện khác để mà chúng ta có thể chẩn đoán thêm, ví dụ như làm siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thực quản. Nhưng mà tốt nhất, đầu tiên nhất của cận lâm sàng đó là chúng ta phải sử dụng biện pháp CT angio để mà chúng ta có thể chẩn đoán xác định, chúng ta có thể phân tầng và ngay cả chúng ta biết được cái bản chất của cái sang thương của chúng ta là gì. Và trong điều trị đó thì phải cá thể hóa của người bệnh chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái sự phối hợp giữa bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ can thiệp nội mạch và bác sĩ nội khoa, thì cái việc mà điều trị cho bệnh nhân chúng ta mới đạt được cái kết quả thành công cao nhất. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Trương Quang Bình. Thì theo cái format của chương trình ngày hôm nay, sau mỗi phần trình bày của các báo cáo viên, chúng ta sẽ có 5 phút để thảo luận. Ở đây chắc là do chương trình online cho nên là sẽ có hai phần. Một là các cái tin nhắn của các độc giả, các khán giả chúng ta gửi về, thì các bên thư ký sẽ cung cấp các cái câu hỏi đấy lên cho thầy. Thứ hai là phần
tranh luận, thảo luận giữa các panelist. Bác sĩ Ước ngoài Hà Nội có muốn có một ý comment với giáo sư Trương Quang Bình. Dạ, thưa, xin mời anh Ước ạ. Dạ. Theo tôi thì từ kinh nghiệm của Việt Đức cũng như là nhìn xung quanh thì thấy cái đối với bệnh lý động mạch chủ như giáo sư Bình nói rất là phức tạp, đòi hỏi cái sự làm việc của cái nhiều chuyên ngành phối hợp với nhau. Thế thì theo ý kiến của giáo sư Bình thì đánh giá thế nào về cái vai trò làm việc nhóm ở trong với các cái thành phần trong vấn đề xử lý bệnh lý động mạch chủ thì rất phức tạp, cũng như là cái vai trò định hướng, ví dụ như là kinh nghiệm của giáo sư Bình, một là vai trò định làm việc nhóm, thứ hai là trong cái làm việc nhóm đó thì cái hướng đi nào, theo như giáo sư Bình đi nhiều nơi thấy là nó có vẻ là nó khả dĩ nhất, nó dễ, nó mang lại hiệu quả khá cao nhất so với cái tổ chức làm việc nhóm đó trong vấn đề điều trị bệnh lý động mạch chủ. Đó, xin hết ạ. Xin cảm ơn anh Ước đã đưa ra một câu hỏi rất là hay, rất là thú vị, và đó cũng là một cái chủ đề chính của trong cái hội nghị của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kỳ này đó. Thì kỳ này trong cái hội nghị của mình thì chúng ta có những cái bài về phối hợp đội nhóm trong điều trị thai van động mạch chủ qua ống thông, phối hợp đội nhóm trong điều trị thuyên tắc phổi, phối hợp đội nhóm mà trong điều trị bệnh lý động mạch chủ như thế này. Thưa anh, là cái khái niệm mà chúng ta dùng đội nhóm để mà chúng ta điều trị trong cái lĩnh vực y khoa thì cái việc trong tim mạch của mình hay trong bệnh động mạch chủ không phải là người đi tiên phong đâu. Người đi tiên phong trong cái điều trị đội nhóm này đó là về ung thư học. Ung thư học nó có nhiều phương thức điều trị, xạ trị, hóa trị, phẫu thị, chăm sóc giảm nhẹ vân vân. Người ta xuất phát trước, sau đó là sẽ đến ghép tạng, mà đặc biệt là chỗ Việt Đức của anh đó thì tôi nghĩ là đến cái đội nhóm trong ghép tạng là cực kỳ tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta phối hợp đội nhóm trong bệnh lý TAVI hay là trong bệnh lý động mạch chủ này có thể là đi sau thôi, nhưng mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Vì vậy, vì sao? Vì chúng ta thấy rằng để mà quyết định điều trị cái gì, điều trị bằng phương pháp nào thì đó là cái sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, nội khoa, can thiệp nội mạch và phẫu thuật để mà có thể chọn ra cái phương pháp tốt nhất. Nội khoa cũng là cái người điều trị tối ưu cái tình trạng để mà chúng ta tiến hành chúng ta phẫu thuật. Tiếp theo đó thì can thiệp nội mạch, và tôi nghĩ rằng có thể giúp cho chúng ta trong cái việc quyết định can thiệp hay là không can thiệp rồi, phẫu thuật hay không phẫu thuật, mà chúng ta có thể phối hợp nhóm này trong lúc điều trị bệnh nhân luôn. Có đoạn chúng ta phải làm hybrid, vừa mổ vừa can thiệp nội mạch. Như vậy thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà chúng ta thành lập đội nhóm trong cái việc mà điều trị bệnh lý động mạch chủ, hội chứng động mạch chủ cấp này là rất là cần thiết. Và tôi nghĩ là chúng ta phải khuyến cáo làm sao đó một trung tâm mà muốn điều trị những cái bệnh lý này là phải có tổ chức đội nhóm trong cái điều trị bệnh lý động mạch chủ. Về Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì không những là trong bệnh lý động mạch chủ mà trong bệnh lý van tim, bệnh lý động mạch vành và ngay cả ngoài tim mạch thì cái xu hướng của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã sẽ thành lập những cái đội nhóm, chúng ta có những team và cái ranh giới giữa các khoa nó sẽ bị mờ đi, không còn một cái ranh giới hành chính nữa mà chúng ta chỉ có quản lý con người thôi, chứ còn về chuyên môn chúng ta sẽ phối hợp đội nhóm, chúng ta xóa nhà những cái ranh giới của các khoa với nhau để chúng ta thành lập cái đội nhóm để điều trị từng loại bệnh nhân. Thì tôi nghĩ đó là cái xu hướng trên thế giới và một số bệnh viện ở nước chúng ta cũng đã bắt đầu theo chiều hướng này, và tôi nghĩ đó là một chiều hướng tốt, sẽ giúp ích được cho người bệnh của chúng ta rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Nước. Câu hỏi của một bạn đồng nghiệp là xin hỏi là thầy là mình huyết áp tâm thu mình hạ xuống là 100-120 mm thủy ngân thì có thể huyết áp tâm trương nó cũng thể giảm nhỏ hơn 7, có nghĩa là chúng ta thấy cái hiệu áp nó rộng thì nó cũng không có tốt cho người bệnh bị bóc tách động mạch chủ. Tuy nhiên cái điều này thì chúng ta cũng khó mà tránh khỏi, tại vì trong những khuyến cáo thì người ta chỉ chú ý đến huyết áp tâm thu làm sao giảm được từ 10 đến 120 mm thủy ngân thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta được. Nếu mà chúng ta thấy cái hiệu áp nó được, ví dụ như huyết áp tâm trương nó 170 thì tốt, nhưng nếu nó xuống thấp hơn thì có nghĩa là không tốt, nhưng mà cũng không phải là cái chống chỉ định để mà chúng ta đưa huyết áp tâm thu hạ xuống là từ 100-120 mm thủy ngân. Cũng bạn đồng nghiệp này hỏi có giảm máu đến mạch vành không? Vậy bệnh nhân bóc tách động mạch chủ huyết áp tâm trương bao nhiêu có thể đảm bảo lượng máu mạch vành? Xin cảm ơn. Chắc chắn rằng chúng ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành thì chúng ta cũng phải lưu ý đến huyết áp tâm trương. Tại nếu huyết áp tâm trương chúng ta để mà dưới 60 mm thủy ngân đó
thì có thể là giảm tưới máu mạch vành, tại vì chúng ta biết tưới máu mạch vành là tưới máu trong thời kỳ tâm trương. Vì vậy thì nếu mà làm sao đó chúng ta phải gọi là cân đối, làm sao đó chúng ta giảm được huyết áp tâm thu xuống đến được 120 mmHg thủy ngân, huyết áp tâm trương chúng ta giữ được từ trên 60, có thể 65-70 mmHg thủy ngân là tốt nhất cho người bệnh của chúng ta. Chắc một câu hỏi nhỏ cuối cùng đến thầy, để thầy có ý kiến. Thì hồi nãy thầy có nhấn mạnh tới cái khái niệm là hội chứng mạch chủ cấp, tại sao gần đây người ta lại nhắc nhiều đến cái khái niệm này và cái vai trò của nó trong thực hành lâm sàng là như thế nào? Cái hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta thấy là càng ngày chúng ta thấy nó càng nhiều hơn, có nghĩa càng nhiều hơn. Ở nước mình có lẽ chúng ta lại quan tâm đến điều đó nhiều, bây giờ chúng ta lại càng ngày chúng ta phát hiện nhiều hơn. Việc thứ hai nữa là những cái hậu quả khi mà bệnh nhân có hội chứng động mạch chủ cấp đó, nó nguy hiểm quá, có thể chết người. Và cái việc mà chúng ta điều trị đó cần phải chẩn đoán cần phải chính xác và điều trị thích hợp. Nếu mà chúng ta để càng trễ thì cái khả năng mà cứu bệnh nhân chúng ta càng ít. Như vậy thì vấn đề mà hội chứng động mạch chủ cấp cần được biết đến, cần được phát hiện sớm, cần được chẩn đoán chính xác kịp thời để mà chúng ta có cái điều trị tốt nhất cho người bệnh. Thì đó chính là cái lý do mà ngày nay người ta nói đến cái hội chứng động mạch chủ cấp nhiều trong cái hoạt động của một cái bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình đã có một cái báo cáo tổng quan về vấn đề động mạch chủ, trong đó đặc biệt đó là về vấn đề hội chứng động mạch chủ cấp. Đây có lẽ là vấn đề rất là nóng. Ở trong bộ môn chúng tôi thì cũng đang có một nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ cái đề tài là hội chứng động mạch chủ cấp. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Phạm Minh Ánh, nguyên trưởng khoa phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ có cái bài về xử trí một số tình huống phức tạp trong can thiệp động mạch chủ. Xin mời tiến sĩ Ánh. Xin kính chào toàn. Xin kính chào tất cả các đồng nghiệp đã theo dõi chương trình online. Rất tiếc là COVID-19 đã làm thay đổi chúng ta rất nhiều trong cái hội nghị mà chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được. Đây là điều đáng tiếc. Hy vọng rằng chúng ta cũng chia sẻ phần nào đó trên cái chương trình ngày hôm nay. Tôi vào đây cũng phải có một cái tem gắn trên ngực để đảm bảo rằng mình đã được kiểm duyệt COVID-19, chắc là không lây online. Vâng, để lại cái chương trình thì tôi xin trình bày cái nội dung của tôi ngày hôm nay. Tức là can thiệp nội mạch điều trị các tổn thương động mạch chủ phức tạp. Tôi xin giới thiệu một số ca. Thì chúng ta biết là bệnh lý động mạch chủ thì có 4 bệnh lý chính mà giáo sư Trương Quang Bình cũng đã trình bày với chúng ta là bóc tách, phình, loét và tụ máu thành động mạch chủ. Chúng ta biết là điều trị phẫu thuật mở vẫn luôn là một phương án lựa chọn lý tưởng nhất cho các bệnh lý này. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể tiến hành được, nhất là những bệnh nhân mà có nguy cơ phẫu thuật rất là cao. Chính vì thế là cái phương pháp can thiệp mạch điều trị cho các tổn thương động mạch chủ cũng đã được tiến hành từ hơn 20 năm nay. Đầu tiên người ta đã tiến hành điều trị cho những cái tổn thương động mạch chủ xuống, động mạch chủ bụng dưới thận. Đấy, tuy nhiên là sau đó thì cũng triển khai rất nhiều kỹ thuật để triển khai những cái phẫu thuật nó khó khăn hơn, như là đoạn quai, như là những cái phình động mạch chủ hay tổn thương động mạch chủ trên thận, vân vân. Vậy thì những cái tổn thương phức tạp thì chúng ta có thể tiến hành được không? Thì tôi xin giới thiệu một số cái trường hợp mà tôi cũng đã làm khá là khó khăn. Bệnh án thứ nhất là bệnh nhân nam 55 tuổi. Bệnh nhân này vào vì đau ngực và bị khàn tiếng. Thì trên CT thì chúng tôi thấy có một cái tổn thương của động mạch chủ, phình động mạch chủ khá lớn ở đoạn quai với đường kính đo được là 64 mm. Tuy nhiên một vấn đề rất là khó khăn là bệnh nhân này nếu như muốn triển khai về can thiệp thì nó có một cái zone của cái vùng động mạch chủ lên rất là lớn, 43 mm mà chúng tôi đo được, làm cho chúng ta không có zone lý tưởng. Vậy thì làm sao có một zone lý tưởng để điều trị cho bệnh nhân này? Thì tôi đã tiến hành ra một cái kế hoạch để mà hybrid làm sao điều trị can thiệp nội mạch tối thiểu cho bệnh nhân được. Thì đây là một kế hoạch chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ tiến hành làm một cái hybrid, sẽ chuyển vị toàn bộ những cái mạch máu trên cổ, tức là động mạch thân đánh cánh tay đầu, mạch cảnh trái và động mạch dưới đòn trái bằng một cái cầu nối vào động mạch chủ lên sát với lại cái van động mạch chủ. Sau đó là cái
phần còn lại còn mạch chủ lên chúng tôi sẽ bending làm cho nó nhỏ lại bằng một cái pote. Sau đó chúng tôi sẽ đặt cái pote, đặt cái stent gap quay được mạch chủ xuống. Thì đây là chúng ta tiến hành trong cái phẫu thuật, chúng tôi đã mở xương ức và phẫu thuật động mạch chủ lên, rồi là các nhánh thân cái đầu dưới đòn và cảnh. Sau đó chúng tôi làm cái cầu nối, cái total branching như chúng ta nhìn thấy đây. Bên cạnh đó, bên trên của cái đằng sau cái cầu nối này đấy, chúng tôi sẽ làm bending bằng cái pote. Pote chúng tôi sẽ tính toán làm sao cái đường kính của cái động mạch chủ lên để mà có cái landing zone đường kính khoảng 38. Thì đây sau khi mà chúng tôi đã bending xong, sau đó đóng ngực, sau đó chúng tôi tiến hành triển khai can thiệp. Thì can thiệp động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống, ngang quay động mạch chủ và động mạch chủ xuống một cách bình thường. Thì rất tiếc có một cái clip mà trong can thiệp nhưng mà không ép vào đây được. Nhưng mà đây là cái kết quả mà sau khi chụp CT chúng ta thấy là một cái kết quả rất là tốt. Bây giờ cho đến nay là năm thứ ba rồi, thì vẫn còn ổn định, không có vấn đề gì. Nhưng sau theo dõi tiếp những trường hợp như thế này, không có leak và tất cả các mạch máu nuôi não rất là bình thường. Thì thực tế ra thì trên thế giới người ta cũng đã làm cái này khá nhiều rồi. Trước cái năm 2000 ấy thì ông Minh Chang này, ông này đây là một cái tác giả ở bên Nam, ở bên Đài Loan. Ông này cũng đã báo cáo 6 trường hợp. Đây là một cái trường hợp duy nhất ở bên Italia người ta tiến hành. Còn đây là một cái trường hợp mà ở bên Nhật thì ông này ông ấy làm một cái bending của động mạch chủ lên. Khi mà ông ấy làm một cái chain thì và stent gap động mạch chủ nó bị leak, cho nên ông ấy làm bending luôn. Ông không mở ra, ông bending luôn mà kết quả cũng rất là tốt. Thì đây là cái cách chúng ta tính để làm sao có cái bending. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân này là bệnh nhân nam 43 tuổi, bệnh nhân này được mổ thay động mạch chủ lên, bóc tách động mạch chủ. Thì bệnh nhân này mổ trước khi chúng tôi can thiệp khoảng hơn tháng, 2 tháng. Tuy nhiên bệnh nhân này có một vấn đề là khi can thiệp xong thì bệnh nhân vẫn còn đau ngực, và CT thì chúng ta thấy đây có một cái hình ảnh còn bóc tách và có tràn dịch màng phổi hai bên, có thiếu máu thận bên phải. Đây là cái hình ảnh mà chúng tôi can thiệp, chúng tôi CT và chúng tôi dựng hình ra. Sau khi mà CT thì chúng ta thấy là cái pote nó chỉ ngắn từ đây đến đây thôi, từ đây đến đây. Nó dài khoảng 2.5 cm thôi, không đủ chúng ta làm cái zone gì hết. Thế và bệnh nhân này thì bác sĩ cũng như là bệnh nhân hoàn toàn không muốn phẫu thuật lại. Chúng ta phải đặt ra một chương trình làm sao để mà chúng ta can thiệp được hay không. Thì chúng tôi lên một cái chương trình, sau khi đo đạc thì chúng tôi lên một cái chương trình là sẽ đầu tiên sẽ chuyển vị động mạch dưới đòn, động mạch cảnh trái và động mạch cảnh phải. Thế sau đó là chúng tôi sẽ đặt một cái stent gap của động mạch chủ lên để tạo nên một cái zone lành của cái động mạch chủ lên. Chúng tôi sẽ tiến hành chim lì tiếp theo. Chim lì tiếp theo tức là chim lì động mạch thân cái đầu và đặt cái stent gap của động mạch chủ lên, động mạch quai động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Đấy là một kế hoạch như vậy với các thông số như đây các bạn biết. Thì đây kết quả thì chúng ta có một cái vấn đề là khó khăn là động mạch chủ lên chúng ta không có một cái stent gap vừa mới kích thước 38-60 như vậy, thì bắt buộc chúng tôi phải cắt một cái stent gap của Medtronic để chúng tôi làm sao cái đường kính của nó là 38 cho nên chúng ta có thể có, thì cắt một cái chiều dài là làm sao đủ 60 để chúng ta lắp vào cái động mạch chủ lên. Ở đây chúng tôi tiến hành cắt, sau đó là đưa vào cái device của nó một cách bình thường, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành. Thì chúng tôi tiến hành đây thì chúng ta biết đây, tôi đã đưa cái stent gap từ dưới đi lên như cách bình thường thôi, và cái stent gap chúng ta phải đưa qua van động mạch chủ làm sao cho nó cao nhất có thể để mà chúng ta tạo một cái zone có một cái bám chắc vào trong cái pote mà cái động mạch chủ lên người ta đã phẫu thuật, và nó sẽ bung cái stent, nó sẽ được kết thúc ở cái trước khi thân cánh đầu. Thế đây là kết quả sau khi mà chúng tôi đặt cái stent graft động mạch chủ lên, chúng ta thấy có một cái zone cũng khá vững chãi rồi. Sau đó là chúng tôi đặt cái chimney và đặt stent graft của động mạch chủ lên, quay động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Thì đây kết quả là chúng ta sau khi bung và chúng tôi đặt cái stent graft của động mạch chủ xuống. Thì đây kết quả là sau khi bung như thế này, và đây là cái kết quả CT sau khi mà can thiệp. Thì kết quả cũng rất là tốt cho đến nay. Stent gap cố định rất tốt và không có cái leak của tip 1 hoặc là cái túi phình nó không còn nữa và nó bị thoái triển hoàn toàn. Bệnh nhân thứ ba, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Thủy, bệnh nhân nữ 38 tuổi, bệnh nhân này 7 năm trước mổ bento
bệnh nhân này bị được chẩn đoán theo cái giấy là phình động mạch chủ lên, sau đó người ta mổ thay thay van động mạch chủ, thay đoạn lên động mạch chủ. Và bệnh nhân này lần này vào viện vì đau ngực và đau bụng. Thì CT khi vào đấy thì chúng ta thấy là có một cái tổn thương động mạch chủ rất là phức tạp, rất là lớn. Tổn thương vừa bóc tách vừa phình cái động mạch chủ. Chúng ta thấy đây. Từ chủ bụng cho đến chủ ngực, từ ngực cho đến chủ bụng. Và một cái chiến lược chúng tôi điều trị là sẽ điều trị cái động mạch chủ ngực, sau đó là chúng tôi sẽ điều trị cái động mạch chủ bụng cho bệnh nhân. Thì bước đầu tiên chúng tôi tiến hành cái động mạch chủ ngực như thế nào? Thì sau khi đo đạc thì chúng ta thấy là cái phần mà pote mà người ta đặt vào trong cái động mạch chủ lên ấy, nó chỉ dài có 50mm thôi. Và sau đó nó có một đoạn tổn thương rất lớn của cái động mạch chủ lên tiếp theo mới đến động mạch thân cánh đầu. Như vậy là phẫu thuật trở lại cũng rất là khó khăn, mà bệnh nhân cũng không đồng ý và phẫu thuật viên cũng không muốn việc phẫu thuật luôn bởi vì nó quá khó. Vậy đặt ra một cái kế hoạch làm sao để mà chúng ta can thiệp được cho bệnh nhân này để có một cái điều trị tối thiểu. Thì chúng tôi đã lên một cái kế hoạch như sau. Thì trước tiên là chúng tôi sẽ chuyển vị cái động mạch cảnh trái cũng như là dưới đòn trái vào động mạch thân cánh tay đầu. Vào động mạch thân cánh đầu. Tuy nhiên bệnh nhân này kể cả cái thân cánh đầu này cũng rất là ngắn, nó chỉ 2cm thôi, 20mm thôi. Đây là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ đặt hai cái stent gáp vào động mạch chủ lên để có một cái zone của động mạch chủ lên để chúng ta sẽ tiếp tục chim lì như ca trước. Và bước thứ ba là chúng tôi sẽ đặt cái chim lì cho bệnh nhân. Đấy, từ động mạch chủ lên này, rồi là thân cánh tay đầu này, chúng ta chim lì, sau đó là chúng ta sẽ đặt cái tiếp tục. Thì đây là cái protocol trong mổ hở đấy, thì chúng ta sẽ chuyển vị. Như vậy cái đặc biệt ở đây là chúng tôi chuyển vị, nó có một cái nhánh tôi nối một cái Y đây. Y một cái chữ Y của pote. Thì tôi để sẵn ra đây một cái nhánh để bên ngoài này, sau đó chúng tôi sẽ can thiệp qua đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng tôi sẽ phải có những cái stent mà chúng tôi cũng phải cắt cái đầu của nó, thì bắt buộc chúng phải cho vào đây chứ không phải cho vào mạch thường được. Thì còn cái nhánh còn lại thì chúng tôi sẽ nối một cách bình thường. Đây là động mạch cảnh trái và đầu xa lên động mạch dưới đòn bên trái. Đây cái góc này là nối vào động mạch cảnh bên phải đây, cái gốc của nó. Thế chúng ta thấy CT trước can thiệp đây. Đấy, khi mà chụp chúng ta thấy cái tổn thương rất rất nặng của cái động mạch chủ. Ở đoạn mạch chủ lên thì đúng như là hình CT chúng ta thấy là bóc tách và phình. Đoạn quai cũng phình rất lớn, đoạn xuống cũng phình rất là lớn. Thế thì vì như nãy tôi nói đó, là muốn làm sao đặt cái stent gáp động mạch chủ lên nó phải sát nhất với động quai với lại van động mạch chủ. Chúng ta thấy có cái van ở đây. Thì chúng tôi phải cắt cái tip của cái stent gáp thì chúng tôi dùng cái cắt của động mạch chủ bụng với đường kính là 36. Chúng phải cắt cái tip này đi để làm sao mà chúng ta như hình bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy không còn cái tip đầu nữa, cái đầu tip nữa mà chúng tôi phải đẩy trực tiếp nó qua cái pote. Nếu như mà chúng ta đẩy qua cái mạch máu bình thường thì cái đầu tip này không thể qua được. Cho nên chúng ta phải để cái pote đó, chúng ta đưa qua pote và đưa sâu nhất có thể để sát nhất cái van động mạch chủ. Chúng ta thấy cái vòng van đây. Và chúng tôi nhiều khi phải rút cả cái oai ra để mà đẩy trực tiếp cái pote xuống, cái stent gap xuống để làm sao cho nó sát nhất, chúng ta có một cái zone sâu nhất để chúng ta có một cái landing zone làm sao nó vững chãi. Thì tiếp theo đây, tuy nhiên là có một cái khó khăn khi mà bung ra thì chúng ta thấy là có những cái có những lúc là nó cái bear stand ấy nó mắc vào cái bởi vì mình đẩy quá sâu cho nên nó mắc vào cái đầu capture. Thế nên tháo các trở ra cũng rất là khó khăn. Chúng ta nhìn rõ đây thì sẽ thấy là nó có mắc vào đây. Tuy nhiên sau khi đó chúng tôi cũng xoay cái device này, nó cũng bung ra được cái cắt trở đó, nó bung ra được cái bear stand. Cho nên cũng rất là khó khăn, tuy nhiên cũng thành công. Sau đó chúng tôi bung cái stand thứ hai. Như vậy là động mạch chủ lên chúng tôi phải dùng hai cái bear stand, hai cái bear stand là của cái cắt của cái động mạch chủ bụng 36 3649. Thế sau đó thì chúng tôi sẽ đặt cái stent chim lì bình thường. Tuy nhiên một cái khó khăn nữa là chúng tôi thấy là khi mà đi cái device của cái thân chính, cái main mà đi lên quay được mạch chủ đấy là vô cùng khó khăn bởi vì nó gấp khúc, cái túi phình nó lên rất là cao, rất là lớn như chúng ta biết đấy, làm cho không thể đẩy được. Mặc dù cái stiff wire này, cái stiff là nanoquip nó rất là cứng rồi, nhưng mà không thể đẩy được, nó cứ mắc ở trên này, nó không thể đi xuống đây được. Và chúng tôi đã gặp một trường hợp khác mà không thể đẩy được, chúng ta bắt buộc là phải dừng lại. Thế tuy nhiên ca này thì chúng tôi vì mình có sẵn cái mở cổ ở trên, chúng tôi đã đẩy cái vết mổ ở trên này, cái túi phình nó lên đến trên cổ đấy, mình phải đẩy nó xuống.
để cái stent gap nó dựa vào đó và nó xuống, bắt đầu nó xuống. Rất may mắn là nó xuống. Nó xuống, tuy nhiên là khi bung nó ra thì cũng vô cùng khó khăn luôn. Thế đây là cái chim lì, sau đó chúng tôi sẽ bung cái chim lì này. Chim lì này chúng tôi chụp cái đường trên xuống để xác định cái vị trí mình mong muốn mình đặt, thì mình sẽ đặt vào chỗ này, bắt đầu cái đầu xa ở đây. Sau đầu gần chúng tôi sẽ đặt cái thứ hai. Chim lì cũng hai cái stent. Thì cái việc bung stent gap ở đây vô cùng khó khăn. Như nãy tôi nói, bởi vì khi một cái vòng cua của nó lớn như thế ở trên động mạch chủ lên, quay động mạch chủ xuống, làm cho cái sức cản của nó rất khó, bung vô cùng khó khăn luôn. Mãi sau, tức là mình bung, mình xoay đấy, nó trượt luôn cả cái bánh răng luôn. Cái bánh răng nó bị trờn luôn. Thế sau đó là tôi tháo khóa, tôi kéo tay thì cũng rất là nhiều lần, may mắn nó rất là nặng nề, nhưng mà dù sao nó cũng xuống. Thì cũng may mắn thở phào là nó làm sao nó bung được. Thế sau đó thì chúng tôi chụp cái đĩa đây, sau khi mà đặt stent, chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh đây, tuy nhiên nó có leak. Nó có leak đây là chúng tôi theo dõi, chúng tôi nghiên cứu thì thấy nó leak của cái chim lì này. Cái chim lì này khi mà mình bung, mặc dù hai cái đúng cái vị trí rồi, nhưng khi mình bung cái mên ấy, nó sẽ kéo cái thằng chim lì xuống, làm cho cái chim lì nó bị hụt mất cái landing zone đầu xa, nó bị leak. Thì sau đó chúng tôi sẽ đặt cái chương trình là sẽ đặt lại cho bệnh nhân thêm một cái miếng cắp nữa ở trên cái thân cánh đầu để mà che cái leak này. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ đặt chương trình ra sau. Tuy nhiên là nó cũng không phải là quá khó khăn, tôi nghĩ vậy, bởi vì nó mình có thể đi qua đường tay mình làm. Thì trường hợp này chúng tôi sẽ kiểm tra lại CT, thời gian tới chúng tôi sẽ đặt lại. Thì trên đi văn thế giới thực sự ra có rất nhiều những cái tác giả đã báo cáo về những cái đặt stent gap động mạch chủ lên. Tuy nhiên những đặt stent gap động mạch chủ lên để mà phối hợp chim lì hay là sandwich tiếp theo nữa thì thực sự ra rất là hiếm. Thế còn nhiều tác giả cũng đã có những báo cáo về động mạch chủ lên rồi, thì tôi lấy ví dụ như là ông này, ông Mitchell, thì ông này ông ấy tổng kết trên data thì ông thấy là trên thế giới có 118 bệnh nhân trên 46 báo cáo đã được tiến hành làm cái động mạch chủ lên, thì thấy là kết quả khá là tốt, và thấy là tỷ lệ nói chung endolytic cũng như là phải can thiệp lại cũng không đến nỗi là chúng ta phải quá lo lắng. Leak là 18,6% và 9,3% phải can thiệp lại. Đây là hai cái ví dụ. Đây là một cái ông ấy làm một cái trường hợp mà có một cái lét tủng dissection của cái động mạch chủ lên, ông có đặt cái stent gap này. Năm 2011 thì ông ấy cũng đã làm một trường hợp khác, làm một cho một cái tiếng giả phình của cái động mạch chủ lên, mà ông ấy đặt hai miếng luôn của mạch chủ lên, trên bệnh nhân đã can thiệp động mạch vành. Thì đây là một cái bệnh nhân mà ông này, đây là tác giả này ở bên Mỹ, ông này ở North Carolina. Thì đây là một cái bệnh nhân mà sau khi ghép tim nó có một cái phình, giả phình của cái miệng nối của động mạch chủ. Sau đó người ta cũng đặt cái stent người ta chữa. Bệnh nhân thứ tư tôi muốn giới thiệu với các đồng nghiệp, đó là một cái bệnh nhân mà 67 tuổi, bệnh nhân này vào viện vì khối ở bụng. Bệnh này chụp CT đây có một cái hình ảnh, một cái bẩm sinh bất thường rất là hiếm gặp. Đây là một cái phình động mạch chủ bụng mà có bốn cái động mạch chậu mà nó trâu vào cái túi phình mà không có động mạch chậu chung. Thì chúng tôi đo đạc tính toán được như thế này, và chiến lược chúng tôi sẽ làm là sẽ bảo tồn một cái động mạch chậu trong và ra ngoài hai động mạch chậu ngoài. Chúng ta sẽ bít tắc cái động mạch chậu ở bên phải bằng amplaster, sau đó đặt stent gap. Stent gap đây chúng tôi sẽ phải hai cái stent gap, một stent gap cho động mạch chủ bụng và một stent gap cho động mạch chậu. Thì đây là cái chiến lược chúng tôi sẽ làm. Cái khó khăn của nó là làm sao chúng ta phải tính toán ra thật chính xác, bởi vì chúng ta sẽ đặt hai cái thiết bị trong một cái túi phình. Thì đường kính ở bên dưới cho phép chúng ta có thể đặt nhiều thiết bị, 3-4 cái nhánh stent gap. Tuy nhiên là chiều dài của nó chỉ 106, nhưng ta biết lắp hai thiết bị bắt buộc chúng ta phải tính toán thật là chính xác. Thì chúng tôi đã tiến hành là chúng tôi sẽ đặt cái main body đây, sau đó chúng tôi đặt cái stent gap cho động mạch chậu. Ở đây là cái hình ảnh mà chụp khi mà sau khi đặt stent gap cho động mạch chậu. Sau đó là chúng tôi tiến hành là can thiệp cái đặt một cái cover stent xuống cái động mạch chậu trong bên trái bằng cái đường tay đi xuống. Chúng tôi đặt cover stent đây, sau cái bung cover stent đây. Và đây bung hết tất cả các thứ, các đồ của mình khi mà extension ở hai bên được kết thúc. Thì kết quả chụp lại chúng ta thấy là cái hình ảnh khá là đẹp. CT sau mổ một tháng thì chúng ta thấy là kết quả rất là tốt. Đấy, mọi cái động mạch được bảo tồn, động mạch thận, động mạch chậu trong, động mạch chậu ngoài.
Thì đây là một cái dị dạng rất là hiếm gặp. Và can thiệp cái này trên thế giới chúng tôi thấy chưa có trường hợp nào mà can thiệp để mà điều trị cái này cả. Chúng tôi sẽ báo cáo cái trường hợp này trên báo quốc tế để làm sao thấy được nó có những cái kinh nghiệm. Đây là cái đầu tiên để chúng ta can thiệp điều trị. Vậy có mang lại một cái hiệu quả gì không? Kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ bàn luận. Thì dị dạng của nó có rất nhiều cái. Tuy nhiên là dị dạng như dạng chúng tôi gặp là vô cùng hiếm. Đây là cái mà người ta chỉ thấy trên cái một xác chúng ta thấy. Thì kết luận tổn thương động mạch chủ phức tạp luôn là thách thức đối với các bác sĩ ngoại khoa và can thiệp mạch nói chung. Cần lựa chọn bệnh nhân với các tổn thương và giải phẫu phù hợp với các kế hoạch điều trị đúng ở một số bệnh nhân có tổn thương phức tạp để có thể can thiệp nội mạch thành công. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các đồng nghiệp. Cảm ơn thầy Ánh. Thì cũng xin giới thiệu với quý đồng nghiệp, thầy Ánh là một trong những chuyên gia hàng đầu về can thiệp động mạch chủ, về phẫu thuật mạch máu của Việt Nam chúng ta. Và những cái trường hợp mà thầy Ánh nêu lên như vậy thì là những trường hợp rất là hay, rất là hiếm gặp mà trên y văn thế giới chúng ta không có gặp nhiều. Những bài báo cáo này sẵn sàng có thể báo cáo những hội nghị lớn về can thiệp mạch máu trên thế giới như là LINCS hay là các cái hội nghị khác nữa. Thì chúng tôi xin có cái lời chúc mừng cho thầy Ánh và ekip cũng như có một số câu hỏi. Thì đối với cái can thiệp động mạch chủ ngực lên ấy, thì hiện tại trên thế giới còn rất là ít ca báo cáo, chỉ rất là lẻ tẻ thôi. Cho nên những cái kinh nghiệm là kinh nghiệm bước đầu và những cái cách làm thật là sáng tạo luôn, với nhiều cắt canoscone cho nó ngắn đi, thì đúng là lần đầu tiên mình thấy. Là cái stent graft Navion mà sắp tới chúng tôi xin trình bày trong cái bài sắp tới đây, mình có cái noscone nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ thuận lợi hơn trong khi làm. Mình xin hỏi thầy là bây giờ cái khi mình đặt như vậy á, thì những cái kinh nghiệm nào khi mình để cái gai quai trong thất trái để cho nó có thể an toàn. Ở đây thì kinh nghiệm này chắc cũng từ cái thay vai động mạch chủ qua da, làm sao cho nó vững chắc để chúng ta có thể có cái đầu xa nó thật là cố định, chúng ta có thể bung được cái stent graft đúng vị trí trí. Thứ hai là một số trường hợp mình làm bending đó, thì cái mức độ bending như thế nào cho nó phù hợp, bởi vì cái graft của mình sau khi mình bend lại, mình bung ra, mình cần oversize bao nhiêu. Nếu chúng ta bend chặt quá thì nó có thiếu máu của nó trong mạch chủ ngực lên và có thể gây những cái biến chứng gì khác không ạ? Cảm ơn giáo sư Định thì đã có câu hỏi. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta, bản thân tôi cũng phải suy nghĩ tính toán trước khi mà mình can thiệp như thế nào. Thì rõ ràng khi mà can thiệp động mạch chủ lên, mình như trường hợp ban đầu tôi làm đấy, cái trường hợp đầu tiên đấy, thì chúng tôi phải đưa cái device, cái đầu tip của nó vào thất, trong thất luôn, qua van động mạch chủ luôn. Thế thì trường hợp này bắt buộc chúng ta phải đi quay vào trong thất. Thì đi quay vào trong thất thì quay bắt buộc chúng ta phải dùng quay cứng, mà cái quay bình thường, những cái quay Mayer hay là thì nó yếu lắm, nó không đưa được lên đâu. Chúng ta phải dùng cái quay Lenderquist ấy. Cái quay đấy nó rất là cứng, nó support rất tốt, phải đưa vào trong cái thất. Trong thất thì tất nhiên chúng ta phải theo dõi làm sao cái đầu mềm của nó hoàn toàn nằm trong thất, cái đầu cứng của nó đến đoạn van thôi, để mà nó support được cái stent graft của mình lên đến cái động mạch chủ lên. Thế và làm sao cái chúng ta phải theo dõi cái điện tim, làm sao nó không bị thay đổi nhịp tim quá lớn, chẳng hạn như là cái ngoại thông thu thất mà nó dày quá thì chúng ta phải rút bớt ngoài ra, đặt một cái vị trí khác. Có khi vị trí này thì nó ok, nhưng vị trí khác có khi nó lại cái kích thích nó quá lớn, nó làm cho ngoại thông thu thất quá dày chẳng hạn, thì chúng ta phải đặt sang vị trí khác, làm sao cái nhịp tim cho nó ổn định, huyết áp ổn định. Thì cái đấy là cái cần thiết. Sau đó chúng ta giữ nguyên ngoài đấy và chúng ta đưa cái device của mình lên qua cái van động mạch chủ. Thế tuy nhiên trường hợp thứ hai chúng ta biết là van động mạch chủ của bệnh nhân này nó đã bị thay rồi. Đây là van cơ học. Cho nên tôi không bao giờ muốn cái oai cũng như là cái đồ can thiệp của mình qua cái van được. Bởi vì khi qua van đấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể gây kẹt van hoặc gãy van khi mà cái đầu cái device nó rất lớn như vậy. Nó có nhiều những cái chỗ nó không được trơn tru nhắn nhụi. Nó có những cái gờ, những khớp để làm cho cái vòng van, cái cánh van của mình có thể bị gãy đấy. Cho nên cảnh giác. Bây giờ chúng tôi bắt buộc phải, cái trường hợp đấy chúng tôi bắt buộc phải cắt cái đầu tiếp đi, để mà cái đầu tiếp nó ngắn nhất. Cắt đi nhưng mà tất nhiên mình sẽ có clip, mình sẽ phải vê tròn cái đầu tiếp đi cho nó tương đối đi. Và phải dùng cái pote để chúng ta đưa vào như vậy. Và đưa vào như vậy thì tôi đưa từ bên trái sang bên phải, nó theo cái xu hướng tương đối thẳng của mạch chủ lên, làm cho mình có thể mình đẩy một cách dễ dàng xuống. Thì tiếp cận làm sao đến cái van cho nó gần nhất để mình tạo ra một cái
cái zone nó tốt nhất có thể để cái stent gáp mình bám. Hai nữa là cái stent mình cũng phải tính toán cho là chính xác làm sao mà mình đủ dài, đủ đường kính của nó. Thì cái đường kính của nó thì chúng ta sẽ tính làm sao mà, bởi vì chúng ta biết là cái stent gap lớn nhất của người ta chỉ có 46 thôi, đường kính 46mm. Mà oversize mình sẽ tính đây thì sẽ khoảng 20-30%. Và cho nên là mình làm sao mình đặt cái stent gap của mạch chủ lên đấy, để tạo cái zone mới đấy, thì nó đường kính khoảng 36 hoặc 38. Nếu chúng ta muốn sử dụng cái stent gap 46 đường kính của họ. Thì cái đường kính của cái stent gap là như vậy. Hoặc trong trường hợp bending cũng vậy thôi. Bending thì chúng ta cũng phải tính làm sao mà cái đường kính của nó là cũng khoảng 36-38. Thì cái đấy chúng ta sẽ vô tư, chúng ta sẽ đặt kể cả chimney thì không có thể cản trở đường ra đứt trái được. Thì cái đường kính của nó trong trường hợp bending chẳng hạn, chúng ta sẽ tính như đấy, tôi công thức tôi nói rồi, thì cái đường kính của nó sẽ, tức là cái chiều dài của cái bending đấy, nó sẽ có đường kính, nó sẽ bằng với lại cái đường kính nhân với pi theo công thức chúng ta biết đấy, từ đường kính cho đến chu vi của cái hình tròn. Thì từ đấy chúng ta sẽ tính ra, chẳng hạn chúng ta muốn đặt cái đường kính là 38 chẳng hạn, thì cái chiều dài của cái pote đấy thì chúng ta sẽ dùng khoảng 11, theo chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi làm tính toán rồi là 11, khoảng 11 cm, 110 mm. Thì cái pote đấy có thể dùng pote, nhưng có tác giả người ta không dùng pote, có tác giả người ta dùng chính cái mảng mesh mà chữa cái thoát vị ấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm của chúng tôi là như vậy, và cũng trả lời cho câu hỏi bác Định, không biết là có cảm thấy hài lòng bác Định. Ông sư Định ạ, ông sư Ước chỉ comment hai ý nhỏ nhỏ thêm với phần. Alo. Có ạ. Alo, nghe rõ không ạ? Nghe rõ lắm đấy ạ. Vâng. Tôi xin comment thứ nhất là chúc mừng bác sĩ Ánh, nhất là những tôi rất là ấn tượng những ca mà nó cái landing zone, các bạn đặt cái stent graft cho động mạch chủ lên ấy, rồi làm chimney phối hợp ấy, rất là hay, cũng là động viên chúng tôi nếu mà thật tới có thể chúng tôi sẽ nghĩ đến những cái đây đó trong vấn đề can thiệp. Tuy nhiên là có hai cái để tôi comment thêm. Thứ nhất là cái kỹ thuật wrapping ấy, kỹ thuật nó bọc động mạch chủ ấy, thì cái đấy thì ở ngoài Đức chúng tôi cũng làm được 4-5 ca rồi, thấy rằng là có thể bổ sung thêm cho anh chị đó là gì, là cái wrapping đó không phải cứ ở trên, và chúng ta có thể đục một cái lỗ giữa wrapping đó, chúng ta làm một cái cầu nối giữa động mạch chủ lên với các mạch nền cổ, sau đó cái wrapping bọc phía trên và phía dưới, là thò ra cái lỗ đó và nối lên, như vậy chúng ta có thể can thiệp ở trên đoạn động mạch chủ dài hơn rất nhiều. Cái nhất cái thứ hai là đối với trường hợp mà có bị bệnh lý mà do chúng ta mổ lóc tiva cũ hay cái gì đấy mà nó đoạn lên thay ngắn quá, bây giờ chúng ta nó phồng rồi nó biến chứng ra ấy, thì thường chúng tôi ngoài này chắc là vì chúng tôi có cái ưu thế về ngoại tim mạch khá mạnh, nên thường chúng tôi cũng làm được khoảng 3 ca như vậy rồi, thì chúng tôi sẽ mổ lại, chúng ta gỡ dính rồi thay cái đoạn nối tiếp vào cái đoạn chủ lên thêm một đoạn nữa đến sát TBC. Còn đối với đoạn còn lại chúng tôi làm hybrid, chúng tôi đặt stent ngược từ động mạch chủ ngực lên bằng cái kỹ thuật stent, thì tôi sẽ trình bày kỹ thuật hybrid mà ngược của theo cái kỹ thuật của Việt Đức, nó tiết kiệm rất nhiều. Cái đấy chúng tôi cũng làm được mấy ca để nó tương đối thuận lợi. Đấy là comment thêm ý kiến để các anh các chị có thêm nhiều chọn lựa thôi trong đơn vị phẫu thuật tim mạch. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Ước rất nhiều. Chúng ta có nhiều cái option nữa để lựa chọn làm sao mà cái less anh và gì nhất cho bệnh nhân mà những cái kết quả tốt nhất. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng đưa ra những cái để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm. Xin cảm ơn. Vâng, xin rất là chúc mừng cái ekip của tiến sĩ Ánh với những cái ca rất là exciting, rất là hấp dẫn, rất là hay. Thế tôi thì cũng làm một ca làm bending. Thế thì kinh nghiệm thì để mà đo cái size cái đường kính ấy, để cho anh Ánh thì tính công thức thì cũng hơi mệt. Tôi thì tôi cũng có mổ tim nên tôi lấy luôn cái size mà đo ban đầu mạch chủ ấy, phó giáo sư à. Thì tôi lấy cái đó là tôi xong tôi lấy cái ống ghép tôi bọc chung quanh đó là tôi sẽ ra đường kính chính xác. Của cái chuyện cái đường kính nó dễ hơn. Cái thứ hai là khi mà mình làm bending thì hồi nãy tôi hiểu cái ý của anh Định ấy, là mình tính cái gọi là cái size của cái endograft ấy, với cái bending của mình để làm sao nó đừng có bị vỡ. Tại vì khi mà với cái mạch máu bình thường thì nó có cái độ giãn nở, nhưng mà mình bending bằng cái graft thì nó không giãn được. Cho nếu như mà mình tính cái đó mà nó oversize hơn quá mức ấy, là nó sẽ bị vỡ cái động mạch chủ thật ở bên trong. Tại vì giữa hai cái thì cái phần đó là cái phần mà mình phải tính toán nó kỹ hơn. Thế còn rất là tôi rất là thích thú cái báo cáo của anh Ánh, và cái này thì đúng là có thể mình sẽ báo cáo các cái hội nghị quốc tế, đặc biệt là cái chỗ mà động mạch chủ lên. Tôi nghĩ là rất là hay đấy. Chúng ta sẽ cơ sở nào mà chúng ta áp dụng được, tôi thấy là một cái hướng cho chúng ta xử lý những trường hợp khó, rất khó. Thế còn cái bending ấy thì đúng như là giáo sư Quế nói đấy. Nhưng mà như này để người ta
để người ta chống cái, thực sự ra là khi mà pô te mà lắp vào đó đấy, nó vẫn cứ giãn. Thực sự ra mà nói, người ta có thấy thế là nó vẫn giãn. Cho nên các tác giả khuyên rằng là phải dùng hai cái pô te, tức là hai mặt của pô te. Tức là pô te đấy mình xẻ dọc ra và cả hai tấm đấy mình ghép vào, xong đó mình bọc lại chứ không phải bọc một lượt. Bọc cả hai lượt thì nó mới tránh giãn. Mà về sau này nó giãn ra thì có khi nó lại líp tiếp. Thế cho nên là mình phải lưu ý là người ta, cái pô te người ta xẻ dọc ra nhưng mà vẫn để hai tấm nhé. Vẫn để hai tấm mà bọc lại. Thì cái đấy là cái chúng ta lưu ý. Em nói là cái oversize như vậy nó có thể lớn hơn, tại vì cái nên nó giãn nhiều hơn. Cho nên không, thực tế đúng là thực tế các tác giả mà tôi cũng thấy là rất là hay là người ta cũng chỉ khoảng đặt 36-38 mà. Tức là mình tính cho cái đường kính của cái pô te đấy là đặt là 38 chẳng hạn, như mình muốn là nó dài 38 ấy, thì mình sẽ tính cái chiều dài của nó. Cái chiều dài của nó thì bằng 38 nhân với pi 3,14. Mình nhân ra mình sẽ thấy cái chiều dài của cái pô te là bao nhiêu, mình bọc lại là ok. Đấy, không có vấn đề gì khó khăn cả, rất dễ. Cảm ơn thầy. Như vậy do giới hạn của thời gian chương trình thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần trình bày tiếp theo. Thì cũng xin ý kiến của thầy Ước và quý thầy ở đầu thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì thầy Quế có việc phải về bệnh viện nên thầy Quế đề nghị là được báo cáo trước. Chắc là xin mời thầy Quế. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị, rất là xin lỗi vì có cái công việc đột xuất ở bên bệnh viện cho nên là tôi xin phép được báo cáo trước. Chúng ta nghe hai cái báo cáo đầu tiên rất là hay rồi, cái báo cáo tổng quan của giáo sư Bình cũng như là vừa rồi là cái báo cáo của tiến sĩ Ánh về vấn đề điều trị các cái phình và các cái bóc tách động mạch chủ, trong đó đặc biệt là những cái trường hợp mà bóc tách động mạch chủ được phải làm lại, nghĩa là sau những cái phẫu thuật bentan hoặc là sau những cái phẫu thuật thay thế cái động mạch chủ trước đó. Với những cái cải tiến rất hay thì sau đây thì tôi cũng xin báo cáo một cái lĩnh vực nó hơi đơn giản hơn một chút, đó là điều trị hẹp động mạch chủ bụng cũng như là hẹp động mạch chậu bằng cái can thiệp nội mạch. Có lẽ là chúng ta cũng biết là đến cái kỷ nguyên này, đó là kỷ nguyên về vấn đề can thiệp, và nhờ có can thiệp thì các cái tổn thương do phẫu thuật chúng ta giảm thiểu được rất là nhiều, và cái thời gian hậu phẫu cũng như là các cái biến chứng liên quan đến phẫu thuật thì nó giảm thiểu đi rất là nhiều. Đặc biệt đó là trong các cái bệnh lý về hẹp động mạch. Trước đây thì hẹp động mạch thì chúng ta biết là có cái task 1 và có cái task 2. Để điều trị các cái hẹp động mạch ở vùng tầng dưới bụng, động mạch chủ và động mạch chậu. Và với những cái trường hợp mà tổn thương ở động mạch chủ và có liên quan tổn thương cả động mạch chậu, nghĩa là tổn thương luôn cả cái ngã ba của động mạch chủ chậu, thì nó sẽ rất là khó khăn trong vấn đề là can thiệp nội mạch. Và những cái trường hợp này thì trước đây thì người ta thường đó là cái chỉ định để điều trị nó liên quan đến vấn đề là chúng ta phải phẫu thuật. Thế thì ngày nay với cái sự phát triển của cái công nghệ thì vấn đề là chúng ta điều trị các cái tổn thương của động mạch chủ chậu thì chúng ta có thể là áp dụng những cái kỹ thuật là can thiệp nội mạch được. Và với những cái kỹ thuật này thì làm giảm đi, ngoài cái chuyện là giảm đi các biến chứng thì cái thời gian phục hồi của bệnh nhân cũng tốt hơn. Và đặc biệt là với những cái stent có bọc đó, có phủ cái lớp ở bên cái grab ở xung quanh thì nó sẽ hạn chế được các cái biến chứng về vấn đề là hẹp tái phát cũng như là các cái biến chứng về bị tổn thương các cái thành mạch sau khi mà chúng ta can thiệp, đặc biệt là những trường hợp mà bị tắc hoàn toàn. Đấy thì chúng ta thấy đây là một cái trường hợp mà tổn thương của hẹp rất nặng của động mạch chủ như là hẹp của động mạch chậu hai bên. Và với cái kinh điển thì chúng ta sẽ phải làm một cái phẫu thuật là bắc cầu nối từ ở trên động mạch chủ xuống động mạch đùi ở hai bên. Và chúng ta biết với những cái phẫu thuật này, ở đây thì có lẽ là Phó Giáo sư Ước, rồi Tiến sĩ Ánh, rồi cũng như là Phó Giáo sư Định cũng đã từng là thực hiện những cái phẫu thuật này trong thời gian trước đây. Thì chúng ta biết là một cái đường mổ dài ở trên bụng rồi thêm hai cái đường mổ nhỏ ở hai bẹn để chúng ta có thể thực hiện được cái cầu nối này. Hoặc là với những cái trường hợp mà chỉ tổn thương động mạch chậu, chúng ta có thể nối được ở trong bụng thì ít nhất cũng phải có một cái đường mổ dài ở trên bụng. Và chúng ta biết là ngoài cái chuyện là cái thời gian hậu phẫu kéo dài thì bệnh nhân có thể có những cái biến chứng sau đấy. Ví dụ như là bệnh nhân có thể bị dính ruột, chúng ta thấy cái mạc nối có thể dính lên thành bụng, và cũng rất là nhiều trường hợp sau khi phẫu thuật những cái cầu nối này thì bệnh nhân bị tắc ruột và chúng ta phải phẫu thuật để gỡ dính cũng như là điều trị cái tắc ruột. Hoặc là
những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có cái thành bụng nó yếu thì có thể sẽ bị những cái thoát vị ở thành bụng và chúng ta sẽ phải xử lý những cái thoát vị này. Thế thì với sự phát triển của công nghệ thì chúng ta dần dần thì các cái phẫu thuật nó được thay thế bởi các cái can thiệp nội mạch. Chúng ta thấy là cái can thiệp nội mạch đầu tiên đó là người ta sử dụng những cái stent thường. Thế tuy nhiên với những cái stent thường, khi mà can thiệp cho cái vùng tầng ngã ba của động mạch chủ và động mạch chậu này thì cái tỷ lệ là bệnh nhân bị hẹp tái phát cũng như là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị những cái tổn thương thành mạch là khá nhiều, và có thể là bệnh nhân sẽ bị thuyên tắc xuống cái tầng ở phía dưới và sau đó chúng ta sẽ lại phải tái thông ở từng tầng của động mạch đùi ở phía dưới. Thế chúng ta thấy là mà những cái stent đặt ở bên trên thì sau đó sẽ đã bị tắc. Thế thì với sự phát triển của công nghệ thì trong vòng khoảng chừng hơn 10 năm trở lại đây thì các cái stent phủ bắt đầu được sử dụng rất là nhiều, và người ta sử dụng stent phủ này để có thể là điều trị những trường hợp tổn thương ở trên động mạch chậu, động mạch chủ, và đặc biệt là cái vùng mà tầng ngã ba động mạch chủ chậu thì người ta sử dụng ba cái stent, trong đó stent phủ trong đó có một cái thân chính để ở trên động mạch chủ bụng và một cái thân chính để ở trên động mạch chủ bụng và hai cái chân ở phía dưới chúng ta để ở hai động mạch chậu. Thì với cái stent này thì nó giữ được cái cấu trúc của cái động mạch chủ chậu và cái kết quả về dài hạn nó sẽ tốt hơn. Thế thì cái chữ CRAP nó là viết tắt của Cover Endovascular Reconstruction of the Aortic Bifurcation, đó là một cái tái tạo lại cái ngã ba động mạch chủ chậu với những cái stent phủ để điều trị cho những cái trường hợp mà tổn thương của cái động mạch chủ bụng cũng như là động mạch chậu. Cái nguyên lý của cái CRAP là gì? Nguyên lý của CRAP như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là chúng ta sẽ phải có một cái stent ở trên động mạch chủ để chúng ta nong cái phần là động mạch chủ bụng nó bị hẹp ở phía trên. Và vấn đề thứ hai đó là mình là cái stent để nó giữ cái chỗ cái thân chính, cái trục chính của động mạch chủ. Thứ hai đó là chúng ta sẽ phải đặt hai cái stent từ hai động mạch chậu đi lên động mạch chủ, và hai cái stent này sẽ được phải bung ra cùng đồng thời cùng lúc. Với hai cái stent này thì giúp cho mình là một là chúng ta sẽ nong được cái vùng ở ngã ba của động mạch chủ chậu, cũng như là nếu có hẹp động mạch chậu thì chúng ta sẽ nong luôn cái hẹp động mạch chậu. Và cái vấn đề quan trọng nhất của cái CRAP này đó là cái chỗ ngã ba này, với việc là chúng ta bung đồng thời cả hai cái stent này một lúc thì chúng ta sẽ giữ được cái trạc ba của động mạch chủ chậu, nó giữ đúng được cái cấu trúc như thông thường. Và chính nhờ cái chuyện là cái giữ được cái cấu trúc này thì nó bảo đảm được vấn đề tưới máu cũng như là tránh được cái chuyện là tái hẹp sau này của cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu. Thế thì về kỹ thuật thì có lẽ là chúng ta cũng không có gì là khó khăn lắm đối với những nhà mà có can thiệp về mạch máu. Thì thông thường thì người ta sẽ đi từ động mạch đùi đi lên, can thiệp từ động mạch đùi đi lên với hai cái sheath từ hai động mạch đùi và một cái sheath lớn để chúng ta sẽ chọn ở bên một trong hai bên động mạch chậu, bên trái hoặc bên phải, với cái chỗ mà cái động mạch nó tương đối là nó tốt hơn, để chúng ta đưa cái thân chính là cái stent ở trên động mạch chủ. Thì cái này nó có cái đường kính lớn hơn nên đòi hỏi chúng ta phải có cái kích thước của động mạch chậu tốt hơn. Khác với những trường hợp bị bóc tách thì những trường hợp bị hẹp và tắc động mạch chủ và động mạch chậu thì thường thường là các cái tổn thương là nó ở nhiều vị trí và cả động mạch chậu cũng như động mạch đùi có thể bị tổn thương nữa, cho nên là chúng ta sẽ phải xử lý những cái chỗ hẹp ở phía dưới. Những trường hợp mà bóc tách thì thông thường là những vị trí ở dưới này thì chúng ta sẽ chọn là những cái động mạch nó ít bị tổn thương hơn. Và thông thường trước khi mà chúng ta đưa cái stent lên thì chúng ta sẽ phải nếu như hẹp nhiều chúng ta sẽ phải nong bóng để cho nó rộng cái động mạch chủ. Còn nếu mà trong trường hợp mà động mạch chủ không hẹp quá nhiều, có thể đưa được stent lên, thì chúng ta sẽ đưa thẳng cái stent phủ lên trên động mạch chủ. Và cái giới hạn mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái khoảng cách, chúng ta phải đo được cái khoảng cách từ cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu lên đến chỗ mà cái bờ dưới của cái stent này, là chúng ta phải giữ cỡ khoảng 15 đến 20cm là cái khoảng cách để chúng ta có thể đưa được hai cái stent từ động mạch chậu lên và để đặt nằm ở trong lòng của cái stent này. Thế đây cái hình này là cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ nong cái động mà chúng ta bung cái stent, thì chúng ta bung stent thì chúng ta thấy là cái động mạch chủ ở phía trên này nó hẹp và nó bị bung ra sau. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ là ở phía dưới và phía trên thì cái bóng nó đã bung ra, nhưng mà phần chính giữa là cái động mạch chủ nó bị hẹp và nó sẽ bị bung ra sau. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi À,
Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân cũng bị hẹp và cái động mạch chủ dậu, và chúng tôi cũng đặt cái chúng tôi bung cái stent ở phía trên động mạch. Trước khi chúng tôi bung thì chúng tôi có chụp cái mạch máu để chúng tôi xác định cái vị trí của cái chỗ hẹp. Và cái này là chúng tôi bắt đầu chúng tôi bung cái bóng của cái động mạch chủ. Chúng ta thấy là cái động mạch chủ được bung ra, được cái bóng. Và chúng ta thấy là cái đoạn ở giữa nó hẹp và nó bung ra từ từ. Và khi đã bung toàn bộ cái động mạch chủ, chúng ta để cái bờ dưới của cái stent là nó cách cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu cỡ vào khoảng chừng 2 cm. Và tiếp theo đó thì là chúng tôi sẽ đưa hai cái stent từ động mạch chậu, là đưa đồng thời cả hai stent lên. Và chỗ này chúng ta lưu ý là cái bờ trên của hai cái này nó phải nằm ở ngang mức với nhau, để chúng ta tránh cái chuyện là một cái đầu ở trên cao, một đầu dưới thấp, có thể nó sẽ bị hẹp và nó sẽ chèn vào cái stent còn lại. Cái thứ hai là cái đoạn overlap, nghĩa là đoạn chồng từ cái động mạch của cái stent động mạch chủ với cái stent động mạch chậu này cỡ khoảng chừng 15 mm. Và sau đó thì chúng ta sẽ bung đồng thời cả hai cái stent này một lúc. Đây là cái trường hợp mà sau đó thì chúng tôi đưa hai cái bung đồng thời cùng một lúc hai stent. Cái này thì đòi hỏi là hai cái người mà bung hai cái stent này theo dõi trên màn hình mà mình bung đều cùng một lúc, để tránh cái stent này nó ép cái stent kia. Và sau khi mà chúng ta bung cái stent xong thì chúng ta sẽ chụp kiểm tra lại để xem cái chuyện là cái tổn thương của động mạch chậu, thì chúng ta thấy là cái thuốc nó đi xuống là tương đối tốt. Thế thì với tất cả những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương động mạch này thì đa phần các trường hợp là bệnh nhân đều lớn tuổi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có xơ vữa mạch, và thứ ba nữa là thường là bệnh nhân có thêm các bệnh lý khác, và những bệnh nhân này có suy thận, cho nên thường là những trường hợp này thì chúng tôi rất là tiết kiệm với việc sử dụng thuốc cản quang, cũng như là những trường hợp mà chức năng thận nó không được tốt lắm thì chúng tôi sử dụng các cái thuốc cản quang mà nó ít độc cho thận, như là cái Visiopac. Thì về cái kết quả lâu dài thì có lẽ là đây là cái báo cáo của tác giả Taiwan ở bên Hà Lan. Thì đây là một cái báo cáo mà có cái số lượng bệnh nhân là tương đối dài và theo dõi được kết quả đến thời điểm là 3 năm sau khi mà can thiệp dùng cái kỹ thuật CRAT này, thì cho thấy là tới thời điểm 3 năm thì 86% bệnh nhân ở cái thời điểm này thì vẫn còn là cái mạch máu nó vẫn còn thông, nghĩa là không bị tắc sau 3 năm. Thì đây là một cái kết quả mà chúng tôi thấy là rất là đáng khích lệ. Thế thì ở tại Bệnh viện Thống Nhất thì chúng tôi cũng thực hiện được cho tất cả là 7 trường hợp trong thời gian năm vừa rồi, nghĩa là 7 trường hợp bệnh nhân bị tắc động, bị hẹp động mạch chủ như là hẹp động mạch chậu. Và những cái trường hợp này thì phần lớn là chúng ta thấy là đây là bệnh nhân đều là lớn tuổi. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất thì là đã 67 tuổi và lớn tuổi nhất là bệnh nhân 77 tuổi. Và phần lớn những bệnh nhân này là đều có suy thận, đều có bị đặt stent mạch vành trước đó, bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trước đó đã mổ, hoặc là những trường hợp là có đái tháo đường và tăng huyết áp. Thế thì về vấn đề là theo dõi bệnh nhân thì về vấn đề vô cảm thì tất cả những trường hợp này của chúng tôi thì đều là bệnh nhân đều được là gây tê tại chỗ. Stent chúng tôi sử dụng thì thường là 16 mm cho cái stent ở trên động mạch chủ và 9 mm hoặc là 8 mm cho stent ở động mạch chậu. Thì tùy cái kích thước của động mạch chậu khi chúng ta đo được. Về thời gian làm thủ thuật thì chúng tôi là những cái ca đầu tiên chúng tôi làm khá lâu, khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ. Những cái ca sau thì trong khoảng thời gian khoảng 40 phút. Về đánh giá kết quả thì theo dõi sau khi mổ thì bệnh nhân cái tình trạng suy thận sau khi mổ thì chúng tôi thấy là ngoại trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân có suy thận trước thì cái độ suy thận nó không thay đổi. Còn những trường hợp khác thì không trường hợp nào chúng tôi phải lọc máu hoặc là chúng tôi phải điều trị thay thế thận. Trong số 7 trường hợp này thì sau đó thì chúng tôi có một trường hợp là chúng tôi phải tháo cái khớp bằng ngón, là do bệnh nhân có hoại tử mất hai cái ngón 4, hoại tử cái ngón 5 bàn chân. Thế còn đến thời điểm hiện tại thì có một trường hợp là sau khi theo dõi được 2 năm rưỡi thì bệnh nhân này chúng tôi phải cắt cụt mất 1/3 giữa của cẳng chân, là do vấn đề là cái chuyện mạch ở cái tầng dưới, hay là tầng động mạch đùi khoeo
ở phía dưới là chúng tôi không can thiệp được và chúng tôi là chúng tôi phải mổ cụt chi. Thế còn theo dõi đến thời điểm 3 năm thì những trường hợp trường hợp ngắn nhất là chúng tôi theo dõi được 3 tháng, trường hợp dài nhất là chúng tôi theo dõi được đến 2 năm. Thì cái trường hợp mà theo dõi được đến 2 năm thì chúng tôi đã chụp lại cái CT mạch máu thì cho thấy là cái mạch máu nó vẫn còn thông tốt. Để có thể kết luận cho cái bài ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là với cái chuyện là can thiệp nội mạch cho những trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương động mạch chủ chậu mà ngày trước vẫn phải mổ, thì với các cái stent phủ và chọn lựa thích hợp thì chúng ta có thể can thiệp cho bệnh nhân được, và với cái mức độ an toàn của thủ thuật rất là cao và cái kết quả dài hạn thì rất là tốt so với chuyện là phẫu thuật. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Đỗ Kim Quế đã cho chúng ta một cái bài giới thiệu rất là hay và rất là có lẽ là chia sẻ những cái kinh nghiệm như vậy chúng ta học tập được rất là nhiều, bản thân tôi cũng thấy là rất là bổ ích. Thực sự Giáo sư Quế nói rằng đây là một kỹ thuật không khó, nhưng mà thực sự đối với tôi đây là kỹ thuật khả năng đạt đỉnh cao đó, bởi vì nhiều khi không phải là lúc nào cũng can thiệp được, đối với tôi không phải lúc nào cũng can thiệp được. Cái khó nhất là khi mà mình đi ngoài từ dưới đi lên mình có vào được lòng thật hay không. Nhiều khi là nó cứ lóc tách ra bên ngoài đó. Thì trong trường hợp đấy thì tôi muốn hỏi Giáo sư Quế là mình không biết là có lúc nào mình phải giải quyết những trường hợp nó khó khăn như vậy không? Tức là mình đi ngoài đi từ dưới đi lên ấy mà nó cứ lóc tách, nó cứ ra bên ngoài, nó không vào lòng thật. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Ánh. Đúng là những cái người mà có làm can thiệp thì hỏi những câu mà gọi là thực sự là khó mà chúng ta thường gặp. Rất là may mắn là trong số 7 trường hợp này của chúng tôi thì có một trường hợp là chúng tôi phải can thiệp, chúng tôi can thiệp lại. Thực ra thì trước đấy thì một đồng nghiệp mà dự kiến là can thiệp đi từ ở dưới chân đi lên. Thế nhưng mà sau khi mà đi từ dưới chân đi lên thì nó bị bóc tách và buộc lòng là phải ngừng cái thủ thuật đó. Thì sau đó thì chúng tôi can thiệp là sau đến một tháng. Thì tình trạng thiếu máu chân thì càng lúc càng nặng. Thì cái trường hợp này thì cũng báo cáo Tiến sĩ Ánh là chúng tôi phải đi hai đường. Chúng tôi đi từ động mạch cánh tay chúng tôi đi xuống để chúng tôi đi vào lòng thật. Sau khi đi vào lòng thật xong thì chúng tôi nong bóng nó rộng ra và chúng tôi đi một cái xít từ ở phía dưới đi lên. Sau đấy thì chỉ có một trường hợp là rất là khó khăn, còn những trường hợp khác thì phần lớn những trường hợp thì với cái chuyện là mình đã dự kiến trước là cái mạch máu nó khó. Thế thì về vấn đề kinh nghiệm là với những trường hợp mà bị nó bị tắc hoàn toàn hoặc là bị hẹp mà rất là nặng thì chúng tôi sử dụng các cái micro guiding. Thế là chúng tôi sử dụng các cái gai mà nhỏ để chúng tôi đi qua trước và chúng tôi sử dụng luôn cái bóng nong của mạch vành thấy ước à. Nghĩa là mình ở đây là mình vừa mổ vừa can thiệp mà chúng tôi cũng có can thiệp tim nữa, cho nên là những cái bóng nhỏ chúng tôi lấy luôn bóng mạch vòng 4mm thì chúng tôi nong ra trước. Thế xong bắt đầu mình có đường thì bắt đầu mình đi liên tiếp thì tránh được cái chuyện là bị tổn thương của cái nội mạc. Có lẽ là khi mà tổn thương nội mạc thì hầu như là rất là khó khăn trong vấn đề xử lý. Vâng, cảm ơn Giáo sư Quế. Những cái chi tiết đấy cũng rất là quan trọng. Mời Giáo sư Ước có comment gì không ạ? Vâng, tôi chỉ comment một chút thôi. Tôi rất là đồng ý ý kiến của sư Quế nói và của bác sĩ Ánh đã góp ý là rất là hay. Đó là cũng còn khó. Thế nhưng theo như tôi muốn hỏi thì các bác sĩ đã trả lời mất rồi. Tức là trong số 7 ca có ca nào nó tắc hoàn toàn không? Thì chúng tôi có làm được 1, 2, 3 ca ở đấy. Thế nhưng mà nó tắc hoàn toàn cho nên là các em can thiệp hôm nay là rất là khó. Thì đi đường dưới lên nguy cơ đi nó lóc tách rất là cao. Nhưng các em nó đi chủ động đi từ trên xuống, dùng cái tay oai dẫn từ trên xuống. Vậy có hai cái lợi, đấy là thứ nhất theo tổng kết anh em là ngoài này đánh giá, thứ nhất là chúng ta đi đường trên chúng ta chụp được trong mổ, chúng ta biết được cái đầu trên sao để đi vào lòng thật. Cái thứ hai là cái đường trên xuống dù sao cái khả năng lòng thật nó cũng cao hơn, rồi nó dắt có thể dùng snare để bắt hai đầu để có nối được với nhau. Thế thì cái ca đó là làm cho phần lớn chúng tôi, tất cả ca ngoài này đều làm ở đường trên xuống dưới lên, tôi đi hai đường và cái đường trên xuống có vai trò dẫn đường rất là tốt. Và trường hợp mà tắc hoàn toàn, thế còn nếu không tắc hoàn toàn lòng nhỏ chúng ta đi cái dùng cái stepwise rất là nhỏ không nói, nhưng mà nếu mà có chúng ta dùng cái đường trên xuống rất là hay. Thì comment thêm với thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Giáo sư Ước. Thực ra đúng là những cái kỹ thuật mà có lẽ một cái kỹ thuật có khi có thể coi là nhỏ thôi, nhưng mà nó có khi nhiều khi kết quả nó phụ thuộc hoàn toàn vào những kỹ thuật đó. Cho nên là đấy là những cái chia sẻ rất là, tôi nghĩ là rất là bổ ích cho các nhà can thiệp cũng như là phẫu thuật. Cảm ơn Giáo sư Đỗ Kim Quế cùng Giáo sư Đức Ước. Thì tôi xin giới thiệu tiếp chương trình tiếp theo. Bài giới thiệu của Tiến sĩ Thạc sĩ Võ Tuấn Anh, hội chứng động mạch chủ cấp, vai trò của phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Xin mời Thạc sĩ.
Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa giáo sư Ước và tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình. Thì giờ hôm nay em xin phép đại diện cho khoa phẫu thuật tim mạch người lớn của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược báo cáo về cái vai trò của phẫu thuật và can thiệp nội mạch trong hội chứng động mạch chủ cấp. Thì trước hết thì em xin qua ba cái bệnh án minh họa. Bệnh án thứ nhất là một bệnh nhân nam 64 tuổi, đau ngực khởi phát một cái đau ngực dữ dội, đột ngột và vã mồ hôi tại nhà. Sau đó 30 phút thì bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thì tại đây các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rất là nhạy, nó cho chụp một cái CT scan ngực và phát hiện ra một cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A cấp tính kèm theo tràn máu màng tim. Khi đó thì các bác sĩ liên hệ với khoa phẫu thuật tim mạch người lớn ở Bệnh viện Đại học Y Dược và gửi tất cả các hình ảnh dữ liệu của bệnh nhân qua mạng lên trước và chuyển bệnh nhân trực tiếp lên thẳng lên trên bệnh viện. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi huy động ekip phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên và dụng cụ. Đồng thời là khi bệnh nhân đến cấp cứu thì đẩy thẳng bệnh nhân lên phòng mổ luôn và được phẫu thuật cấp cứu và thay quai động mạch chủ ngực lên và bán quai. Thì đây là cái hình ảnh CT của bệnh nhân, thấy hình ảnh của bóc tách động mạch chủ ngực, hình ảnh hai lòng rất là điển hình. Thì khi mổ ra chúng ta thấy là cái khi mở màng ngoài tim thì có rất là nhiều máu cục bên trong màng ngoài tim. Đồng thời là chúng tôi thực hiện là thay động mạch chủ ngực lên và bán quai. Thì trường hợp này bệnh nhân ổn và xuất viện sau đó một tuần. Bệnh án minh họa thứ hai là một cái bệnh án là bệnh nhân khởi phát không phải đau ngực mà là đau bụng thượng vị, đau dữ dội lan sau lưng kèm theo nôn ói và vã mồ hôi và chướng bụng. Thì cái này chúng ta khi mà nghe thấy bệnh sử như vậy chúng ta sẽ tập trung ít nghĩ đến bệnh lý động mạch chủ hơn. Khi vào trong Bệnh viện Đại học Y Dược thì ekip cấp cứu anh em đã cho chụp một cái CT scan ngực bụng và phát hiện ra một cái bóc tách mạch chủ ngực tiếp B có biến chứng tắc động mạch màng treo tràng trên. Cái trường hợp này sau đó 30 phút chúng tôi đưa vào can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực xuống cấp cứu. Và đây là hình ảnh của cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B với lỗ vào nằm ở sau một chiếc đòn trái khoảng 20 mm và có tràn dịch màng phổi bên trái, kèm theo là chúng ta thấy hình ảnh của động mạch màng treo tràng trên gần như là tắc. Thì sau đó thì chúng tôi can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực xuống. Sau can thiệp thì ngay sau can thiệp thì động mạch màng treo tràng trên nó đã mở ra lại và một tuần sau thì thấy rõ hình ảnh của tái hiện trở lại của động mạch màng treo tràng trên. Thì tình huống này bệnh nhân cũng ổn và xuất viện sau đó. Bệnh án minh họa số 3 là bệnh nhân cũng một bệnh nhân khác, bệnh nhân nam nhập viện vì đau bụng thường vì dữ dội lan sau lưng kèm theo đau và tê chân phải. Bệnh nhân này thì sau khi đau 3 tiếng thì nhập viện tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây các anh em ở bên bệnh viện đó chẩn đoán là một trường hợp tắc mạch cấp bệnh chân bên phải và anh em làm cái động tác là lấy huyết khối động mạch đùi phải. Tuy nhiên thì khi lấy huyết khối thì thấy là động mạch đùi hoàn toàn sạch và không có huyết khối gì hết. Và sau đó đóng lại thì động mạch đùi cũng không đập, chân vẫn thiếu máu. CT scan sau 24 tiếng. Và sau khi mà đóng xong thì phát hiện ra là cái chân nó vẫn còn thiếu máu. Đến 24 tiếng sau thì chúng ta mới chụp làm cái CT scan và phát hiện là bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B gây tắc động mạch chậu phải. Và lúc này thì mới chuyển qua Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì khi qua đến nơi thì chân phải đã chết mà chúng tôi phải đoạn chi. Sau đó bệnh nhân sẽ không qua được vì suy đa cơ quan. Đây là cái CT scan mà chúng tôi chụp tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì phát hiện ra là một cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B với lòng giả lòng thật rất là nhỏ và xuống đến ngã ba chú chậu thì nó tắc hoàn toàn động mạch chủ trung bên phải. Cái hình ảnh của cái CT ở dưới đùi thì chúng ta thấy là cái chân bên phải nó có rất là nhiều bóng khí và nó đã hoại tử gần như là hoàn toàn. Cái này thì phải tháo khớp háng, bệnh nhân này thì không qua được. Thì như vậy thì đây là cái guideline năm 2014 của ESC về cái hội chứng động mạch chủ cấp. Hội chứng động mạch chủ cấp nó là những cái bệnh lý rất là nặng và có tỷ lệ tử vong biến chứng cao. Ở trong đó thì hồi nãy giáo sư Bình đã trình bày rất là rõ là gồm các những mặt bệnh, trong đó phình mạch chủ dọa vỡ, bóc tách động mạch chủ, loét xuyên thành và giả phình cộng với huyết khối thành. Thì bóc tách động mạch chủ này có hai dạng là bóc tách kinh điển và huyết khối thành động mạch chủ. Thì trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì em xin phép trình bày về hai cái bệnh lý chính, đó là phình mạch chủ và bóc tách động mạch chủ. Về bóc tách động mạch chủ thì nó là cái hiện tượng mà rách cái nội mạc động mạch chủ do cái cơn tăng huyết áp đột ngột. Và khi nó rách ra như vậy thì máu nó sẽ ngay lập tức đi vào trong giữa cái lòng cái lớp ban đầu là nội mạc và trung mạc ngoại mạc ở bên ngoài, nó tách toàn bộ cái động mạch chủ ra đi xuống cho đến khi nào cái lực bóc tách nó nhỏ hơn kháng lực thành mạch thì nó sẽ dừng lại. Thông thường cái bóc tách động mạch chủ nó sẽ dừng lại ở những cái động mạch ngoại biên nhánh lớn là hai động mạch chậu ngoài hoặc là chậu trung. Bóc tách động mạch chủ người ta phân thành hai loại, giống như hồi nãy giáo sư Bình đã trình bày, đó là để dễ dàng để tưởng tượng thì chúng ta sẽ thấy là chia thành loại A và loại B. Loại A là loại có liên quan đến động mạch chủ ngực lên và loại B là loại không liên quan đến mạch chủ ngực lên. Thì người ta phân chia cái này để
hướng đến cái cách giải quyết như thế nào. Thì vì sao người ta lại chia động mạch chủ ngực bóc tách thành loại A và loại B? Là bởi vì động mạch chủ ngực lên của chúng ta nằm là một cái động mạch, là một nhánh động mạch nằm hoàn toàn trong màng ngoài tim, và đây là động nhánh động mạch mà phần động mạch chủ mà di động nhiều nhất cho trong động mạch chủ. Thì chúng ta biết rằng khi mà nó có bóc tách động mạch chủ mà liên quan đến cái phần động mạch chủ ngực lên thì nguy cơ lớn nhất của nó là vỡ, và khi nó vỡ vào khoang màng ngoài tim sẽ gây ra hoặc chèn ép tim cấp và những có thể đột tử. Thứ hai là nó lan đến những cái chỗ xuất phát của động mạch vành và nó gây ra nhồi máu cơ tim cấp, hoặc nó lan lên các nhánh nuôi não và nó gây ra thiếu máu não. Như vậy thì một bệnh nhân bóc tách mạch chủ có thể nhập viện vì rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Có thể là nhập viện vì một cái nhồi máu cơ tim cấp, có thể nhập viện vì một cái đột quỵ, và có thể nhập viện vì một cái thiếu máu tàn. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải hết sức là đề phòng cái chẩn đoán này, vì một số trường hợp chúng ta chẩn đoán là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta có thể xử lý hoàn toàn khác. Và ví dụ như chúng ta xài tiêu sợi huyết, hoặc là một trường hợp đột quỵ não, nhồi máu não, ta xài tiêu sợi huyết trên một bệnh nhân bóc tách động mạch chủ thì rất là nguy hiểm. Thì làm sao để chúng ta phân biệt được, em xin một chút xíu để trình bày về cái video clip, cái cơ chế bóc tách động mạch chủ. Chúng ta biết rằng là nó có động mạch chủ, nó có ba cái lớp rất là rõ: nội mạc, trung mạc và ngoại mạc. Thì khi mà đây là nội mạc động mạch chủ, và khi có bóc tách thì cái lớp nội mạc này nó sẽ rách ra và máu ngay lập tức nó sẽ chui vào bên trong của cái lòng giả, và nó sẽ xé cái nội mạc ra, nó tách cái trung mạc ngoại mạc ra khỏi nội mạc, tạo ra một cái lòng mới, đó là lòng giả song song với cái lòng thật ban đầu. Và cái lỗ này người ta gọi là lỗ vào nguyên phát. Thì cái bóc tách nó có thể gây ra những cái biến chứng như là vỡ ra ngoài, ở đây là vỡ ở động mạch chủ ngực xuống, và có thể gây ra mạch tràn dịch, tràn máu màng phổi trái, hoặc tạo ra những lỗ vào thứ phát, người ta gọi là secondary entry point. Và phía dưới này là cái hình ảnh cơ chế của một cái tắc mạch tàn do cái bóc tách động mạch chủ. Chúng ta nhìn thấy là cái nội mạc của động mạch chủ nó bị bung ra. Bên này là lòng giả, đây là lòng thật. Thì do cái sóng mạch máu liên tục và cơ chế bình thông nhau thì cái áp lực ở hai bên này nó bằng với nhau. Và khi đó thì cái nội mạc này nó sẽ bị đẩy liên tục và nó che vào cái lỗ xuất phát của cái động mạch tàn tương ứng. Thì đến một lúc nào đó nó sẽ đẩy cái khối này vào bên trong luôn. Đây là một trong những cơ chế gây tắc của cái mạch tạng trong bóc tách động mạch chủ, một trong những biến chứng rất là nguy hiểm. Như vậy thì chẩn đoán bóc tách động mạch chủ như thế nào để đây là một trong những cái phương tiện rất là hiệu quả của chúng ta. Ví dụ bệnh nhân chúng ta nhập viện vì một cái đau ngực cấp, có ST trên lên và có men tim tăng, chúng ta thường chúng ta sẽ chẩn đoán nó một cái nhồi máu cơ tim cấp, và chúng ta sẽ xử trí như một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên có thể chẩn đoán lầm với một tình trạng bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A gây ra cái tắc mạch vành. Thì phương tiện này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng một cái máy siêu âm tim, có đầu dò siêu âm tim thành ngực bình thường, đặt cái đầu dò như hướng như thế này, tức là cái mặt cơ của đầu dò hướng về vai phải, chúng ta sẽ cắt được mặt cắt cạnh ức trục dọc. Chỉ cần một mặt cắt này thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy được hình ảnh của bóc tách động mạch chủ. Thông thường nếu bóc tách động mạch chủ tiếp A, chúng ta sẽ thấy được cái flap của cái nội mạc nằm trong lòng của động mạch chủ như thế này. Thì chỉ một động tác đơn giản như thế, chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt được bước đầu giữa bóc tách tiếp A và đau ngực do nhồi máu cơ tim cấp. Từ đó có thể được đưa được những xử trí đúng hơn. Ví dụ bóc tách tiếp A chúng ta sẽ đưa đi chụp CT hoặc đi mổ cấp cứu, còn nhồi máu cơ tim cấp chúng ta sẽ đưa đi lên trên đơn vị can thiệp nội mạch để chụp mạch vành. Đây là hình ảnh siêu âm tim qua thực quản, cũng có thể thấy được những cái flap của bóc tách động mạch chủ ở động mạch chủ ngực lên. Động mạch chủ bụng, nếu chúng ta siêu âm bụng chúng ta cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh của flap nằm trong lòng của động mạch chủ bụng. Và đây là hình ảnh CT nãy giáo sư Bình đã trình bày rồi. Vậy thì vấn đề cần lưu ý khi chẩn đoán của bóc tách động mạch chủ là gì? Đó là bóc tách loại nào, vị trí lỗ vào nằm đâu, có tràn dịch màng tim hoặc màng phổi hay chưa, và có ảnh hưởng đến các nhọt nhánh quan trọng hay chưa. Để điều trị bóc tách động mạch chủ thì chúng ta có ba cái phương thức chính, đó là điều trị nội khoa, phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Thì em xin focus vào cái phần điều trị ngoại khoa. Thì bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A thì chúng ta là sẽ có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, còn đối với loại B thì chúng ta sẽ chỉ định can thiệp ngoại khoa khi có biến chứng. Trong đó những biến chứng quan trọng như là thiếu máu tạng, tăng kích thước động mạch chủ nhanh, hoặc đau ngực tái diễn trên huyết áp không khống chế được, đã khống chế được, hoặc là có dấu hiệu dò vỡ như tràn dịch xung quanh cái chỗ bóc tách. Để bóc
tiếp cận động mạch chủ thì chúng ta có thể sử dụng hai con đường chính, đó là đường phẫu thuật mở ngực toàn bộ xương ức hoặc là mở ngực nửa trên xương ức. Thì ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi có xu hướng thì tiếp cận qua đường ít xâm lấn hơn, đó là đường mở ngực nửa trên xương ức. Còn thông thường những trường hợp bệnh nặng quá, có nguy cơ cao, ta để làm nhanh thì sẽ tiếp cận qua đường mở ngực toàn bộ xương ức. Đây là cái phẫu trường mà chúng ta có thể nhìn thấy được, bên này đó là phẫu trường của toàn bộ xương ức và bên trái là phẫu trường của một phần nửa trên xương ức. Và phẫu thuật thì chúng ta có thể thực hiện là phẫu thuật thay động mạch chủ ngực lên hoặc là thay động mạch chủ ngực lên cùng với quay động mạch chủ. Nguyên tắc là chúng ta sẽ xóa cái lỗ vàng nguyên phát đi. Nếu chúng lỗ vàng nguyên phát nằm ở động mạch chủ ngực xuống thì chúng tôi sẽ phối hợp đặt luôn stent graft động mạch chủ ngực xuống thuận dòng trong cái quá trình thực hiện phẫu thuật. Đó là kỹ thuật frozen elephant trunk. Thì cái loại ống ghép này thì chúng tôi chưa có tại Bệnh viện Đại học Y Dược, nhưng mà chúng tôi thực hiện là thả một cái ống ghép thông thường của Medtronic xuống và chúng tôi khâu nối cái ống ghép bên ngoài, cái protease bên ngoài vào ống ghép và động mạch chủ luôn, sau đó cắm lại các nhánh của quai động mạch chủ. Thì nó cũng tương tự như kỹ thuật frozen elephant trunk này. Đây là cái hình ảnh mà phẫu thuật trong cái quá trình thực hiện phẫu thuật của chúng tôi. Đây là đường mở ngực toàn bộ xương ức, và khi mình mổ ra thì mình thấy cái động mạch chủ là nó bị tổn thương toàn bộ. Và chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy cái lỗ vào nằm ở vị trí này. Chúng tôi đang cắt xuống đến lỗ vào. Trường hợp này thì là thay động mạch chủ ngực lên và bán quai gần với động mạch chủ. Về can thiệp nội mạch thì tốt nhất đối với những trường hợp bóc tách tiếp B là can thiệp trong giai đoạn từ 2 tuần đến 3 tháng, là giai đoạn bán cấp. Đối với những trường hợp bóc tách tiếp B hiện nay thì chỉ định của nó vẫn còn đang khá là có nhiều tranh cãi. Hiện tại thì đối với chúng tôi thực hiện những trường hợp đó là có biến chứng, nguy cơ có biến chứng như đường kính động mạch chủ lớn hơn bằng 40mm, đường kính lòng giả trên 20 và đường kính lỗ vào trên 10. Để dễ nhớ thì chúng tôi sử dụng là 10, 20 và 40. Những trường hợp bóc tách tiếp B không có biến chứng thì có thể giải thích với thân nhân dựa vào cái nghiên cứu của NSTAT XL Trial để mình làm bằng chứng để can thiệp cho những trường hợp này. Đây là cái hình ảnh của cái rất là nổi tiếng của cái nghiên cứu NSTAT XL cho thấy là những trường hợp bóc tách tiếp B không biến chứng, nếu chúng ta đặt can thiệp nội mạch động mạch chủ thì cái tiên lượng của bệnh nhân về sau cải thiện rất là tốt so với nhóm điều trị nội khoa đơn thuần. Thì đây là cái hình ảnh khi mà chúng ta làm động mạch chủ ngực đoạn quai bóc tách tiếp B thì chúng ta sẽ thường sẽ liên quan đến những cái chuyển vị quai động mạch chủ. Thì đây là những cái hình thái mà chuyển vị chúng tôi thực hiện ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là một số các trường hợp chúng tôi có thực hiện cái chimney vào trong các cái nhánh động mạch nuôi não. Một số hình ảnh của can thiệp tại trung tâm của chúng tôi, một trường hợp bóc tách tiếp B bán cấp và lỗ vàng nằm ở động mạch chủ ngực xuống sát vào động mạch dưới đầu bên trái. Trường hợp này thì chúng tôi thực hiện debranching một phần từ động mạch cảnh trung phải, cảnh trung trái và dưới đầu trái, đồng thời là đặt một cái stent graft động mạch chủ ngực xuống sát đến vị trí của động mạch thần cánh tay đầu. Đây là kết quả sau đó 3 tháng. Đối với bóc tách tiếp B mạng tính thì chúng tôi cũng thực hiện tương tự. Đây là một trường hợp bóc tách tiếp B mạng tính có dạng lớn lòng giả, đường kính lòng giả khoảng 65mm. Và cái chỗ lỗ vào nó cũng sát với động mạch thần cánh tay đầu, động mạch dưới đòn. Thì trường hợp này chúng tôi bích tắc động mạch dưới đòn trái và đặt một cái stent graft động mạch chủ ngực xuống. Thì thấy hình ảnh của cái huyết khối động mạch dưới đòn, động mạch chủ lòng giả rất là rõ. Đối với phần động mạch chủ thì đây là một bệnh lý hoàn toàn khác với lại bóc tách động mạch chủ. Chúng ta cần phải phân biệt thật là rõ. Nhất là đối với phần động mạch chủ do nguyên nhân là xơ vữa mạch máu, thì định nghĩa của phần động mạch chủ là đường kính sẽ lớn hơn 50% bình thường và đa số nằm ở động mạch chủ bụng. Và khi phần động mạch chủ thuộc về hội chứng động mạch chủ cấp, khi nó có dấu hiệu vỡ hoặc là do vỡ, còn thông thường thì nó tiến triển rất là âm thầm. Và cái dấu hiệu vỡ, dọa vỡ chúng ta có thể thấy được là đau ở vị trí tương ứng của khối phình, hoặc là có dấu hiệu của sốc giảm thể tích, mất máu cấp. Và nếu mà vỡ vào ruột thì có thể có xuất huyết tiêu hóa trên dưới ồ ẹt và tiên lượng rất là nặng. Thì những trường hợp chẩn đoán phình vỡ thì chúng ta có thể dựa vào siêu âm. Siêu âm chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của túi phình và cái hình ảnh của cái chỗ vỡ của túi phình này. Tất nhiên là chúng ta sẽ dựa vào CT scan để chẩn đoán, dựa vào những cái hình ảnh lít thuốc cản quang và khối hematom xung quanh túi phình. Đây là một trường hợp phình động mạch chủ ngực xuống vỡ, nhưng mà trường hợp này rất là đặc biệt là bệnh nhân vỡ vào khoang màng phổi bên phải, nó tách cái khối phía sau của thực quản và nó chảy vào khoang màng phổi phải.
hoặc là những cái trường hợp mà thành động mạch chủ bụng rất là mỏng, đường kính lớn mỏng như thế này thì nguy cơ bệnh nhân cũng sẽ có nguy cơ vỡ cao hơn. Cái hình ảnh tiếp theo tương tự như hình ảnh này nhưng mà đã vỡ rồi, chúng ta thấy một cái khối hematom rất lớn sau phúc mạc. Để điều trị thì chúng ta có thể phẫu thuật cấp cứu hoặc là can thiệp stent graft động mạch chủ. Đây là một số cái hình ảnh can thiệp tại trung tâm của chúng tôi, thay quai động mạch chủ trên bệnh nhân phình mạch chủ ngực vỡ hoặc là bóc tách động mạch chủ ngực mạng tính gây ra cái phần lớn của động mạch chủ ngực lên và quai động mạch chủ. Đây là một trường hợp phình mạch chủ bụng ngang thận, chúng tôi mổ và cắm lại động mạch thận trái qua đường mổ ngực bụng. Xin lỗi cái này nó chậm quá. Đây là một trường hợp mà phình quai động mạch chủ chúng tôi can thiệp và thực hiện cái kỹ thuật là chimney vào thân cánh tay đầu, đồng thời debranching từ cánh chung phải cánh chung trái dưới đòn trái trên một bệnh nhân rất là lớn tuổi, mà sau đó thì bệnh nhân xuất viện ổn. Cái hình ảnh CT scan sau đó khoảng một năm thì bệnh nhân cũng ổn. Đối với những trường hợp phình động mạch chủ dọa vỡ hoặc vỡ thì can thiệp chúng tôi cũng ưu tiên là can thiệp động mạch chủ bụng dưới thận trong những trường hợp này. Đây là một trường hợp mà chúng tôi phình mạch chủ bụng dưới thận dọa vỡ, chúng tôi đã can thiệp và cái cổ rất cũng khá là khó, cổ gập cũng nhiều. Sau đó thì bệnh nhân cũng ổn và xuất viện CT scan sau một năm. Và đây là một trường hợp mà cái túi phình hồi nãy chúng ta đã thấy là nó đã vỡ ra ngoài và cái cổ gập 90 độ. Đây cái chỗ vị trí vỡ của túi phình. Thì khi chúng tôi can thiệp thì đây là cái kết quả can thiệp rất là tốt, túi phình nó bị loại trừ hoàn toàn ra khỏi dòng máu. Tuy nhiên bệnh nhân này thì cũng không qua được, vấn đề là bệnh nhân có một cái hội chứng áp lực ổ bụng. Thông điệp của em là hội chứng động mạch chủ cấp là một trường hợp là một cái hội chứng nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao và mỗi bệnh lý chúng ta quy nên nhớ rằng là nó có một cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật và can thiệp động mạch chủ không loại trừ mà nó hỗ trợ lẫn nhau trong những trường hợp khác nhau. Xử trí càng sớm thì tiên lượng càng tốt và mối liên hệ chặt chẽ với các bệnh viện sẽ là chìa khóa giúp cho cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Dạ, em xin hết. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Tuấn Anh, Võ Tuấn Anh đã có một cái báo cáo rất là hay về vấn đề là bóc tách hội chứng động mạch chủ cấp với rất là nhiều kỹ thuật. Từ là phẫu thuật hở cho đến là can thiệp và hybrid để điều trị những cái tổn thương này với cái kết quả cũng rất là tốt, cũng như là có rất là nhiều những cái ca nặng mà chúng ta cũng trình bày kinh nghiệm ở đây. Và trong đó thì cái vấn đề mà chẩn đoán nhầm, tôi rất là thích thú với cái chuyện là những cái ca mà chúng ta chẩn đoán nhầm và những cái ca mà chúng ta điều trị nó không thành công, đây thực sự là một cái bài học cho tất cả những cái trung tâm mà có làm tim mạch, và đặc biệt là những cái đối tượng mà bác sĩ mà mình nhận bệnh ở lúc ban đầu, thì với những cái kinh nghiệm này thì sẽ giúp là chúng ta sẽ xác định chẩn đoán được sớm hơn và chúng ta sẽ có cái xử trí tốt hơn. Thấy Ánh ở đây thì cũng là người rất là có nhiều kinh nghiệm về vấn đề là can thiệp các cái mạch máu, đặc biệt là những cái bóc tách động mạch chủ type B. Không biết là thầy Ánh có muốn có cái comment hoặc là có cái câu hỏi gì cho chỗ tiến sĩ Tuấn Anh. Tôi cũng xin chúc mừng ekip của tiến sĩ Võ Tuấn Anh. Tất cả những cái can thiệp rất là khó khi mà cấp tính như vậy, đòi hỏi thời gian của chúng ta rất là khẩn trương, và khẩn trương mới xử lý được. Cho nên vấn đề đúng như giáo sư Quế nói là phải chuẩn đoán ban đầu cho nó thật chính xác. Thì những cái này là những cái mà tôi nghĩ rằng ekip chỗ anh Định cũng như là chỗ anh Tuấn Anh cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm và có đầy đủ các phương tiện như vậy xử lý những trường hợp như thế. Mặc dù có một số trường hợp có thể là thất bại, có thể là nhiều lý do chứ không phải là vấn đề chỉ có chủ quan của mình. Khách quan cũng có, bệnh nhân đến trễ, đến muộn, rồi có những cái biến chứng hay những tổn thương quá phức tạp. Thì đây là những cái mà chúng ta phải lường trước. Thì tôi thấy là cái báo cáo của bác sĩ Tuấn Anh cũng rất là thú vị. Không biết là... Vâng, cảm ơn anh Quế. Vậy Thầy Ước ở đầu cầu Hà Nội. Vâng, thầy Ước thì rất nhiều kinh nghiệm, có cả một cái phòng hybrid mà trực thuộc ở trong trung tâm của thầy luôn. Tôi xin chia sẻ với cái trong cái phần của trình bày của ông Tuấn Anh thôi, comment thêm thôi. Thứ nhất là cái đúng là thực sự là cái liên kết giữa các bệnh viện, đặc biệt các bệnh viện tuyến dưới, bệnh viện tuyến trên ấy, rất quan trọng cái vấn đề là giải quyết các cấp cứu về bệnh lý động mạch chủ này. Vì nhiều khi người ta chẩn đoán đúng và người ta thông báo kịp thời là chúng ta chuẩn bị sẵn, thì trực thăng vận chuyển đến chúng ta có bãi đáp sẵn, khi bệnh nhân đến nơi làm luôn thì sẽ cứu được rất nhiều trường hợp.
kinh nghiệm ngoài này cũng vậy, những trường hợp phòng động mạch chủ bụng vỡ, những trường hợp block mà rất nặng chúng ta đến nơi chúng ta có giải quyết được ngay. Đó là việc thứ nhất, giúp kinh nghiệm. Thứ hai á, là các cái vấn đề chẩn đoán. Thì đặc biệt hôm nay có người nghe, có rất nhiều các em là làm việc ở các bệnh viện tỉnh, các bệnh viện khu vực. Thế thì cái việc chẩn đoán, nó thấy rằng qua cái phần trình bày, nó thấy rằng cái việc chẩn đoán của cái bệnh lý động mạch chủ cấp nó rất đa dạng, các triệu chứng lâm sàng rất đa dạng. Làm sao chúng ta đừng bỏ sót, vì nó là rất cấp cứu trong vấn đề là bệnh học. Thành ra đừng bỏ sót. Hôm cách đây khoảng 4 hôm chúng tôi phải đi ngồi một cái hội đồng để gọi là thẩm định một cái hồ sơ mà một người bệnh người ta thắc mắc kiện cáo vì cái chuyện bệnh nhân ngoài 40 tuổi vào bệnh viện địa phương ở Hà Nội, sau đó nằm được gần 4 ngày ở đấy với cái chẩn đoán là đau dạ dày rồi viêm ruột thừa rồi đủ thứ, cuối cùng là chết vì một cái block thứ 3 vỡ màng tim ngày thứ 4. Thế thì thấy đến là rất đau lòng vì là bệnh nhân thực sự là có triệu chứng rồi, tuy nhiên là vì chúng ta không chuyên khoa, bệnh viện cũng lớn khu vực ngoài này, thế nên cũng không chẩn đoán, không ai nghĩ đến nó cả, tất cả đều nghĩ đây là do bụng mới do các thứ, thành ra đấy là cái khâu chẩn đoán chúng ta phải hết sức lưu ý. Cái thứ ba ấy, là vấn đề xử trí, thì chúng ta cố gắng làm sao đó hoặc là chúng ta tự có, hoặc nếu không chúng ta có những liên kết với các trung tâm để chúng ta có multi choice, có nhiều cái lựa chọn cho người bệnh. Tại vì có đối bệnh lý động mạch chủ cấp không có cái gì nào là tuyệt hảo cả, mỗi có nhiều cách lựa chọn để chúng ta lựa chọn được các bệnh nhân một cái cách điều trị một cách lý tưởng nhất. Đấy là những cái comment thêm của chúng tôi cho cái phần trình bày vừa rồi của bác sĩ Tuấn Anh. Xin hết ạ. Tôi xin bổ sung thêm cái này, cái đúng là bệnh lý động mạch chủ cấp ấy, nó cực kỳ nặng nề và đòi hỏi chúng ta phải có trang thiết bị cũng như kinh nghiệm. Thế nên đối với các nơi mà bây giờ chúng ta can thiệp động mạch chủ ở nhiều nơi, rất nhiều nơi đã tiến hành rồi, thì những cái nơi mà theo tôi, những cái nơi mà chúng ta còn làm ít ấy, kinh nghiệm chưa nhiều, thì những cái bệnh nhân động mạch chủ cấp này nó là những cái thách thức vô cùng lớn, nên chúng ta nên phải cảnh giác những trường hợp này, cố gắng làm sao chúng ta phải làm khi mà kinh nghiệm của chúng ta dày dặn những cái can thiệp tiêu chuẩn rồi thì chúng ta làm. Còn những cái trường hợp mà nó vào cấp cứu của chúng ta mà chúng ta thấy còn do dự, kỹ thuật chúng ta còn chưa đảm bảo, thì chúng ta nên tránh. Thì lựa chọn ở đây cũng như giáo sư Ước nói đấy là cực kỳ quan trọng, cái xử lý nó vô cùng khó khăn, cho nên là chúng ta phải lưu ý. Xin hết. Vâng, rất là cảm ơn những ý kiến của phó giáo sư Ước cũng như là của tiến sĩ Ánh. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Định, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch người lớn, phó giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, sẽ trình bày cái báo cáo về ưu điểm stent graft thế hệ mới Navion trong điều trị bệnh lý động mạch chủ. Kính thưa quý thầy trong chủ đoàn tòa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, cái phần trình bày của chúng tôi hôm nay nhấn mạnh tới dụng cụ, bởi vì khi chúng ta muốn làm can thiệp thành công thì kinh nghiệm, sự sáng tạo cũng như kỹ năng của quý thầy cũng như quý đồng nghiệp là rất là quan trọng, đóng vai trò số 1. Nhưng bên cạnh đó, nếu mà dụng cụ chúng ta tốt hơn thì sẽ giúp cho các đồng nghiệp chúng ta sẽ thực hiện được cái can thiệp chúng ta dễ dàng hơn và có thể kết quả nó sẽ thuận lợi hơn. Như vậy thì đây là những kinh nghiệm bước đầu của một cái dụng cụ mới có mặt ở Việt Nam chúng ta khoảng 6 tháng nay thôi, và trên thế giới thì cũng được khoảng chừng 1 năm. Đó là cái stent graft thế hệ mới Navion để điều trị các trường hợp động mạch chủ ngực và đặc biệt là những cái trường hợp mà có cái hội chứng động mạch chủ cấp hay những cái tổn thương của động mạch chủ ngực. Em chỉnh giùm anh cái slide nó. Như vậy là trong quá trình điều trị, các thầy cũng như quý đồng nghiệp đã rất là nhiều lần chúng ta thấy giá như, chúng ta có những câu hỏi giá như chúng ta có được một cái dụng cụ nhỏ hơn, bởi vì cái thành mạch đường vào của bệnh nhân chúng ta nhỏ quá, canxi quá, xoắn vặn quá. Nhưng mà làm sao để cho cái dụng cụ đó, cái kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà chất lượng cũng như là cái hiệu quả điều trị chúng ta vẫn phải đảm bảo. Thứ hai là có những trường hợp chúng ta làm xong mà bị bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A, mà chúng ta cũng mong muốn giá như chúng ta có một cái dụng cụ nào đó mà khi chúng ta thực hiện cái việc thả dụng cụ ra nó thả thật là chính xác, cũng như không phải làm di động quá nhiều khi chúng ta bung cái dụng cụ. Chúng ta cũng rất là mong muốn có một dụng cụ mà có cái chiều dài cũng như kích cỡ nó có nhiều lựa chọn hơn cho chúng ta, chiều dài có thể rộng hơn, kích thước có thể nhỏ hơn hoặc kích thước lớn hơn những kích thước tiêu chuẩn. Ngoài ra thì khi chúng ta
đặt những cái stent graft. Như hồi nãy thầy Ánh có trình bày một cái trường hợp chúng ta phải cắt bỏ cái đầu cái nose cone, bởi vì cái nose cone của thầy cũ nó dài quá. Thế là chúng ta có những cái dụng cụ để nose cone này nó ngắn hơn thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi trong việc chúng ta tiếp cận tới vùng không của động mạch chủ ngực lên. Đặc biệt là những cái trường hợp mà quai động mạch chủ tiếp 3, tức là có cái khoảng cách cao trên 2-3 cm giữa động mạch thân cánh tới đầu và động mạch dưới đòn bên trái, cũng như là cái quai động mạch chủ ngoằn ngoèo, thì chúng ta lại thấy cần rất là cần thiết những cái dụng cụ mà thể đáp ứng được nhu cầu này. Trong hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh tới hội chứng động mạch chủ cấp. Chúng ta muốn nói đến những cái động mạch chủ dễ tổn thương. Như vậy động mạch chủ dễ tổn thương là những động mạch chủ mà nó nằm trong hội chứng động mạch chủ cấp, như là máu tụ nội thành, như là bóc tách động mạch chủ cấp hoặc là bán cấp, hoặc những trường hợp có loét xuyên thành, những cái trường hợp có chấn thương động mạch chủ. Ngoài ra không chỉ vậy, có nhiều nghiên cứu thấy rằng là ở các trường hợp bệnh nhân là nữ giới thì do cái cấu tạo của mô liên kết nên đây cũng là những cái trường hợp mà có động mạch chủ dễ tổn thương hơn là so với đối tượng bệnh nhân là nam giới. Và đặc biệt những cái trường hợp có tình trạng viêm trong cơ thể của bệnh nhân bị tăng huyết áp, bệnh nhân có stress trong thành động mạch chủ, hoặc là những cái trường hợp mà có cấu trúc giải phẫu phức tạp của vùng quai động mạch chủ, đó cũng là những cái trường hợp mà động mạch chủ dễ tổn thương. Như vậy những trường hợp động mạch chủ dễ tổn thương là những trường hợp mà chúng ta cần quan tâm lưu ý và có một cái dụng cụ nào đó để có thể thuận lợi hơn trong quá trình chúng ta tiến hành thủ thuật cho bệnh nhân. Đầu năm 2019 có một cái sản phẩm mới thay thế cho sản phẩm thế hệ cũ, đó là cái stent graft Navion, với một cái số đặc điểm nó có thể đáp ứng được với nhu cầu và chúng ta sẽ phân tích trong cái phần trình bày sau đây. Ở Việt Nam thì stent graft Navion có mặt ở thị trường vào tháng 6 năm nay, cho tới nay là được khoảng chừng tháng 3 và cho tới năm nay là được khoảng 6 tháng với một số cái đặc điểm. Thứ nhất, đặc điểm đầu tiên chúng ta thấy là cái kích thước của catheter khi chúng ta đưa vào. Với những cái size lớn nhất của stent graft là stent graft 46mm thì cái đường kính của dụng cụ nó giảm từ 25 French xuống còn 22 thôi. Và đây là một cái sự giảm rất là đáng kể, bởi vì cái kích thước động mạch đùi của bệnh nhân Việt Nam của mình nhiều khi nó chỉ khoảng chừng 6-7mm thôi. Nếu mà lên tới 25 thì chúng ta đòi hỏi những động mạch đùi rất là lớn, và như vậy thì rất là khó áp dụng cái kỹ thuật này và chúng ta phải đi những cái đường khác và làm tăng cái tai biến tử vong cho bệnh nhân. Như vậy cái việc giảm kích thước của catheter khi của động mạch của cái dụng cụ là một cái bước tiến khá là tốt. Cái cấu trúc của cái catheter đưa vào nó cũng tốt hơn với cái hệ thống stent graft được phân bố, nó hợp lý hơn, cho nên khi dụng cụ chúng ta đưa lên thì chúng ta đưa lên nó dễ dàng đi qua những cái chỗ gập góc ở quai động mạch chủ. Và đặc biệt là cái nose cone, tức là cái hình nón ở đầu, nó ngắn hơn, do đó chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận tới vùng không. Và sau này nếu chúng ta có thể phát triển được những cái chỉ định để đặt stent graft cho động mạch chủ ngực lên thì đây là một cái ưu điểm rất là lớn. Chúng ta cũng đã nhiều lần, chắc các thầy cô có kinh nghiệm trong cái điều trị bệnh lý động mạch chủ. Chúng ta mong muốn là điều trị những cái bệnh lý, cái tổn thương mà nó ví dụ như bóc tách mạch chủ tiếp B. Nhưng mà chúng ta không muốn bung cái bare stent, tại vì cái stent kim loại như vậy sẽ làm cho có thể tăng nguy cơ của bóc tách ngược dòng. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng là một trong những yếu tố độc lập để làm tăng nguy cơ bóc tách ngược dòng tiếp A trên bệnh nhân bị bóc tách tiếp B khi chúng ta điều trị bằng stent graft, đó là chúng ta sử dụng cái bare stent. Với cái stent graft thế hệ cũ thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái stent graft không có bare stent, có nghĩa là chúng ta không có cái tip capture, tức là chúng ta không túm được cái đầu của stent graft khi chúng ta thả cái stent ra. Và khi chúng ta không túm được cái đầu stent graft khi thả stent ra, như vậy thì cái stent graft chúng ta rất dễ bị gục cái đầu xuống và chúng ta không thả cái dụng cụ chúng ta thật là chính xác nơi vị trí chúng ta mong muốn được, dẫn đến thứ nhất là có thể là di lệch stent, hay là có những cái dò ống ghép tiếp 1 và nó làm cho thất bại điều trị. Thì với cái stent graft thế hệ mới chúng ta có hai lựa chọn. Một lựa chọn là chúng ta dùng bare stent như thế hệ cũ và cái tên cũng là free flow. Thứ hai là chúng ta cũng có cái tip capture ở trong, nhưng mà tip capture này nó được nằm ở trong cái phần
fabric ở ngoài, cho nên là khi chúng ta bung ra thì cái bare stem này không có đè lên trên những cái vùng của động mạch chủ dễ bị tổn thương. Một cái đặc điểm nữa của cái stem graft này là cái cách chúng ta thả cái stem graft nó sẽ khác biệt với những stem graft thế hệ cũ. Nếu stem graft thế hệ cũ chúng ta sẽ thả ở phía trên vị trí cần đặt khoảng chừng 1-2 cm, chúng ta bung ra 2 stem và chúng ta lùi cái stem graft xuống để đúng cái vị trí chúng ta cần cài đặt, và chúng ta thả tiếp xuống cái phần còn lại. Thì chính cái động tác mà chúng ta kéo cái stem graft xuống đúng cái vị trí đó nó sẽ làm tổn thương thành động mạch chủ mà đang dễ bị tổn thương, cụ thể là những cái khối máu tụ hoặc là những cái phần bóc tách tiếp B. Về cái phần fabric, tức là cái phần graft cũng có được cải tiến. Lúc trước chúng ta có cái centralian là cái sợi monofilament, tức là đơn sợi. Và cái thế hệ mới nó là đa sợi bệnh. Và đa sợi bệnh này nó làm cho cái stem graft này uốn cong dễ dàng hơn theo cái chiều của động mạch chủ, ít hơn, ít bị lít hơn so với cái thế hệ trước. Còn các cái lựa chọn về kích cỡ của stem graft cũng khác biệt. Chúng ta có những cái stem graft mà nó có cái độ taper, tức là độ thuôn từ đầu đầu cho tới cuối, nó cách biệt nhiều hơn. Với thế hệ cũ thì chúng ta chỉ có cách biệt là 4 mm thôi, thì thế mới nó có thể lên tới 6 mm. Như vậy thì đầu xa nó sẽ nhỏ hơn. Chúng ta đã nhiều lần điều trị những cái trường hợp bóc tách động mạch chủ, nhất là bóc tách động mạch chủ mạng tính, và cái đầu xa nó rất là nhỏ, trong khi đầu gần thì lại to. Và với cái stem graft thế hệ cũ thì cái oversize, tức là cái sự kích thước vượt quá cái động mạch chủ nó rất là lớn, cho nên nó sẽ bị làm xé vỡ cái nội mạc của động mạch chủ ở đầu xa và tạo nên cái hiện tượng gọi là tạo nên các cái lỗ vào mới, sine ở đầu xa, và nó sẽ gây nên thất bại điều trị cũng như biến chứng mới. Thì hy vọng với cái sự giảm thiểu mà nó, cái bước giảm nó tăng lên như vậy, chúng ta sẽ làm hạn chế được cái hiện tượng này. Chúng ta cũng có cái chiều dài hơn tới khoảng 225 mm. Do đó cái đoạn che phủ chúng ta dài hơn thì ưu điểm ở đây là, thứ nhất đối với bệnh nhân thì đỡ tốn tiền hơn, bởi vì chúng ta đỡ phải có dùng thêm một miếng phụ. Thứ hai là chúng ta giảm được những cái chỗ nối, và những cái chỗ nối này nó là những cái nguyên nhân có thể gây nên những cái endolytic tiếp 3. Chúng ta cũng có những cái đoạn ngắn hơn để che những cái tổn thương khu trú, ví dụ ở động mạch chủ ngực xuống, chúng ta không cần phải che toàn bộ chiều dài của động mạch chủ ngực xuống, và giảm được cái nguy cơ thiếu máu tủy và dẫn đến liệt hai chi dưới. Về kích thước thì kích thước chúng ta giảm xuống 2 mm, chúng tôi thấy đây là một cái cải tiến rất là có lợi cho người Việt Nam mình, bởi vì trong nhiều trường hợp của người Việt Nam mình, chúng ta gặp những cái thay đổi về kích thước của động mạch chủ rất là đa dạng, từ những kích thước rất là nhỏ, và chúng ta nếu dùng cái stent graft thế hệ cũ thì có thể nó bị gấp vào trong và nó gây nên cái endolytic ở bên thành, hoặc những trường hợp mà kích thước rất là to và những cái stent graft bình thường mà chúng ta không có thể che phủ được. Thì nhắc lại cái cấu trúc của đầu gần của stent graft Navion, nó có hai lựa chọn cho chúng ta. Một cái lựa chọn thứ nhất người ta gọi là free flow, tức là như là cái stent graft thế hệ cũ thôi, thì nó có một cái stent bằng kim loại không có phủ ở phía đầu. Đối với những trường hợp mà chúng ta cần phải, chúng ta có cái landing zone, proximal landing zone nó đồ gần ngắn, chỉ có khoảng dưới 2 cm, khoảng 2 cm, thì chúng ta nên sử dụng cái loại free flow này. Còn đối với những cái trường hợp chúng ta có cái landing zone nó dài hơn một chút, khoảng 2.5 cm, thì chúng ta có thể áp dụng cái loại mới, là cái cấu trúc thứ hai, tức là cover seal, là cái vùng stent graft mà không có phủ, nó nằm ở phía trong cái graft và làm giảm cái nguy cơ bị tổn thương, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh lý động mạch chủ dễ bị tổn thương như chúng ta đã phân tích ở trên. Thì cái nghiên cứu về stent graft Navion thế hệ mới đã được thực hiện trước khi FDA gọi là approve cho cái sản phẩm này. Thì đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm prospective control trial ở 18 trung tâm ở Mỹ và 13 trung tâm ở châu Âu. Người ta đưa vào nghiên cứu 100 bệnh nhân. Thì 100 bệnh nhân này, các cái tổn thương nó gồm cả phình và bóc tách động mạch chủ. Với cái kết quả là cái ở đây chúng ta thấy che động mạch dưới đòn trái trên 21.8%, thời gian thực hiện thủ thuật là khoảng 90 phút.
và đa số các trường hợp là đi qua đường xuyên qua da, tức là không có một lộ động mạch đùi mà chúng ta đâm kim rồi chúng ta luồn dây chúng ta đi qua da. Với một số cái kết quả nghiên cứu như sau, tỷ lệ tử vong tại 30 ngày là 2,3%, tức là có họ có hai tỷ lệ hai bệnh nhân tử vong. Một trường hợp là bóc tách ngược dòng tại ngày thứ nhất và bệnh nhân tử vong, và một trường hợp thứ hai tử vong vào ngày thứ 24 và với cái nguyên nhân không có liên quan tới kỹ thuật. Về một cái biến cố chúng ta cũng quan tâm đó nữa là tỷ lệ dò cạnh ống ghép tại thời điểm 30 ngày thì tỷ lệ đó là 2,5%, và chúng ta nhớ lại rằng là với nghiên cứu Valor 2 là nghiên cứu với sàn graft thế hệ cũ thì tỷ lệ này nó là 18%. Như vậy chúng ta giảm rất là đáng kể, tới 6-7 lần cái nguy cơ dò cạnh ống ghép với cái sàn graft thế hệ mới. Các cái tai biến nặng về tim mạch và thần kinh thì nó là 28,7%, so với cái nghiên cứu Valor 2 nó là 38,1%. Như vậy khác biệt này cũng có nghĩa thống kê. Trong đó thì các cái tai biến nó gồm có tai biến về tim 17%, tai biến về thần kinh 5,7% và tai biến về mạch máu là 57,7%. Chúng ta lưu ý thấy rằng các tai biến về thần kinh và mạch máu khá là thấp. Như vậy cho thấy là đây là một cái ưu điểm, tức là chúng ta thả cái stent graft nó chính xác, ít gây những tai biến hơn về mặt thần kinh. Bệnh viện Đại học Y Dược là một trong những cái trung tâm đã có cái may mắn là sử dụng cái stent graft này từ khi mới bắt đầu có trên thị trường từ tháng 3 năm nay cho tới tháng 9. Thì chúng tôi cũng có một số kinh nghiệm bước đầu với 8 trường hợp. 8 trường hợp này đa số là bóc tách tiếp B và có một số trường hợp máu tụ nội thành, có nghĩa là nằm trong cái hội chứng động mạch chủ cấp, và nó cũng được xếp loại vào những cái trường hợp động mạch chủ dễ bị tổn thương. Thì thủ thuật cũng là TIVA. Một số trường hợp chúng tôi làm một cái fenestration, tức là tạo cái cửa sổ để có thể làm tái tưới máu cho động mạch dưới đòn bên trái. Thì cái vùng hạ đặt của 8 trường hợp này thì có 2 trường hợp là vùng hạ đặt không, tức là phải làm một cái chuyển vị toàn phần các nhánh nuôi não. Có 2 trường hợp, 3 trường hợp là vùng hạ đặt 2 và 3 trường hợp vùng 3. Có 2 trường hợp chúng tôi che động mạch dưới đòn trái. Một trường hợp che động mạch dưới đòn trái là khi mà làm cái cửa sổ, nhưng mà do khi chúng ta đặt ban đầu chưa có kinh nghiệm lắm cho nên nó bị lệch qua một chút xíu và nó che mất một phần của động mạch dưới đòn trái. Còn một trường hợp khác là chúng tôi làm trong cấp cứu và bắt buộc phải che động mạch dưới đòn trái trong cái tình huống khẩn cấp như vậy. Về cái oversize thì cũng theo khuyến cáo, đa số các trường hợp đều oversize dưới 10%, không có trường hợp nào endolic, và có một trường hợp có một cái tai biến. Trường hợp này là tai biến thần kinh và nó là một cái endolic tip, một cái retrograde, tức là bóc tách ngược dòng một bệnh nhân mà có bóc tách tip B. Đây là một số cái hình ảnh của stent graft của các cái ca mà chúng tôi thực hiện. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân nam 55 tuổi vào viện cấp cứu vì một cái bóc tách tiếp B và có biến chứng tưới máu sai lòng. Tưới máu sai lòng này đi xuống dưới tới động mạch chậu trung bên phải và làm tắc toàn bộ động mạch trung bên chậu trung bên phải. Chúng ta có thể thấy trên hình đây. Chúng ta thấy huyết khối đầy ở trong động mạch chậu trung bên phải. Bệnh nhân vào với tình trạng sốc và chân phải của bệnh nhân thì bị tím và mắt không có mạch. Đây là cái những hình ảnh của thủ thuật. Thì chúng tôi đặt một cái stent graft che động mạch dưới đòn bên trái vào bằng stent graft thế hệ mới. Và đây là những cái hình ảnh của động mạch chậu trung. Bên trái là trước khi chúng ta can thiệp và bên phải là khi chúng ta đặt thêm các cái chân vào để tái tưới máu cho cái chân bên phải. Và bệnh nhân này thì may mắn là sau đó bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân xuất viện với kết quả tốt. Một cái ví dụ minh họa thứ hai, một trường hợp nam, đây là cái kết quả cuối cùng của bệnh nhân sau khi tái khám sau một tháng.
một cái bóc tách tiếp B của động mạch chủ. Em xin lỗi, đây là cái trường hợp móc tụ nội thành. Và đã được xử trí bằng một cái FIVA, tức là chúng ta tạo cái cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái và phủ dưới động mạch dưới đòn bên trái. Xin lỗi, tức là mở cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái. Đây là cái kết quả. Đây là một cái trường hợp cũng bắt tiếp B, nhưng vì landing zone chúng ta rất là ít, hầu như không có, nên chúng ta phải làm một cái total debranching cho tất cả các nhánh đuôi não bằng mở ngực toàn bộ, và sau đó chúng ta che phủ từ vùng 0 trở đi. Và đây là cái kết quả. Rồi, đây là trường hợp khác. Như vậy chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên chúng tôi xin chuyển qua cái phần kết luận. Đây là một số cái hình ảnh mà chúng tôi làm cái cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái. Trường hợp này là một cái phần bóc tách mãn tính của tiếp B. Và đây là cái kết quả cuối cùng. Mà chúng ta xin có một số kết luận về nhận xét ban đầu khi chúng ta triển khai cái stent graft thay mới Cadavion, thì đây là một cái bước tiến mới đem lại nhiều cái thuận lợi cho chúng ta trong điều trị các cái bệnh lý động mạch chủ, đặc biệt là những cái bệnh chủ mạch chủ mà dễ tổn thương. Kể cả những cái bệnh mạch động mạch, những cái trường hợp mà cái cấu trúc của quai động mạch chủ nó khó khăn thì chúng ta thực hiện, thời gian thực hiện thì không có nhiều, có thể là rút ngắn được thời gian chúng ta làm can thiệp với cái tỷ lệ endolic, tức là giò cành ống ghép thấp, và các tỷ lệ về tai biến chứng thần kinh sẽ giảm đi. Các kinh nghiệm ban đầu chúng tôi khá là thuận lợi, và chúng tôi cũng mong muốn là cái dụng cụ này sẽ sẵn sàng có mặt tại các cái trung tâm điều trị các bệnh lý động mạch chủ trên Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Định đã có cái phần trình bày qua 8 trường hợp chúng ta sử dụng cái stent graft mới là Navion. Thì chúng ta thấy là với cái sự phát triển của công nghệ thì sẽ giúp cho chúng ta là chọn được một cái phương thức điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đây là cái hình ảnh của can thiệp khi mà chúng ta thả xong và cái van nó bắt đầu bung ra và hoạt động, nhưng mà mình vẫn có thể recapture được. Và sau khi mà bung van xong, trước khi chúng ta muốn bung hẳn hoàn toàn cái van, thì chúng ta sẽ để cho cái van nó về lại một mặt phẳng để bỏ parallax của van, và chúng ta sẽ chụp lại một lần nữa để đánh giá hở cạnh van cũng như là đánh giá tứ máu mạch vành ở giai đoạn này. Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng thoải mái và mọi thứ ổn, chúng ta có thể bắt đầu thả bung cái van ra. Thì động tác đầu tiên chúng ta sẽ kéo các cái catheter pigtail ra ngoài khỏi cái van, vì nếu không thì nó sẽ kẹt vào trong cái van, và nếu chúng ta kéo cái pigtail ra có nguy cơ nó sẽ bung cái van lên. Sau đó thì chúng ta sẽ rút nhẹ gai quai và bung cái hệ thống, đẩy nhẹ hệ thống để giảm hết tất cả các kháng lực trên đường đi, và chúng ta sẽ bung từ từ để cho cái từng cái paddle nó bung ra một, và khi paddle nó bung xong thì chúng ta coi như xong. Nếu paddle không bung thì chúng ta sẽ hơi đẩy nhẹ cái hệ thống về phía trước chút xíu, đồng thời xoay nhẹ hệ thống thì paddle nó sẽ bung ra trong trường hợp lốt van tốt. Thì sau khi bung van xong, chúng ta sẽ cho nose cone về giữa bằng cách là lui dần cái gai quai cho tới khi cái nose cone nó lui ra, nó về giữa hẳn thì chúng ta mới được quyền rút. Có một số trường hợp nếu chúng ta không lui nose cone về giữa thì có thể cái nose cone nó sẽ bắt vào trong cái ngàm của cái van ở phía dưới đường thoát thất trái và làm cái van nó bung lên trên. Này thì rất là nguy hiểm. Sau khi chúng ta rút ra được thì chúng ta sẽ đưa cả hệ thống vào trong động mạch chủ ngực xuống, thì phải đóng cái nose cone này lại, chứ không đóng nose cone ở trong vùng quai vì nó có thể có nguy cơ gây ra tổn thương vùng động mạch chủ vùng quai ở vùng này. Dạ, ở đây thì cái hình ảnh cho mình thấy là đóng cái van động mạch chủ, đóng cái nose cone nằm trong động mạch chủ ngực xuống. Và cái đóng này thì chúng ta cũng lưu ý rằng là phải đóng cho nó
kín hoàn toàn, tức là nó không còn cái band ở giữa cái capsule và cái nose cone này, chứ nếu không thì nó sẽ catch và nó sẽ mắc vào một cái đường đi, một cái cấu trúc nào đó trên đường đi và gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Và một trong những cái tai biến rất là khó chịu của cái van này đó là nó có thể pop out, tức là nó có thể nhảy ra khỏi đường thoát thất trái van động mạch chủ và nó nằm ở trên phía trên này, nằm ngay trong các xoang van sanva, và nguy hiểm nhất nó sẽ làm tắc các cái lỗ mạch vành và nó gây ra ngưng tim. Thì chính vì vậy cho nên trong cái hệ thống mà để cấp cứu cho những bệnh nhân này, chúng ta cần phải có một cái snare lớn, và trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ đưa snare vào và kéo cái van này lên trên đường mạch chủ ngực lên, làm sao cho cái lỗ vành nó được tự do trở lại. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục và có thể can thiệp tiếp theo, đặt thêm một cái van nữa vào bên trong. Đối với postbath thì trong những trường hợp mà chúng ta cần thì chúng ta hãy postbath. Đối với những trường cái van loại này thì hạn chế, thật là hạn chế, vì nó sẽ có thể gây ra những cái tai biến mà làm hỏng cái van của mình. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn Thạc sĩ Võ Tuấn Anh đã cho chúng ta những cái điểm lưu ý rất là chi tiết trong cái việc kỹ thuật, từ cái chuyện mà chúng ta bọc lộ đưa vào và cuối cùng là chúng ta thả được cái van cũng như là rút đất ở bộ dụng cụ ra. Những cái điểm lưu ý từng chút chút vậy thì tôi nghĩ là tất cả những cái người mà thực hiện cái thủ thuật này phải lưu ý những cái điều này. Chúng ta sẽ có dành một hai câu hỏi cho Thạc sĩ Võ Tuấn Anh. Không biết là Thạc sĩ Đinh Quỳnh Linh có ý kiến gì trong vấn đề mà những cái điểm lưu ý này. Xin mời bác sĩ Đinh Quỳnh Linh. Bật mic lên em, bật mic lên. Vâng ạ, có một câu hỏi cho bác sĩ Tuấn Anh cũng như là cùng cho hội đồng cho cùng thảo luận. Đó là quan điểm của các thầy hiện nay như thế nào về nong bóng trước khi thả van, tờ pre-dilatation ạ. Trong trường nào chúng ta nên nong bóng? Không biết là bác sĩ Tuấn Anh có ý kiến gì không ạ? Bác sĩ Tuấn Anh có ý kiến trả lời, sau đó sẽ mời giáo sư Võ Thành Nhân sẽ thăm luận thêm. Em xin phép trả lời câu hỏi của anh Linh là khi nào thì chúng ta cần nong bóng. Thì chúng ta cần nong bóng khi chúng ta nghĩ rằng là cái van nó sẽ không nở ra được trong trường hợp mà mình thả van ngay từ đầu, đặc biệt là những trường hợp mà van hai mảnh, cái compressor của nó dính rất là nhiều. Đối với những trường hợp mà van thoái hóa khi mà compressor nó không dính thì sau này thì em thấy rằng một số anh em chuyên gia người ta bỏ cái bước nong bóng trước đó đi. Tuy nhiên đối với van hai mảnh thì vừa là nong bóng để cho cái van nó có thể rộng hơn, còn vừa là giúp cho mình sizing, thì em nghĩ rằng đối với những trường hợp đó chúng ta sẽ nong bóng trước. Xin cảm ơn Thạc sĩ Võ Tuấn Anh. Xin mời giáo sư Võ Thành Nhân tham luận thêm về vấn đề này. Cái mục tiêu của cái nong bóng trước á là để lấy đường đi khi mình đưa cái ống thông mà có cái van qua cái lỗ van tự nhiên. Thành ra cái mục đích đó thì chỉ khi nào mình thấy cái lỗ van nó hẹp dữ quá. Ví dụ như mình đưa cái dây dẫn mà mình thấy nó qua mà nó rít, ngay cái sợi dây dẫn mà nó qua còn khó, thì lúc đó mình nên nong bóng trước. Thông thường khi mà trước khi mà đưa dây dẫn qua thì bao giờ chúng tôi cũng chụp cái góc động mạch chủ để đánh giá cái mức độ hở, tại vì hẹp nặng bao giờ nó cũng có hở đi kèm. Nếu như cái hở nó tương đối ở mức độ trung bình, mình thấy rõ cái lỗ nó ra, thì mình nhắm là có thể đặt cái bừa cái ống thông mà có van qua, thì thường thường chúng tôi không có nong bóng trước. Ngược lại khi chúng tôi thấy nó hẹp quá nặng, hoặc là cái trường hợp mà van động mạch chủ hai mảnh, cái trường hợp van động mạch chủ hai mảnh thì 100% các trường hợp là phải nong bóng trước. Khi mà van động mạch chủ hai mảnh mình nong bóng trước, cái mục đích mình cũng không phải là xé cái chỗ mà nó dính mép ra đâu, tại vì cái van nó cứng nhất à, mình có nong cách mấy nó cũng không có tét. Cái đó là cái chuyện chắc chắn. Thì cái mục đích nông cũng chỉ là để lấy đường cho cái ống thông có cái van nó qua thôi. Như vậy thì mình phân biệt hai tình huống: van hai mảnh thì 100% là phải nông bóng trước, van ba mảnh thì nếu như cái lỗ nó mình thấy không, cái lỗ nó quá nhỏ, cái hở đi kèm nó quá ít, thì mình nên nông bóng trước để tránh cái tình huống phải rút cái van ra khi đưa ống thông không qua. Còn khi cái hở nó tương đối rõ thì mình nhắm là có thể đưa cái ống thông có bóng qua được, thì mình không cần nóng trước. Xin cảm ơn Phó giáo sư Võ Thành Nhân. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Định cũng muốn tham luận thêm một chút, xin mời bác sĩ Định.
Bởi vì nếu chúng ta có một số trường hợp chúng ta không nong bóng trước thì chúng ta lại phải nong bóng sau. Ví dụ cái bóng nó nở, cái van không nở hết, hoặc là có một cái hở cạnh van nhiều, nằm trong những trường hợp mà vôi nhiều, hoặc là trong trường hợp van hay mảnh, thì mình cũng cân nhắc giữa cái nong bóng trước và nong bóng sau. Với cái nong bóng sau thì có thể là nguy cơ nó cao hơn, bởi vì lúc đó cái van nằm trong vị trí rồi, và khi chúng ta nong bóng lên, có van có thể bị gì là. Tuy nhiên khi mà nong bóng trước, cũng như là ý kiến của quý thầy đây, thì Nhân và bác sĩ Tuấn Anh, thì mình cũng xin lưu ý là nong bóng nó có thể gây hở chủ cấp, cho nên chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Dụng cụ chúng ta phải sẵn sàng, cũng như những trường hợp mà ở ép thấp và có cái kháng lực cổ đầy thấp hết nhau, thì cái chuyện nong bóng trước có thể nguy hiểm mà chúng ta cần phải cân nhắc. Xin cảm ơn Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Định. Thời lượng cho cái bài của bác sĩ Võ Tuấn Anh đã hết, thì chúng tôi xin chuyển qua cái chuyên đề thứ tư, đó là cái việc mà chúng ta chọn lựa giữa thai van động mạch chủ bằng phẫu thuật hay thai van động mạch chủ qua ống thông đó. Nếu mà chúng ta lựa chọn thật là đúng thì nó sẽ cho kết quả điều trị chúng ta tối ưu. Đây là cái chuyên đề của Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Định. Xin mời Phó giáo sư Định. Dạ, cảm ơn thầy Bình, cảm ơn thầy Nhân và chủ tọa đoàn. Hôm nay thì xin trình bày về cái vấn đề lựa chọn giữa hai phương pháp. Hồi nãy quý thầy cũng trình bày rất là rõ rồi, và chúng ta cũng thấy rằng là với cái rất ưu điểm rất là nhiều của các cái van qua da, đặc biệt là các van thế hệ mới, thì khuynh hướng hằng nay người ta càng nhiều nghiêng về phía các cái van qua da. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin phân tích một cách chi tiết hơn để chúng ta có một cái bức tranh nó chi tiết hơn, và chúng ta có thể đi vào những cái vấn đề khúc mắc trong cái vấn đề lựa chọn giữa hai phương pháp. Thì chúng ta cũng đã biết là trước đây, nếu như trước năm 2011 khi cái van đầu tiên ra đời đó, thì là phẫu thuật. Sau đó thì phẫu thuật khi mà có nguy cơ mà trung bình và thấp, và tới năm 2018 là phẫu thuật khi cơ nguy cơ thấp, và có lẽ trong tương lai thì là phẫu thuật nó sẽ phải nhường bước hay chăng với cái phát triển của cái hệ thống van qua da. Cho nên những gì mà chúng tôi xin trình bày ngày hôm nay nó chỉ áp dụng vào năm 2020 thôi, bởi vì cái sự tiến triển phát triển của cái hệ thống catheter, cái thay van qua da này nó từng ngày từng giờ, cho nên chúng tôi chỉ xin trình bày tại thời điểm 2020. Như vậy thì chúng ta định nghĩa thế nào là một cái nguy cơ phẫu thuật thấp, cao hoặc trung bình? Tại sao chúng ta đưa ra khái niệm này? Bởi vì trước đây mình so sánh cái van qua da với phẫu thuật, và mình lấy phẫu thuật làm tiêu chuẩn vàng. Cho đó là cái đây là cái hệ thống đánh giá nguy cơ phẫu thuật của các bệnh nhân mà chúng ta mổ. Thì mình thấy đối với cái cơ sở dữ liệu SCS năm 2002 tới 2010 á, tới khoảng 80% các bệnh nhân có cái nguy cơ phẫu thuật thấp, và đi định nghĩa là nguy cơ tử vong là dưới 4%. Đây là 80% các bệnh nhân có chỉ định làm. Như vậy nếu chúng ta giải quyết được vấn đề là ở những bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật thấp này, chúng ta làm gì tốt cho bệnh nhân, thì chúng ta đã phủ được một cái chỉ định rất là nhiều. Do đó các cái nghiên cứu nó cũng tiến triển như vậy. Các nghiên cứu về nguy cơ phẫu thuật cao, và dần dần tới năm 2017-18 thì là các cái nghiên cứu về TAVI trong các nguy cơ phẫu thuật thấp. Khi mà các nghiên cứu gần đây nói rằng là đối với nguy cơ phẫu thuật thấp, chúng ta vẫn có thể làm TAVI an toàn. Như vậy có nghĩa là tất cả các bệnh nhân mà bị hai van mạch chủ, chúng ta đều có thể điều trị bằng phương pháp TAVI. Như vậy cái điều này có đúng hay không? Điều này đúng mà cũng không đúng. Chúng tôi xin phân tích nó chi tiết hơn. Chúng ta có nhiều cái nghiên cứu randomized control trial để đánh giá về so sánh trực tiếp giữa phẫu thuật và can thiệp. Thì hai cái mà nổi tiếng nhất là một cái là về cái van tự bung của Medtronic, tức là TAVI low risk, và một cái là Partner 3 đối với cái van đông bằng bóng. Đó là hai cái platform mà thường sử dụng nhất. Thì như chúng ta cũng đã được trình bày, đây là hai cái nghiên cứu. Một là cái đầu tiên là cái TAVI low risk, cái nghiên cứu 86 trung tâm và số lượng bệnh nhân rất là lớn, và đây là cái kết quả chúng ta cũng đã biết. Và kết quả của nó là kết quả ngắn hạn, tức là tại thời điểm 30 ngày, và sau đó là kết quả 1 năm. Thì chúng ta thấy là cái kết quả của TAVI nó tốt hơn rất là nhiều so với phẫu thuật.
cũng như là như hồi nãy thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh có nói là chúng ta đạt được một cái độ mở của van tốt hơn giống như bệnh nhân có cái diện tích mở van nó nhỏ, các vòng van nó nhỏ. Đây là cái ưu điểm so với phẫu thuật. Một nghiên cứu nữa là nghiên cứu Partner 3 cũng vậy, nó cũng cho mình một cái kết luận tương tự. Có cái endpoint cuối cùng về tử vong về phẫu thuật, tỷ lệ nhập viện lại nó thấp hơn so với phẫu thuật. Thì chúng ta lưu ý hai điểm. Điểm thứ nhất, những cái kết quả này là những cái quả ngắn hạn, tức là 30 ngày và trong vòng 1 năm. Và thứ hai là chúng ta nhìn vào cái tiêu chuẩn chọn bệnh, bởi vì đây là hai cái nghiên cứu đầu tiên so sánh đối đầu. Và chính là từ hai nghiên cứu này mà FDA cũng như là CE đã approve cho hai loại van này để chúng ta đưa ra thị trường đối với các cái chỉ định của nguy cơ phẫu thuật thấp. Thì như vậy thì chúng ta xem những bệnh nhân nào được đưa vào nghiên cứu. Họ chọn bệnh nhân rất là kỹ. Thứ nhất là tất cả các bệnh nhân này đi qua đường đùi hết và không có một cái đường nào khác. Chúng ta biết là nếu chúng ta không đi qua đường đùi, chúng ta đi qua đường động mạch chủ hoặc là đường dưới đòn chẳng hạn, thì cái tỷ lệ nguy cơ tử vong và thất bại phẫu thuật nó tăng lên 50%. Những bệnh nhân van hai mảnh được loại ra khỏi cái nghiên cứu này. Những cái trường hợp mà có giải phẫu nó không thuận lợi khác, ví dụ như là có canxi nhiều ở đường thoát thất trái, ví dụ bệnh nhân có mạch vành xuất phát thấp, hoặc là những bệnh nhân có động mạch chủ ngược lên giãn, những trường hợp EF dưới 30% thì đều không được đưa vào nghiên cứu. Như vậy cái kết luận khi chúng ta dựa vào trong đó để chúng ta nói là như vậy cái kết quả sớm giữa hai phương pháp nó bằng nhau hoặc là nó tốt hơn, thì nó trước mắt năm 2020 nó đúng cho cái nhóm mà nghiên cứu chúng ta thôi. Còn những cái bệnh nhân nằm ngoài nhóm nghiên cứu này thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời một cách chính xác. Ở đây chúng tôi xin phân tích về tuổi. Đây là các cái nghiên cứu từ Partner 1B, tức là từ năm 2012 cho tới những nghiên cứu sau này, kể cả Partner 3 về đối với nguy cơ thấp đó, thì độ tuổi nó vẫn không giảm. Cái độ tuổi trung bình nó vẫn khoảng từ 80 và gần đây là khoảng 74 tuổi. Như vậy đối tượng trong các cái nghiên cứu này đều là những bệnh nhân có độ tuổi cao, và chúng ta chưa có một cái nghiên cứu thật là nhiều ở những bệnh nhân có độ tuổi trẻ hơn và cái kết quả lâu dài ở những bệnh nhân nhóm này. Thì cho tôi cũng biết là đối với bệnh nhân trẻ hơn á, người ta sẽ cần một cái nghiên van cơ học. Cái van cơ học này thì đây là một cái nghiên cứu trên tờ JCC cho thấy rằng ở Mỹ thì cái khuynh hướng sử dụng van cơ học, cái cut-off nó là 68 năm, năm 2006. Và gần đây tới năm 2014-15 thì cái độ tuổi nó giảm xuống 61 tuổi. Có thể là với cái TAVI và TAVI van, cái độ tuổi này nó có thể giảm xuống nữa. Nhưng mà chúng ta có thể lấy một cái cut-off là bao nhiêu, khoảng chừng trên dưới 60 tuổi. Không biết các thầy ở đây, quý thầy có đồng ý hay không, là chúng ta lấy một cái độ tuổi nào để chúng ta có thể sử dụng van sinh học. Có nghĩa là chúng ta sử dụng TAVI cho những bệnh nhân này thay vì van cơ học. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái van này nó tồn tại được bao lâu. Và yếu tố thứ hai là cái kỳ vọng sống của bệnh nhân. Người ta mong muốn là người ta sống được bao nhiêu tuổi. Ví dụ, ở đây là một cái bệnh nhân người ta mong muốn sống được tới khoảng 80-85 tuổi. Đó là một cái độ tuổi thường gặp bây giờ. Thì nếu mà 50-60 tuổi chúng ta đặt một cái van, tới 70-70 tuổi chúng ta phải đặt một cái thứ hai, 80 tuổi mình sẽ đặt một cái thứ ba. Thì không phải là nó cũng thật là một cách dễ dàng, bởi vì quý thầy cũng ở đây như thầy Bình là làm can thiệp tim mạch rất là tốt. Nếu mình đặt nhiều cái van như vậy, cái stress của mình nó có thể chồng lên nhau, và khi sau này giả sử mình cần phải can thiệp mạch vành trên những bệnh nhân này thì nó cũng là một cái vấn đề. Cho nên đây cũng là một cái mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta ứng dụng kỹ thuật TAVI ở những bệnh nhân ở độ tuổi khoảng 60 trở lại. Về cái đặt máy tạo nhịp thì chúng ta cũng biết là làm van qua da, cái tỷ lệ đặt máy tạo nhịp có thể nó sẽ cao hơn. Và cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp nó sẽ cao hơn 38% so với 21% nếu chúng ta theo dõi lâu dài 5 năm. Như vậy những bệnh nhân đặt TAVI chúng ta ở bệnh nhân lớn tuổi thì không sao, ví dụ 75-80 tuổi. Nhưng mà những bệnh nhân chúng ta đặt ở 60 tuổi mà cần phải đặt máy tạo nhịp thì lúc đó chúng ta cũng cần phải lưu ý về cái kết quả lâu dài. Khi chúng ta làm ở trên nhóm bệnh nhân trẻ tuổi thì cái vấn đề van hai mảnh là cái vấn đề mà nổi trội. Như hồi nãy thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh có
nhận xét là trong 40 mấy bệnh nhân trong nghiên cứu thì tới 47% là van hai mảnh, so sánh với lại là cái nhóm nghiên cứu ở châu Âu, ở Mỹ thì chỉ khoảng trên dưới 20% thôi. Như vậy có nghĩa là chúng ta càng làm ở những bệnh nhân trẻ tuổi thì cái tỷ lệ van hai mảnh nó càng tăng. Ở van hai mảnh nó có những cái khó khăn của van hai mảnh khi chúng ta đặt van qua da. Bởi vì cái cấu trúc van hai mảnh nó không đều và khi cái van nở ra thì nó cũng có những vấn đề khó khăn. Khó khăn thứ nhất là mặt kỹ thuật. Khó khăn thứ hai là vì kết quả của mình thì có thể nó sẽ tăng cái tỷ lệ hở cạnh van cũng như là cái kết quả về lâu về dài chúng ta chưa biết. Khi mà một cái van nó không nở ra hoàn toàn mà nó lại hình oval thì mình cũng chưa biết kết quả thế nào. Ví dụ trên hình này, hình bên trái một cái van ba mảnh và hình bên phải là một cái van hai mảnh, thì cái đây là một cái câu hỏi. Nhưng mà cũng có nhiều nghiên cứu đã tìm cách trả lời câu hỏi này. Ví dụ như đây là một nghiên cứu cũng rất là nổi tiếng, thì nghiên cứu của tác giả cho thấy rằng là nếu chúng ta so sánh trực tiếp giữa van hai mảnh và van ba mảnh với các cái dụng cụ đặt qua da trong thế hệ mới, thì người ta thấy rằng là các cái tỷ lệ như là phải mổ lại, tỷ lệ hở cạnh van, tỷ lệ phải đặt các cái máy tạo nhịp nó cũng không khác biệt lắm giữa hai cái bệnh lý này. Tuy nhiên kết quả lâu dài vẫn chưa được báo cáo và chúng ta cũng cần một cái kết quả lâu dài của một cái nghiên cứu mà đối độ khác là nghiên cứu Notion. Bên cạnh cái tuổi ra thì và van hai mảnh ra thì chúng ta lưu ý những vấn đề gì? Những cái như hồi nãy Thiện Nhân có trình bày cũng rất là rõ, đó là những cái cấu trúc giải phẫu không phù hợp cho can thiệp đa vi. Đó là những cái gì? Ví dụ như động mạch chủ ngực lên quá giãn, một cái động mạch chủ ngực lên có thể giãn khoảng 40-45 thì khi chúng ta làm đa vi chúng ta sẽ gặp khó khăn hoặc là không có chỉ định được. Những trường hợp cái xoang van san va nó không nở nhiều hoặc là cái lỗ mạch vành nó xuất phát thấp cũng là những cái khó khăn trong vấn đề can thiệp. Những bệnh nhân mà chúng ta không làm được đường đùi mà chúng ta phải làm đường khác thì hiện nay cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng rất nhiều đường khác cho kết quả tốt. Nhưng nếu chúng ta dựa vào cái nghiên cứu Partner 3 và những cái và nghiên cứu Evolut cho nguy cơ thấp thì chúng ta chưa chứng minh được rằng là nó tốt hơn nếu chúng ta dùng những cái đường khác ngoài đường đùi. Như bệnh nhân bị tổn thương nhiều nhánh mạch vành, chúng ta cũng cân nhắc nếu mà tổn thương chỉ đơn độc hoặc là một hoặc hai nhánh thì chúng ta có thích hợp PCI với lại là can thiệp qua da. Tuy nhiên nếu mà phẫu thuật thích hợp hơn cho những bệnh nhân mà có bệnh lý nhiều nhánh chẳng hạn, kết hợp với lại là một cái hẹp van chủ nặng. Như vậy thì để chọn một trong hai phương pháp thì như thế nào, thì chúng tôi nghĩ là cái vấn đề mà chúng ta đều đồng thuận ở đây là chúng ta cần phải cân nhắc giữa các cái lợi ích và nguy cơ giữa hai phương pháp. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái ba tay biến chứng và kết quả là hai cái rất là khác nhau giữa phẫu thuật và can thiệp. Và đây là cái bảng này thì chúng tôi đưa ra nhưng mà nó có thay đổi bởi vì cái tuổi trên 65 hay là trên 75 nó tùy theo vào từng cái thời điểm cũng như tùy theo từng nghiên cứu và tùy theo từng cái ý kiến của chuyên gia. Thì qua cái phần này, lát nữa đến phần thảo luận, chúng tôi cũng muốn xin ý kiến của thầy Nhân, thầy Bình, anh Linh, bác sĩ Tuấn Anh xem là chúng ta đồng thuận chưa về cái tuổi nào thì chúng ta nên làm ta vi và cái tuổi nào thì chúng ta nên cân nhắc. Ngoài ra các yếu tố nghiêng về phía ta vi là bệnh nhân được mổ tim trước, bệnh nhân có cái thể trạng kém, bệnh nhân không có cử động được nhiều, làm theo đường đùi được, các cái trường hợp như động mạch chủ lên nó bị sơ, nó bị bằng sứ nhà hàng vậy, nó cứng như sứ. Bệnh nhân nào mà nên mổ, đó là những bệnh nhân chúng ta nghi ngờ viêm nạp tâm mạc nhiễm trùng, những bệnh nhân trẻ tuổi quá, bệnh nhân van hai mảnh thì chúng ta cân nhắc xem như thế nào. Và đặc biệt là những cái giải phẫu không thuận lợi cho ta vi, ví dụ đường vào, ví dụ như là cấu trúc của mạch vành, ví dụ như xoang van san va, ví dụ chúng ta cần phải làm phẫu thuật tim khác kèm theo, ví dụ như van hai lá, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc tới việc phẫu thuật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta cũng có nghe nói là bây giờ chúng ta cần phải có hai nhóm để chúng ta thuyết phục bệnh nhân xem là bệnh nhân chọn theo phương pháp nào. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là hai nhóm mà là một đội. Và cái một đội đó chúng ta sẽ gặp bệnh nhân để chúng ta cân nhắc, trình bày cho bệnh nhân biết những cái yếu tố thuận lợi cũng như nguy cơ, các cái quá trình như thế nào. Và cái phần này thì thầy Bình sắp tới sẽ có một cái phần trình bày rất là chi tiết về vai trò của đội nhóm tim. Đội nhóm tim này nó sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lúc chọn lựa bệnh nhân cũng như là trình bày cho bệnh nhân
thuyết phục bệnh nhân xem cái phương pháp nào là phương pháp tốt nhất. Như vậy tóm lại chúng tôi thấy rằng là chúng ta nói về nguy cơ thấp thì chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ ràng nguy cơ thấp này là nguy cơ của phẫu thuật hay là nguy cơ của làm ta vi, bởi vì hai nhóm nguy cơ này rất là hoàn toàn khác nhau về bản chất. Ở những bệnh nhân có cái nguy cơ phẫu thuật thấp, đó là những nguy cơ khi bệnh nhân đưa đi phẫu thuật và nó liên quan tới tuổi bệnh nhân, nó liên quan tới các cái bệnh lý đi kèm. Trong khi những cái nguy cơ thấp của ta vi đó là những nguy cơ về cái việc mà khi chúng ta làm ta vi kết quả chúng ta không được kết quả tối ưu, bởi vì có thể là do tuổi bệnh nhân còn trẻ quá, có thể là do những cái bất thường về giải phẫu mà làm cho cái việc làm ta vi chúng ta nó sẽ khó khăn hơn và nó đưa ra những cái kết quả có thể là không được tối ưu. Thì từ năm 2016 tới 2020 thì chúng tôi làm 20 ca và bác sĩ Vũ sẽ trình bày về cái kết quả này, nhưng mà chúng tôi chỉ xin có một số cái nhận xét. Thứ nhất là về tuổi, xin lỗi cái bảng này nó quá nhỏ đi, nhưng mà về tuổi thì đa số các trường hợp đều từ 70-75 tuổi trở lên, thậm chí 80-85 tuổi, và chỉ có hai trường hợp là tuổi dưới 60, đó là hai trường hợp bệnh nhân có bệnh nền rất là nặng, một trường hợp là có cái xơ gan chai đi và bệnh nhân có nhiều lần xuất huyết tiêu hóa do bị giãn tĩnh mạch thực quản, suy gan nặng, trường hợp này chúng tôi không thể phẫu thuật được. Đó là những cái trường hợp về tuổi. Ngoài ra những kết quả khác thì chúng ta sẽ nghe bác sĩ Vũ trình bày. Và đặc biệt là cái tỷ lệ mà van động mạch chủ hai mảnh trong cái nhóm như chúng tôi cũng khá là cao, tức là trên 30%. Như vậy thì đối với đạo y dược thì cái việc làm ta vi ở bệnh lý van hai mảnh cũng như là một số trung tâm khác cũng không phải là một cái yếu tố mà làm cho chúng ta không thực hiện cái phẫu thuật này, kỹ thuật này. Như vậy thì chúng tôi xin có một số kết luận. Thứ nhất là ta vi càng ngày càng trở nên một cái phương pháp điều trị tiêu chuẩn, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật cao. Và ngày nay càng lúc càng được chấp nhận ở những bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật trung bình và thậm chí ở nguy cơ phẫu thuật thấp nữa. Cái vai trò của đội nhóm tim ở đây là xem xét xem là cái phương pháp điều trị nào sẽ phù hợp cá nhân hóa đối với từng bệnh nhân cụ thể. Khi chúng ta xét đến bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật thấp, bệnh nhân và bệnh nhân lớn tuổi thì ta vi đúng là lựa chọn số 1. Tuy nhiên ở những bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật thấp và tuổi trẻ thì cái tuổi trẻ ở đây thì là xin ý kiến của quý thầy trong chủ tọa đoàn là trẻ là bao nhiêu tuổi và có cái về cái giải phẫu bệnh nhân không phù hợp thì chúng ta cần phải lưu ý tới một số các cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái van này nó có dễ bị cái van thrombosis hay không, đây là một cái vấn đề nó liên quan tới việc sử dụng thuốc kháng đông sau khi chúng ta đặt van ta vi, và cái van này khả năng tồn tại nó bao nhiêu so sánh với kỳ vọng sống của bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta cũng phải đảm bảo về mặt kỹ thuật làm sao để cái khả năng mà chúng ta đặt máy tạo nhịp cũng như là hở cành van phải thật là thấp ở trên nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, bởi vì những bệnh nhân trẻ tuổi này nếu chúng ta có những cái vấn đề này xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả lâu dài của bệnh nhân. Và chúng ta cũng phải lưu ý tới cái tỷ lệ bệnh nhân van hai mảnh, tỷ lệ hai mảnh khá là cao ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi như chúng ta cũng thấy. Và chúng ta cũng chờ kết quả của nghiên cứu Notion 2 là cái nghiên cứu mà nó có đưa vào trong cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu những bệnh nhân có van hai mảnh. Phần trình bày chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Định. Chúng ta vừa nghe là chúng ta có những cái FDA để công nhận cho hai cái loại van chúng ta dùng cho những người bệnh nhân mà có nguy cơ thấp. Nguy cơ thấp đây được gọi là nguy cơ phẫu thuật thấp đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta áp dụng cái chỉ định này đó thì chúng ta cần lưu ý là trong những nghiên cứu này nó có những cái tiêu chuẩn chọn vào chứ không loại trừ. Chúng ta phải cần phải bàn luận kỹ để xem coi là bệnh nhân này cái nguy cơ phẫu thuật thấp vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện vậy nó có thuận lợi cho việc chúng ta thay van động mạch chủ và ống thông hay không. Đó là nội dung chính của Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Định vừa trình bày. Chúng ta sẽ bước qua một cái bài báo cáo nữa trước khi chúng ta có những cái tham luận hoặc là những cái câu hỏi dành cho báo cáo viên. Chúng ta thấy là ở Việt Nam của chúng ta có nhiều trung tâm làm thay van động mạch chủ qua ống thông rồi. Ví dụ như ở Vinmec, bệnh viện Vinmec, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y Dược và những cái trung tâm khác nữa. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nghe cái kết quả ban đầu của cái thủ thuật tha vi này ở bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ Vũ Hoàng Vũ trình bày. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi thay mặt cho trung tâm tim mạch
báo cáo về kết quả thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đại học Sư phạm TP.HCM. Nhưng chúng ta thấy cái hình này thì hát team của Đại học Y Dược thì gồm có giáo sư Trương Quang Bình là ngồi ở đây, chúng ta có bác phó sư Nguyễn Hoàng Định, chúng ta có bác sĩ Tuấn Anh mới báo cáo bài lúc nãy, có tôi và cũng như các bác sĩ khác, bác sĩ gây mê cũng như bác sĩ chuẩn hình làm hỗ trợ thêm. Và đây là cái giấy chứng nhận TAVI Solo Center, trung tâm độc lập về TAVI, thì đã nhận được vào trong năm nay, thì trung tâm chúng tôi đã nhận được cái giấy chứng nhận này. Vậy thì để bắt đầu, chúng ta thấy là chúng ta biết là trong bệnh lý hẹp van động mạch chủ thì cái việc điều trị nội khoa thì nó mang lại cái hiệu quả không cao. Tỷ lệ mà bệnh nhân tử vong sau thời gian theo dõi khi mà hẹp van động mạch chủ mà chúng ta điều trị nội khoa thì tỷ lệ tử vong rất là cao, tỷ lệ sống còn thấp. Tuy nhiên nếu chúng ta có điều chỉnh cái van bằng cách phẫu thuật thì tỷ lệ sống còn của bệnh nhân khá là cao, 80% sau thời gian theo dõi. Nhưng chúng ta thấy nếu vậy thì hẹp van động mạch chủ thì cái điều tiên quyết nếu được thì phải điều chỉnh sao cho hết hẹp bằng cách này hoặc cách khác để chúng ta có thể kéo dài cái sự sống cũng như tuổi thọ của bệnh nhân lên. Thì chúng ta biết giống như chúng ta đã nghe phó sư Nguyễn Hoàng Định trình bày thì chúng ta có hiện tại có hai phương pháp chính để mà điều chỉnh sửa cái van động mạch chủ, đó là mổ mở và chúng ta thay qua da. Thì chúng ta thấy trong cái nhóm giống như phó sư Định đã trình bày là nhóm high risk là phẫu thuật cao đó, nguy cơ phẫu thuật cao, thì chúng ta thấy là mổ mở hoặc là thay van qua da thì cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thì hai cái nhóm này nó cũng hao hao giống nhau ở nhóm nguy cơ cao. Lúc đầu chúng ta thấy nghiên cứu đa phần nhóm nguy cơ rất cao và cao. Sau đó đến nguy cơ trung bình thì chúng ta cũng thấy y chang như vậy. Chúng thấy là TAVI thay van chủ qua da và phẫu thuật mở thì kết quả nó cũng gần gần như nhau, không có sự khác biệt nhiều. Và cũng vậy chúng ta thấy nghiên cứu mới nhất công bố thì chúng ta thấy năm 2019 đăng trên ACC thì chúng ta thấy cái nhóm mà nguy cơ phẫu thuật thấp thì chúng ta sau thời gian theo dõi cũng khá là tốt. Chúng ta thấy cái nhóm mà chúng ta thay van chủ qua da thì không có thua kém gì hết so với cái nhóm mà chúng ta mổ mở. Thì nếu vậy chúng ta thấy điều trị hẹp van động mạch chủ thì chúng ta thấy là phải điều chỉnh cái van đó bằng cách này bằng cách khác, thì chúng ta có hai phương án lựa chọn như vậy, một là phẫu thuật mở, hai là chúng ta có thể thay van chủ qua da thì nó nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân, tuy nhiên chi phí rất là cao, giống như là tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh đã trình bày lúc nãy. Vậy thì cái trường hợp lâm sàng thứ nhất đó, thì cái ca này là ca đầu tiên làm tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân này nam giới, 81 tuổi, khá là lớn, vào viện thì khó thở, thì xin tim thì thấy hẹp khít van động mạch chủ, diện tích mở van là 0.6 cm² và cái áp lực trung bình trên áp là 55 mm thủy ngân. Thì bệnh nhân này được hội chẩn trung tâm tim mạch, sau đó tiến hành thay van động mạch chủ qua da. Chúng ta thấy đưa ống thông vô từ động mạch đùi, bơm thuốc cảnh quang qua pic teo chụp động mạch chủ, sau đó chúng ta đo chân áp hai bên hết thất trái và động mạch chủ, chúng ta coi chân áp như thế nào và đưa cái gai quai vô. Lúc đầu chúng ta không có confida, chúng ta xài cái quai kia phải bẻ cong. Thì ca đầu tiên thì chúng ta đưa vô cái van vô và sau đó chúng ta bung cái van lên từ từ. Đây là cái hình ảnh mà bung van lên từ từ của cái ca bệnh nhân này, cái van nó được nở từ từ, chúng ta được thả lên từ từ. Và cuối cùng sau khi làm xong thì cái van nó bung hoàn toàn như thế này đây. Thì đây cái ca bệnh nhân này là bệnh nhân đầu tiên làm tại Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, ca đầu tiên. Thì chúng ta biết thì hẹp van chủ thì nó đi theo tuổi thọ của dân số càng già thì cái tỷ lệ hẹp nó sẽ càng cao. Và chúng ta thấy là phẫu thuật thì những người lớn tuổi thì lại càng có nhiều nguy cơ của phẫu thuật, cho nên cái việc mà điều trị theo xu hướng chung của thế giới thì tất cả các phương án điều trị thì cố gắng ít xâm lấn càng nhiều càng tốt, ít xâm lấn càng ít càng tốt, nội soi hoặc là chúng ta can thiệp qua da để mang lại cái lợi ích là mang lại sự hồi phục nhanh chóng cũng như nhẹ nhàng cho bệnh nhân. Thì bệnh viện Đại học Dược đã làm cái thay van này từ năm 2015. Thì những cái này là những cái quy trình làm thay van chủ qua da, thì cái này bác sĩ tiến sĩ Tuấn Anh đã trình bày từ lúc nãy rồi, thì thôi cái này mình sẽ lượt qua hết. Thì đa phần bệnh nhân lúc đầu là chúng tôi gây mê để mà làm xuyên tim qua thực quản, nhưng mà tuy nhiên những ca sau này thì chúng tôi chỉ làm xuyên tim qua thành ngực thôi, thì chúng ta chỉ cần tiền mê thôi chứ không cần phải đặt nội khí quản như những ca đầu tiên.
Rồi chúng ta làm thì cũng đưa sheet 5F, 6F đùi bên phải, bên trái một bên, rồi chúng ta đưa pigtail vô đo áp lực, rồi đưa đặt máy tầm nhịp tạm thời vân vân, và chúng ta làm giống như bác sĩ Tuấn Anh, tiến sĩ Anh đã trình bày từ lúc nãy. Thì cái này là quy trình thôi, thì chúng ta lướt qua chút xíu, không có chiếu đây. Thì sau khoảng gần 5 năm thì Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh có làm được tổng cộng 20 ca. Thì chúng ta thấy 2 ca đầu tiên là năm 2015. Đến chúng ta thấy trung bình thì một năm là trung bình là 5 ca, nhiều nhất là 5 ca. Đến nay, đến năm 2020 là đến tháng 9 là được 5 ca trong năm nay. Thì nếu vậy chúng ta thấy dao động cũng một năm khoảng chừng 3-5 ca. Đó là sau thời gian là 20 ca. Và chúng ta thấy đây cái giới tính thì nam giới thì nhiều hơn nữ giới một chút xíu, khoảng 55%. Thì chúng ta thấy tuổi nhỏ nhất là 56, ca này là van động chủ hai mạnh. Ca lớn nhất là 89 tuổi, tuổi trung bình là 74. Chiều cao cân nặng cũng như BMI thì không có gì đặc biệt hết. Có những ca BMI rất là thấp, có 18 thôi, rất là thấp, bệnh nhân rất là nhỏ con. Và tuổi thì chúng ta thấy tuổi ở đây thì chúng ta thấy nhóm tuổi lớn rất là cao. Và đây chúng ta thấy những bệnh lý đi kèm, thì chúng ta thấy ở đây là có tăng huyết áp, có đái tháo đường vân vân, thì chúng ta thấy nhiều nhất là bệnh nhân có suy tim, chắc là do họ hẹp van mạch chủ. Thì còn những cái khác là tăng huyết áp, rung nhĩ vân vân, bệnh phần đi kèm vân vân, chúng ta thấy ở đây. Còn về đặc điểm của van tim thì chúng ta thấy là bệnh nhân này có khoảng 2 bệnh nhân là tăng áp phổi, còn 18 bệnh nhân là không tăng áp phổi. Hình thở lao trung bình nặng có 7 bệnh nhân, chiếm khoảng 30% trong số những ca làm ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hình thở van được mà chủ đi kèm trung bình đến nặng thì nó khoảng 30%, có 6 ca. Còn nguy cơ phẫu thuật cao thì chúng ta đánh theo thang điểm SCS thì nó cao, nó là có khoảng 3 ca thôi, không có nhiều. Và van mạnh là chiếm tỷ lệ là khoảng 30%, thì cái này cũng tương ứng với bên Trung Quốc. Nếu mà chúng ta thấy thống kê của về TAVI, về van hai mạnh thì nhiều nhất là tại Trung Quốc, tỷ lệ là 37% ở các trung tâm mà thống kê, còn các trung tâm khác, các châu Âu, Mỹ thì thấp hơn khoảng 10% vân vân. Thì đây chúng ta thấy ở Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng khoảng 30% số ca thì có van một chủ hai mạnh. Về các kích thước van, chúng ta thấy đa phần kích thước van là khoảng 26 là khoảng 50% số ca là kích thước van 26. Còn những cái thức van khác thì chúng ta thấy 23, đây là có một cái vân vân, chúng ta thấy ở đây. Và kết quả sau can thiệp thì chúng ta thấy trên áp trung bình là 59 mm thủy ngân trước khi mà chúng ta can thiệp, thì sau khi làm cho áp trung bình đo ra thì nó khoảng chừng 15 mm thủy ngân thôi, thấp hơn so với ban đầu. Về các biến chứng thì ở đây thì có 9 ca có biến chứng, mà nhiều nhất là có 5 ca chiếm tỷ lệ là khoảng 25%, là bị rốt nhĩ thất độ 3 và phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Và có một ca thì bị nhồi máu tiểu não mức độ nhẹ ngày thứ 3 sau khi mà làm thay van chủ qua da và sau đó hồi phục tốt. Có một ca thì không có xuất viện được, bệnh nhân tử vong trong bệnh viện do bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Viêm phổi bệnh viện nặng không có ra được. Còn có 2 ca chảy máu mức độ nhẹ trong thủ thuật thôi, nhưng mà sau đó thì cũng phải truyền 1,5 đơn vị hồng cầu lắng cho bệnh nhân. Thì đây là những ca có biến chứng mà nhiều nhất chúng ta thấy, đây là rốt nhĩ thất độ 3, phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Và đây là những cái thông số trước khi làm của bệnh nhân so với những cái nghiên cứu khác. Chúng ta những nghiên cứu đã được trình bày từ phía trên, những nghiên cứu partner 1, 2, 3 vân vân, thì tuổi cho nghiên cứu chúng tôi thì cũng khoảng 74, thì nó cũng trung bình bằng với các nghiên cứu khác. Giới tính nam thì cũng vậy, nó cũng bằng những nghiên cứu khác thôi. BMI cũng vậy, có cả người Việt Nam yếu ốm hơn chút xíu. Và thang điểm đánh giá nguy cơ phẫu thuật SCS thì có khoảng 2.4 thôi, tính trung bình, không có cao, thấp hơn những nghiên cứu khác, có thấp có cao nghiên cứu của partner 3 và Evoloris thôi. Còn những cái suy tim NIH 2, NIH 3, NIH 4 thì vân vân thì nó cũng tương ứng với các nghiên cứu khác thôi. Còn PISA, chiếc gây vân vân thì thấp hơn so với những nghiên cứu khác chút xíu. Chúng ta thấy đây thì tai biến màu não cũ nhưng mà biến màu màu biên thì trong nghiên cứu chúng tôi 20 ca thì không có ca nào có hết, các nghiên cứu khác đều có. Về những cái yếu tố khác, bệnh lý đi kèm khác vân vân, thì chúng tôi thấy là tăng huyết áp thì của chúng tôi là 60% số ca là có tăng huyết áp, đái tháo đường là khoảng 1/3 số ca, suy thận cũng có khoảng 10%, rung nhĩ cũng có khoảng 10% số ca làm thay van chủ qua da, có bệnh phổi mãn tính khoảng 15%, và họ hai lá thì khoảng 1/3 số ca trung bình đến nặng.
phân số tổ máu tích trái thì cũng tương ứng với các nghiên cứu khác, trung bình trước khi làm nó khoảng 57%. Diện tích mở van thì cũng gần xem như các nghiên cứu khác, cho thấy là 0.63 cm², các nghiên cứu khác là 0.6 cũng như 0.7 và 0.8. Trên áp trung bình thì nghiên cứu của chúng tôi thì nó cao hơn so với các nghiên cứu khác, trên áp trung bình nó khoảng 59 mm thiên ngân, nghiên cứu khác nó khoảng chừng 45 mm thiên ngân đến 50 mm thiên ngân. Về tỷ lệ mà đột quỵ thì chúng tôi có 5%, có nghĩa là có một ca như giới thiệu lúc nãy bị nhồi máu tiểu não ngày thứ ba, phát hiện được ngày thứ ba sau khi làm TAVI, ca này hồi phục tốt thì nó cũng hao hao các nghiên cứu khác, có máu cũng tôi khá nhỏ thì cũng không khó mình có thể so sánh được. Chủng tim cấp thì không có, tử vong là 5% là có một ca bị tử vong vì viêm phổi nặng. Chảy máu thì có 2 ca là tỷ lệ 10%, và suy thận cấp thì không, nhưng mà bloc nhiễm thất độ 3 là 25% là có 5 ca. Ông ca phải đặt máy tầm nhịp vĩnh viễn. Chúng ta thấy nếu mà làm như cái ban mà giai đoạn đầu tiên làm thì bị bloc nhiễm thất nhiều hơn. Vậy thì qua cái 20 ca chúng tôi đã làm từ khoảng gần 5 năm nay thì mỗi một năm thì có khoảng trung bình 3-5 ca, thì thấy việc thay van đường chủ qua da thì làm phương pháp điều trị tương đối là hiệu quả trong những trường hợp mà hẹp van đường chủ nặng có triệu chứng. Và đối với những người mà lớn tuổi mà có nhiều yếu tố nguy cơ của phẫu thuật thì cái việc thay van này là một cái lựa chọn khá là tốt, giúp cho bệnh nhân bớt lo lắng, giúp cho thời gian hồi phục nhanh hơn, giúp cho bệnh nhân có thể về nhà sớm hơn, thời gian nằm viện sớm ngắn hơn. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ tốn nhiều tiền hơn chút xíu. Em xin cảm ơn chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Hoàng Vũ, và chúng tôi xin mời quý đồng nghiệp có tham gia theo dõi chương trình online và các thành viên trong chủ tọa đoàn, mình có tham luận hay là ý kiến đóng góp hay là thắc mắc, rồi chào báo cáo viên. Mời thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh, không biết Linh có ý kiến gì không? Xin mời. Cảm ơn các thầy ạ. Không biết là đấy anh Vũ thì có điều kiện thì trong 5 năm qua làm 20 ca thì cái thời gian theo dõi dọc trung bình của mình là bao lâu, và mình có những cái số liệu theo dõi dọc hay không? Làm mới làm xong nó rất là tốt rồi, nhưng mà 5 năm có vẻ cũng là khá đủ để chúng ta theo dõi là xem tỷ lệ thoái hóa van, tranh áp van nó có thay đổi hay không, thì bên bệnh viện Đại học Y Dược mình có theo dõi cái những cái data đấy không ạ? Cái số liệu theo dõi mà thường xuyên thì chưa có số liệu ở đây. Không biết là anh Định mình có dạ thì có theo dõi mà chưa tổng kết. Nhưng tuy nhiên thì đúng như bác sĩ Linh nói thì giống như cái ca mình mới báo cáo tức thì đó, thì là 5 năm trước ra đầu tiên thì bệnh nhân này thực sự là đã mất rồi, mất cái đây năm thì bệnh nhân bị một cái viêm phổi nặng combo đây nằm viêm phổi nặng và mất ở trên khoa hô hấp, đó là viêm phổi nặng điều trị không ra bởi vì bệnh nhân này cơ địa có CVD đó. Thì đúng là cái số liệu thống kê thì chưa có thống kê hôm nay ở đây, chắc là để một cái đợt khác sẽ thống kê lại rồi xin báo cáo lại cho quý đồng nghiệp cũng như quý thầy ở đây nhỉ. Xin hết. Biết thầy Nhân có thống kê, thầy Nhân xin ý kiến thêm đóng góp. Chúng tôi cũng xin có ý kiến đóng góp, đó là khi mà mình đánh giá độ chân áp á, thì mình cẩn thận, tại vì cái thông thường khi mình thay van động mạch chủ qua ống thông á, thì mình đánh giá độ chân áp là dựa trên hai cái ống thông pigtail ở cái thời điểm mình can thiệp trước khi mình chấm dứt phẫu thuật. Thì cái độ chân áp qua cái hai cái ống thông pigtail là mình đang đánh giá cái độ chân áp tối đa của cái ống thông trong buồng thất với cái ống thông ở góc động mạch chủ, gọi là pic đỉnh cực đại và đỉnh cực đại. Còn khi mà chúng ta làm siêu âm tim để đánh giá cái độ chân áp á, thì nó khác. Và do đó thì khi mà dùng siêu âm tim để đánh giá độ chân áp thì nó là hai cái độ chân áp cao nhất trong xuyên suốt thời kỳ tâm thu. Do đó thì khi mà mình làm siêu âm tim để đánh giá độ chân áp bao giờ nó cũng cao hơn là khi mình đánh giá độ chân áp bằng phương pháp huyết động khi mình so sánh với hai cái ống thông pigtail. Do đó thì nếu như mình không cẩn thận, mình chỉ có đo cái pigtail thôi, rồi sau đó bệnh nhân quay lại mình làm cái mình giật mình, mình nói ủa chứ mới có tuần lễ mà làm gì cái độ chân áp nó tăng dữ vậy. Thật ra thì không phải, tại vì hai cái phương pháp này đánh giá cái độ chân áp
theo cái thời điểm nó khác nhau. Thì chỉ có một cái điểm lưu ý đó trong quá trình theo dõi bệnh nhân. Nếu không có quý đồng nghiệp nào có câu hỏi cho báo cáo viên thì chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình báo cáo một cái chủ đề rất là quan trọng, quyết định cái sự thành công hay thất bại của cái chương trình thay van động mạch chủ qua ống thông tại một bệnh viện. Đó là tầm quan trọng của cái nhóm tim mạch khi mà mình tiến hành cái chương trình TAVI. Cái nhóm tim mạch ở đây là chúng tôi tạm dịch từ cái chữ hạt tim. Xin cảm ơn giáo sư Võ Thành Nhân, chủ tòa đoàn, cũng như kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch của Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài báo cáo cuối cùng trong cái phiên mà chúng ta nói về thay van động mạch chủ qua ống thông. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái chuyên gia như thế nào và phối hợp như thế nào. Chúng tôi gọi là đội nhóm tim, đội nhóm về tim mạch trong cái việc mà thay van động mạch chủ qua ống thông. Thật sự thì chúng ta hình thành một cái đội nhóm để tiếp cận trong việc điều trị một cái loại bệnh nào đó thì không phải là tim mạch chúng ta đi đầu tiên, mà đó là về chuyên khoa ung thư. Chúng ta biết rằng ung thư thì nó có nhiều biện pháp để điều trị, dường như là phẫu trị, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, vân vân, tất cả điều đó. Thì một cái người bị ung thư cần được chăm sóc tốt thì phải có một cái đội nhóm để quyết định coi là chuyên khoa nào điều trị trước, chuyên khoa nào điều trị sau, vân vân. Thì chúng ta xuất phát từ ung thư, chuyên khoa ung thư chúng ta đã có một cái cách tiếp cận là về đội nhóm. Sau đó thì một chuyên khoa khác cũng rất là quan trọng, đó là chương trình mà chúng ta ghép tạng. Ghép tạng cũng vậy, chúng ta cần phải sự phối hợp giữa những cái người phẫu thuật viên, những người chăm sóc điều trị thải ghép, vân vân, những người chăm sóc lâu dài cho vấn đề ghép tạng. Và có thể vấn đề ghép tạng đó nó liên quan đến những cái phẫu thuật viên vừa mạch máu, vừa chuyên khoa về gan, vân vân. Tất cả như vậy thì cái chuyện mà tiếp cận có tính cách đội nhóm nó cũng đi đến tiếp theo sau ung thư, sẽ là những cái tiếp cận trong cái đội nhóm về ghép tạng. Sau đó một thời gian thì trong tim mạch cũng bắt đầu có khái niệm về đội nhóm tim khi mà chúng ta tiếp cận để điều trị cho những người bệnh của chúng ta. Và gần đây nhất chúng ta thấy rõ nhất đó là tiếp cận đội nhóm tim trong vấn đề chúng ta can thiệp mạch vành hay là điều trị bệnh lý mạch vành như thế nào. Và đặc, gần đây nữa thì là đội nhóm trong điều trị bệnh van động mạch chủ, đặc biệt là thay van động mạch chủ qua ống thông. Vì sao mà chúng ta cần phải có đội nhóm như vậy? Thì đây là ý kiến của một bệnh viện ở về phía bên Mỹ. Trước tiên là có những cái thủ thuật mà chúng ta thấy rằng là cần nhiều người mới làm. Ví dụ như là trong TAVI thì phải có phẫu thuật viên, phải có người can thiệp vân vân. Nếu mà một cái thủ thuật nó cần nhiều công đoạn như vậy thì cần phải có nhiều người trong đó. Thứ hai nữa là có một cái sự mâu thuẫn, bàn cãi trong cái việc mà chúng ta chọn lựa cho bệnh nhân điều trị cái loại nào tốt nhất cho bệnh nhân. Và như vậy chúng ta sẽ có cái quyết định tốt nhất, tốt hơn, và chúng ta sẽ có điều trị tốt hơn. Đặc biệt nữa là khi mà chúng ta có đội nhóm vậy, chúng ta tập trung được cái nguồn lực, cái sức mạnh của một cái bệnh viện, của một cái trung tâm để mà tất cả chúng ta dồn vào để mà chúng ta có thể là làm tốt nhất cái công việc. Và cuối cùng cái công việc đội nhóm của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa về mặt academic, về mặt mà đào tạo vân vân. Đào tạo những cái người đi sau chúng ta cũng phải có một cái tinh thần như vậy để mà làm tốt nhất cái kết quả trong một cái nhóm làm việc. Thì cái việc mà chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái việc mà đội nhóm, thành lập đội nhóm mà để điều trị các bệnh lý tim mạch vậy đó, nó thành cái chỉ định class 1, có nghĩa là class này có nghĩa là chúng ta được khuyến cáo chúng ta làm, chúng ta phải làm cái điều này, thể hiện rõ này trong cái khuyến cáo của bên châu Âu năm 2010 và khuyến cáo của bên châu Mỹ, trường môn Hoa Kỳ cũng như là hội tim của Hoa Kỳ năm 2012 về vấn đề điều trị bệnh lý động mạch vành. Chúng ta tái tưới máu lại cho hệ thống mạch vành của chúng ta, chúng ta mổ bắt cầu hay can thiệp động mạch vành. Trong những cái khuyến cáo này thì cái chỉ định mà chúng ta phải thông qua một cái đội nhóm về tim mạch, heart team đó, nó trở thành là chỉ định nhóm 1, có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải làm điều đó. Như vậy thì khi mà chúng ta quyết định là can thiệp động mạch vành hay là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hay là điều trị nội khoa vậy thì phải quyết định qua một cái đội nhóm về tim trong cái việc mà điều trị bệnh lý động mạch vành, tái tưới máu, bệnh lý động mạch vành.
Và qua cái đội nhóm này thì chúng ta thấy rằng có thể chúng ta sẽ thông qua một số điểm, ví dụ như đối với bệnh nhân hội chứng vành cấp mà chỉ có một sang thương động mạch vành khu trú đơn lẻ thì chúng ta tiến hành chúng ta can thiệp động mạch vành luôn. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta thấy nhiều bệnh mạch vành, những cái sang thương phức tạp vân vân thì chúng ta phải tiến đến phẫu thuật mắc cầu động mạch vành. Và để quyết định như vậy đó thì trong cái đội nhóm về để quyết định cái chuyện mà tái tưới máu lại động mạch vành đó, thì những cái thành viên trong đó phải bao gồm ít nhất là ba thành phần, đó là bác sĩ về phẫu thuật tim mạch, bác sĩ về can thiệp tim mạch và một cái bác sĩ về nội khoa tim mạch chung, để mà chúng ta cùng nhau thảo luận tập trung vào những cái điểm mà chúng ta cần phải giải quyết cho người bệnh, chọn lựa phương pháp điều trị và đưa ra cái hướng điều trị theo dõi lâu dài cho người bệnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta bước vào thai van động mạch chủ qua ống thông, thì đây là cái hình mà chúng ta thấy van động mạch chủ lúc đóng, lúc mở, lúc hẹp như thế nào, và cái hình cuối cùng ở dưới này đó là hình chúng ta thấy nó hẹp nặng như vậy, bị vôi quá như vậy, sơ quá như vậy thì chúng ta sẽ điều trị đó như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là trước đây thì phẫu thuật tim mạch điều trị thai van động mạch chủ giống như là một người sumo, có người võ sĩ này rất là bự như vậy, so với điều trị thai van động mạch chủ qua ống thông thì nhỏ. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy qua phần trình bày của giáo sư Võ Thành Nhân cũng như là của phó giáo sư Nguyễn Bình Định vân vân, chúng ta thấy có một sự đảo ngược lại. Ngày nay có vẻ là cái thai van động mạch chủ qua ống thông nó chiếm ưu thế hơn nhiều so với lại chúng ta thai van động mạch chủ bằng phương pháp phẫu thuật. Trước 2015, khoảng là 2014 trở lại thì chúng ta thấy đa phần là chúng ta sẽ thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật, ví dụ như ở low risk, ở chỗ intermediate risk, còn chúng ta chỉ TAVI hay là TAVI chúng ta chỉ làm ở những cái người mà có nguy cơ phẫu thuật là cao thôi hoặc là cực cao thôi. Đó là trong năm 2015. Nhưng mà đến năm 2017 chúng ta thấy là những công trình nghiên cứu cho chúng ta thấy là ở cái mức độ mà nguy cơ trung bình thôi, phẫu thuật trung bình, thì cái chuyện mà thai van động mạch phổi qua da TAVI này đó thì nó đã có chiếm ưu thế, và sau đó thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự thay đổi ở những nguyên cái nguy cơ phẫu thuật là trung bình này thì chúng ta cũng thấy chúng ta làm TAVI luôn. Nhưng mà cho đến nay hay năm 2020 thì chúng tôi cũng xin lặp lại, thì cái phổ mà để chúng ta thay van động mạch chủ qua ống thông đó nó đã gần bao gồm hết luôn rồi, nó bao phủ luôn cái low risk surgery low risk này luôn rồi, chỉ có một số chúng ta thấy trẻ tuổi quá hoặc là nó không thuận lợi cho TAVI thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật để mà thay thế thôi. Và cái khuynh hướng này nó còn có thể thay đổi theo thời gian nữa tùy theo sự phát triển về khoa học kỹ thuật của chúng ta. Như vậy một cái bệnh nhân mà hẹp van động mạch chủ đó thì chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào, điều trị nội khoa, điều trị can thiệp thai van động mạch chủ ống thông hay là chúng ta phẫu thuật, và bác sĩ nào sẽ thực hiện thủ thuật TAVI khi mà bệnh nhân đã được chỉ định, và bác sĩ nào sẽ được theo dõi lâu dài vân vân. Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời khi mà chúng ta làm về cái đội nhóm. Thì đây là khuyến cáo năm 2017 của Hiệp hội Tim mạch châu Âu. Thì trong cái khuyến cáo này chúng ta thấy nhiều chữ như vậy, và chúng tôi chỉ tóm tắt lại là cái sự mà quyết định chọn lựa là thay van động mạch chủ qua phẫu thuật hay là thay van động mạch chủ qua ống thông là phải được do cái đội nhóm tim chúng ta quyết định, không có một cá nhân đơn lẻ đó là người can thiệp tim mạch quyết định hay là phẫu thuật tim mạch quyết định, mà phải được quyết định qua cái sự thông qua hội chẩn thảo luận của một cái đội nhóm tim thì chúng ta mới có quyết định đó. Dĩ nhiên là có sự tham gia của gia đình được biết và gia đình được quyết định trong cái việc mà chúng ta chọn cái phương pháp điều trị cho người bệnh của chúng ta. Và cũng trong cái khuyến cáo này nữa cho chúng ta thấy rằng đây là cái việc quyết định chọn lựa phẫu thuật, còn cái chuyện mà chúng ta thực hiện cái thủ thuật này đó thì thực hiện thủ thuật này thì phải thực hiện ở những cái trung tâm mà chúng ta có cả hai cái khoa, đó là khoa về tim mạch, nội tim mạch can thiệp và một cái phẫu thuật tim mạch on site, tức là phải có đó trong trực tiếp trong cái trung tâm đó. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta phải có một cái đội nhóm về tim trong cái việc mà thực hiện cái chuyện mà chúng ta thay van động mạch chủ qua da. Vậy trong khuyến cáo này chọn lựa phương pháp nào điều trị cũng là hard team, còn nếu mà khi mà thực hiện cái thủ thuật mà chúng ta thay van động mạch chủ qua da cũng là phải có một cái hard team, đặc biệt là ở bệnh viện phải có một cái backup về cái phẫu thuật tim mạch. Đó là khuyến cáo của bên châu Âu, và đây khuyến cáo châu Mỹ cũng vậy thôi.
chúng ta, một cái người mà bị van tim, đặc biệt là hẹp van động mạch chủ như vậy, thì chúng ta phải được đánh giá bởi một cái đội nhóm về van tim này, để mà chúng ta đưa ra cái quyết định hay là cái chọn lựa điều trị bằng phương pháp nào cho người bệnh của chúng ta. Đó là cái điểm cũng tương đồng với bên phía bên châu Âu. Một điểm nữa là khi mà chúng ta đã quyết định là làm TAVI cho bệnh nhân rồi, thì một cái đội nhóm về tim này gồm nhiều thành phần, trong đó chúng ta thấy có phẫu thuật viên, trong đó có bác sĩ tim mạch can thiệp, bác sĩ về gây mê hồi sức, và bác sĩ về nội khoa chung, và có những cái nhân viên khác điều phối cũng như là những chuyên viên về vấn đề theo dõi lâu dài cho người bệnh, hỗ trợ cho người bệnh, vân vân, thì cũng phải gồm có những thành phần này khi mà chúng ta tiến hành, chúng ta can thiệp thay van động mạch chủ qua da, qua ống thông cho bệnh nhân của chúng ta. Và tất cả những điều này quý vị đều thấy rằng là nó đều là class 1 hết, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện cho người bệnh, chúng ta phải có những cái hoạt động này để mà chúng ta chọn lựa, chúng ta điều trị cho người bệnh của chúng ta. Và như vậy thì chúng tôi có thể thấy rằng trong TAVI thì chúng ta phải có một cái đội nhóm về tim, gồm có bác sĩ tim mạch học can thiệp, gồm có phẫu thuật viên về tim mạch, gồm có những cái người bác sĩ tim mạch nội khoa chung, những cái người về hình ảnh học tim mạch, ví dụ như xem xét về siêu âm tim, về CT, vân vân, và có những cái đội nhóm khác nữa, bao gồm những cái nhân viên của cath lab, bao gồm những cái người mà về gây mê hồi sức, rồi điều dưỡng, và những cái người chuyên gia hay là những bác sĩ về lão khoa, vân vân. Tất cả những điều này tạo thành một cái nhóm, một cái hạt team trong vấn đề chúng ta điều trị TAVI. Một cái hình ảnh này của một tác giả khác cũng cho chúng ta y như vậy, cũng là bác sĩ tim mạch cắt tiệp, bác sĩ nội khoa, bác sĩ phẫu thuật viên, bác sĩ nội khoa tim mạch, một cái người coordinator trong cái điều này, điều phối, và những cái người về bác sĩ về hình ảnh học tim mạch, hay những cái người khác về lão khoa, về gây mê hồi sức, vân vân. Tất cả này tạo thành một cái hạt team về cái thay van động mạch chủ qua da. Đây là một cái ý kiến của một bài báo cáo ở bên phía bên Pháp mà được công bố, cũng như cũng báo cáo khá lâu rồi, từ năm 2011. Bây giờ ở đây thì chúng ta mới phát triển và chúng ta ứng dụng thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạt team này phải là bao gồm những cái thành phần này. Phải bao gồm những thành phần, ít nhất là bao gồm những này. Chúng ta có bác sĩ tim mạch can thiệp, chúng ta có echo, người bác sĩ làm echo, chúng ta có phẫu thuật viên, chúng ta có gây mê, và chúng ta có một người gọi là lão khoa trong cái vấn đề này. Chúng ta thấy rằng nếu mà để mà chẩn đoán ban đầu mà đánh giá có vai trò rất quan trọng để đánh giá là cái mức độ hẹp và tình trạng van, vân vân, thì đây là hình ảnh về siêu âm tim. Như vậy một người về hình ảnh tim mạch có kinh nghiệm sẽ cho chúng ta chẩn đoán là có hẹp van động mạch chủ nặng hay không. Quý vị cũng thấy cái phần trình bày đầu tiên của giáo sư Võ Thành Nhân đó, chúng ta thấy là trong cái lược đồ để mà đánh giá cho người bệnh để chúng ta chẩn đoán là hẹp van động mạch chủ nặng đó, thì trong đó vai trò của cái người mà siêu âm tim là không thể thiếu được. Bởi vậy trong cái phần mà để chúng ta đánh giá một người bệnh là bị hẹp van động mạch chủ nặng với những chức năng thất trái đồ vân vân hết đó, thì cái người mà siêu âm tim là không thể thiếu được. Một cái hình ảnh khác nữa, hình ảnh học khác, đó là chúng ta thấy là phải đánh giá cái van động mạch chủ này bằng hình ảnh trên CT. Thì chúng ta thấy rằng là có thể đánh giá về mạch vành, đánh giá về van động mạch chủ này, hai mảnh hay ba mảnh, mức độ vôi quá là bao nhiêu, cái góc giữa động mạch chủ với cái buồng thất trái của chúng ta là bao nhiêu, và những cái đường đi của nó như thế nào của cái động mạch này. Ví dụ như chúng ta phải đánh giá được cái vòng van, đánh giá được canxi hóa, cái khoảng cách từ cái annulus này cho tới cái lỗ mạch vành xuất phát là bao nhiêu. Vậy tất cả điều này chúng ta phải được đánh giá trên CT. Và trên hình này chúng ta cũng thấy rằng một người mà hình ảnh học về CT của tim mạch đó, thì sẽ đánh giá từ cái chỗ mà chúng ta đưa cái dụng cụ vào cho đến lúc mà chúng ta có thể bung ra được cái van ngay chỗ cái van này, thì tất cả này phải trên suốt đường đi này phải được đánh giá đầy đủ hết. Như vậy để chúng ta thấy vai trò của một cái người người mà hình ảnh học tim mạch đánh giá, ở đây chúng ta gọi là tiếp cận này từ cái lúc da cho đến trái tim luôn, tức là đưa cái dụng cụ qua da này để đi đến trái tim, phải được đánh giá, phải được đo đạc hoàn toàn hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng
hạt tim, tức là một đội nhóm về tim mạch phải bao gồm những thành phần, những công việc của từng người đó làm. Chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta quyết định đó, quyết định mà chọn phương pháp nào là phải đặt hạt tim. Và khi thực hiện đó thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta phải có một cái đội nhóm về tim mạch mạnh. Người ta khẳng định rằng trong một cái quá trình mà chúng ta thực hiện ca này đó thì cái kết quả của chúng ta sẽ được tốt hơn, được cải thiện hơn khi mà cả phẫu thuật viên và phẫu thuật viên tim mạch đó và những người mà can thiệp tim mạch này thực hiện phẫu thuật cùng với nhau. Chúng ta thấy rằng có những chuyện phẫu thuật viên sẽ làm tốt hơn, có những người can thiệp tim mạch sẽ làm tốt hơn. Nếu chúng ta phối hợp vô thì chúng ta sẽ thấy là tốt. Vấn đề sử dụng chúng ta bộc lộ cái chỗ đường vào thì nó cũng tốt hơn đối với người phẫu thuật viên. Còn cái người mà lúc chúng ta đưa vào những gai quai vào vân vân thì người bác sĩ tim mạch học can thiệp có thể sẽ làm tốt hơn những cái phẫu thuật viên. Chúng ta cần phải gây mê hoặc chúng ta làm tiền mê, chúng ta bộc lộ đường vào, chúng ta thực hiện đưa cái van đó vào trong cái chỗ van bị hẹp. Chúng ta phải siêu âm để đánh giá hở cạnh van, các biến khéo khác xảy ra. Ví dụ như chúng ta về bác sĩ gây mê, phải gây mê nội khí quản hay là chúng ta sẽ tiền mê thôi. Tất cả những điều này thì bác sĩ gây mê có vai trò rất quan trọng trong cái việc hỗ trợ chúng ta. Chúng ta bộc lộ đường vào hay là chúng ta chọc một cái catheter để chúng ta bằng phương pháp Schrödinger đưa vào thì cái này cũng tùy theo cái điều kiện kinh tế cũng như là tùy theo trung tâm mà chúng ta làm. Khi mà chúng ta thả van để chúng ta bung van như thế này thì có thể bác sĩ tim mạch học can thiệp cũng như là bác sĩ phẫu thuật viên có thể thực hiện cái điều này. Sau đó chúng ta có thể đánh giá hở cạnh van hay không, tình trạng van nó như thế nào, chức năng của thất trái vân vân, thì chúng ta phải có một người hình ảnh học tim mạch và siêu âm tim phụ làm việc với chúng ta. Và có thể chúng ta sẽ thực hiện này, nếu mà tối ưu nhất là chúng ta thực hiện trên một cái cath lab hybrid như thế này. Trong đây thì chúng ta có thẳng cái thể can thiệp được, có thể phẫu thuật được và nhiều thành phần ở trong đây. Nhiều thành phần, nhiều người, và bác sĩ về gây mê hồi sức, bác sĩ về phẫu thuật tim mạch, bác sĩ về can thiệp tim mạch, vân vân, về cái hình ảnh học tim mạch để giúp cho trong lúc chúng ta làm, cũng như là tất cả các điều dưỡng có thể hỗ trợ chúng ta làm việc tốt nhất. Và khi bệnh nhân hồi phục rồi thì cũng phải có những nhân viên, những điều phối viên, những điều dưỡng để hỗ trợ những người này được chăm sóc lâu dài. Thì có như vậy thì cái kết quả điều trị của chúng ta mới tốt nhất. Như vậy thì chúng tôi sẽ đi đến và kết luận về cái tim trong điều trị TAVI như thế này. Thì đó nó có một cái vai trò rất là quan trọng, vai trò trung tâm luôn. Để làm gì? Chúng ta có thể tối ưu hóa vấn đề, chúng ta chọn lựa bệnh nhân, chỉ định cái thủ thuật cho thật là tốt cho người bệnh, cũng như là trong lúc thực hiện cái thủ thuật này, sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, nhiều người sẽ làm cho cái kết quả chúng ta tốt hơn, cũng như là trong vấn đề theo dõi bệnh nhân lâu dài cũng làm cho tốt hơn. Và như vậy thì cũng giúp cho bệnh nhân được theo dõi lâu dài, được huấn luyện, được giáo dục thêm, để mà có thể là bệnh nhân sẽ có cuộc sống sau khi thủ thuật tốt hơn, và chúng ta thấy cái việc mà đồng thuận với chúng ta cũng được nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và đây là cái hình mà bác sĩ Vũ vừa nói. Chúng ta gồm có những cái thành phần ở trong đây, trong một cái hạt tim của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Có như vậy thì chúng ta mới làm đúng những cái tiêu chuẩn quốc tế và chúng ta mới có được cái kết quả tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình và xin mời quý đồng nghiệp theo dõi chương trình cũng như là các thành viên trong chủ tọa đoàn mình có tham luận hay ý kiến đóng góp hay là câu hỏi cho giáo sư Trương Quang Bình. Xin hỏi không biết tiến sĩ Đinh Bình Linh có ý kiến gì không, và trên Bệnh viện Bạch Mai thì cái hoạt động đội nhóm về tim mạch riêng cho TAVI hay là những cái hoạt động khác thì đã tổ chức và hoạt động như thế nào, có thể báo cáo thêm để các trung tâm khác chúng ta học hỏi và có thể thực hiện. Xin mời bác sĩ Linh. Em cảm ơn bài trình bày của thầy Bình thì rất là hay. Rõ ràng là năm 2020 này thì không có ai mà được người ta gọi là người giữ cửa hay là gatekeeper nữa. Cái chữ gatekeeper thường là bác sĩ nội khoa tim mạch, còn người mổ là bác sĩ phẫu thuật. Bây giờ không có gatekeeper nữa, thì cũng đúng theo tinh thần đấy thì ở Bệnh viện Bạch Mai là mặc dù tất cả các bệnh nhân vào viện vì hẹp chủ thông thường là sẽ nằm ở khoa tim mạch, nhưng cũng đều đưa ra hội chẩn.
Và em cũng bổ sung ý kiến là trong cái bài báo cáo của thầy Định ạ, thì thông thường là kể cả em là bác sĩ làm tá vi đi nữa, nhưng nếu mà bệnh nhân hẹp trụ khít có triệu chứng lâm sàng, có chỉ định thay van động mạch chủ mà em nhận thấy là cái tuổi trung bình nó không quá cao, cái tuổi nó không quá 70 và nguy cơ vẫn không cao, thì bao giờ em cũng giải thích cho họ và em refer cho phẫu thuật viên trước. Em nghĩ rằng là điều này nó thực sự là nó trong hoàn cảnh Việt Nam nó như vậy, tại vì nếu ở nước ngoài thì các thầy cũng biết là một cái ca phẫu thuật tim hở nó khá đắt, nhưng Việt Nam thì một ca phẫu thuật tim hở chỉ khoảng tầm loanh quanh khoảng 40-50 triệu đồng thôi. Và vì vậy thì em cần có sự mình cũng khách quan với bệnh nhân, mặc dù bệnh nhân vào gặp mình đầu tiên nhưng mà mình cũng trao đổi với họ về cả hai ý kiến là cả mổ cả can thiệp tavi giá tạch na bia là 600 triệu, còn phẫu thuật là khoảng tầm 80 triệu, như vậy để chênh nhau đúng khoảng tầm 8 lần đấy. Và ngay cả khi bọn em làm tavi thì luôn luôn có một bác sĩ phẫu thuật để đứng backup. Bác sĩ phẫu thuật đấy backup chủ yếu là liên quan đến đường vào mạch máu. Còn em không biết là bên EMC có mở hẳn cái bộ mà mở ngực để chuẩn bị sẵn CC ở trong phòng hay không. Nhưng ở Bạch Mai thì thực sự em chưa có cái điều kiện là như vậy. Nếu như mình có thể mở được, đặt standby cái bộ mở ngực và cái CC ngay tại phòng ấy thì rất là tốt. Nếu có ca nào thủng tim, vỡ tim hoặc là bị nứt vỡ động mạch chủ sau nóng bóng nhạt, mình có thể mở ngực ngay trong vòng 10-15 phút đặt CC thì chắc chắn là xác suất sống thì rất là cao. Nhưng thật sự ra Bạch Mai là chưa có cái điều kiện đấy, mà nếu mà cần có vấn đề thì bọn em sẽ kích hoạt cái kíp mổ thì sau khoảng tầm nửa tiếng từ lúc đấy thì là bệnh nhân có thể được mở ngực, có thể được chạy CC. Còn trong toàn bộ quá trình thì luôn luôn có một phẫu thuật viên mạch máu đứng để mà xử lý các vấn đề liên quan mạch máu. Và em xin hết ạ. Cảm ơn tiến bác sĩ Đinh Quỳnh Linh. Về bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh á, thì bất cứ khi làm một cái trường hợp TAVI nào thì cũng đều phải có hội chẩn cả trung tâm tim mạch, thì trong đó có khoa phẫu thuật tim mạch, khoa can thiệp tim mạch, bác sĩ nội khoa tim mạch, đơn vị hình ảnh học tim mạch và cái bác sĩ gây mê hồi sức tim mạch. Chúng tôi có 5 đơn vị như vậy, 3 khoa độc lập và 2 đơn vị độc lập. Hai đơn vị đó là đơn vị hình ảnh học tim mạch và đơn vị gây mê hồi sức tim mạch. Thì cùng với 3 khoa đó tất cả phải đều ngồi và sau đó chúng ta thống nhất thì chúng tôi làm. Thì đó là cái cách mà chúng tôi quyết định lựa chọn cái phương pháp nào cho người bệnh của chúng ta. Còn trong phẫu thuật có CC standby hay không thì xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Quang Định sẽ cho ý kiến về vấn đề này. Xin mời Phó Giáo sư Định. Chào anh Linh. Thưa quý thầy, thì về vấn đề backup của ngoại khoa cũng như là các cái thủ thuật hoặc là phẫu thuật khác thôi, khi mình mới triển khai một cái kỹ thuật nào đấy thì mình cũng muốn là an toàn tối đa để mình bù đắp lại những cái vấn đề thiếu sót về mặt kỹ thuật nếu như trong thời gian đầu chúng ta chưa làm chủ nó. Khi mà mình làm đã có kinh nghiệm rồi thì có thể có những cái mà mình có thể giảm được. Theo cái ý kiến chung của chúng tôi thì trong vòng 20 ca đầu cho tới nay là chúng tôi làm được 20 ca. Thì bao giờ cũng có cái máy standby, lúc đầu là máy CC. Rồi sau đó thì có một số trường hợp thì chúng tôi để máy ECMO bên cạnh. Chúng ta cũng biết rằng là cái registry mà về... thay van chủ qua da của châu Âu thì cái tỷ lệ mà cần phải chuyển sang mổ cấp cứu ở đây, cả vấn đề về tai biến mạch máu cũng như là vấn đề cần phải mở ngực cấp cứu á, nó nằm dưới khoảng dưới 2%, tỷ lệ thấp thôi, nhưng mà nó vẫn có ở đây các cái vấn đề, nó gồm có vỡ vòng van, nó có thể thủng tim, nó có thể tổn thương mạch máu, nó có thể bị tổn thương mạch vành chẳng hạn. Vậy thì may mắn là chúng ta chưa gặp những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thì là những cái ca đầu tiên mà chúng tôi làm solo là những cái ca rất là lo lắng rồi đó. Cho nên là cũng muốn có những cái biện pháp bảo vệ tối ưu. Có thể là sau này khi làm được số lượng ca nhiều hơn, 50 ca, 100 ca gì đó, thì có thể mình sẽ nhuần nhuyễn hơn và mình sẽ có thể có những cái tổ chức lại. Nhưng mà tại thời điểm này thì tất cả là đều phải chuẩn bị đầy đủ, giống như là một cuộc mổ. Tuy rằng là cái phòng can thiệp thì chưa được là phòng hybrid, nhưng mà cũng vẫn phải để trong trường hợp chúng ta cần phải chạy hoặc cơ thể cấp cứu hoặc chạy ECMO cấp cứu là tất cả mọi thứ phải sẵn sàng. Vâng, Phó Giáo sư Nguyễn Quang Định, xin mời thầy Nhân, Giáo sư Nhân có ý kiến thêm bình luận về vấn đề mặt sim trong chọn lựa cũng như trong thực hiện thủ thuật TAVI. Chúng tôi nghĩ là cái vai trò của hạt tim á, tức là của những cái nhóm tim mạch đó là cực kỳ quan trọng.
và chúng tôi thì cũng có cái may mắn là trong giai đoạn đầu mà triển khai cái chương trình thay ban động mạch chủ và ống thông, chương trình TAVI, thì được một cái chuyên gia về lĩnh vực này ở Bệnh viện Châu Âu Rọt Pompidou hướng dẫn. Thành ra ngay từ đầu chúng tôi đã tổ chức đi học và team đi học, chứ không phải là cái người làm thủ thuật đơn thuần đi học. Và cái nhóm này thì nó gồm có 5 người, một bác sĩ nội tim mạch phụ trách về siêu âm, một bác sĩ tim mạch can thiệp, một cái bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh, một bác sĩ gây mê và một phẫu thuật viên. Tức là 5 người đã đi học phối hợp chung với nhau ngay từ những cái ca đầu tiên. Thành ra cái sự phối hợp nó cũng tương đối ăn ý. Và chúng tôi nghĩ là cái mình càng làm nhiều thì mình càng tự tin. Thì giống như là Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Định đã có nói, thì những ca đầu thì chúng tôi rất là cẩn thận. Nhưng mà mình càng làm nhiều, tỷ lệ tai biến nó càng ít, thì mình bắt đầu chủ quan. Và mặc dù là ông thầy hướng dẫn có nhắc nhở là nên cẩn thận, tại vì nhiều cái tai biến nó xảy ra là sau 50 ca đầu tiên. Tại vì những ca đầu mình nhát quá, thành ra mình chuẩn bị kỹ, thành ra bệnh nhân chọn đúng tiêu chuẩn. Bây giờ chúng tôi gọi là những bệnh nhân tiêu chuẩn, standard, tức là nguy cơ rất thấp, khả năng xảy ra một sự cố bất ngờ rất thấp. Nhưng mà sau 50 ca mình bắt đầu làm những cái ca mà khó, có những cái ca nó gọi là nhiều thử thách. Và nhiều khi là nó gọi là nó không nằm trong cái chuẩn, mà nó hơi lấn lấn sang cái lĩnh vực của thầy thuốc ngoại khoa. Nhưng mà tại vì chúng tôi có bác sĩ ngoại khoa backup, thật ra mình cũng làm theo cái nguyện vọng của bệnh nhân. Thì lúc đó nó bắt đầu xảy ra, cái khả năng xảy ra sự cố nó sẽ nhiều hơn nha. Và thành ra cái đoạn đường mình đi mà càng xa bao nhiêu thì càng phải cảnh giác bao nhiêu bấy nhiêu. Chứ không phải là mình làm nhiều rồi cái mình bắt đầu mình chú qua. Chúng tôi nhớ hoài một ca là ở trung tâm của chúng tôi thì bao giờ cũng là đâm kim qua động mạch đùi, đặt hai cái dụng cụ đóng là cái tạc lôi. Và khi mà tiến hành làm thì bao giờ cũng đặt một cái sợi dây dẫn 0.014 mà cứng, sợi Kanslan, từ cái bên phụ qua cái bên chánh, đẩy cái sợi dây dẫn nó xuống tới bàn chân, để nếu sau này nó có sự cố xảy ra ở cái chỗ mà đường tiếp cận thì mình có thể can thiệp. Thì cái ca này là ca thứ 60. Chúng tôi chủ quan nó trời 60 ca rồi, không có cái gì cả, mình quen đóng quá rồi. Thành ra cái đúng cái ca đó chúng tôi không có đặt cái an toàn là cái sợi dây dẫn can thiệp 0.014. Và cũng đúng ngay cái ca đó thì nó xảy ra cái trường hợp là bóc tách một cái mảng sơ vữa ngay động mạch đùi. Thì lúc đó mình mới bắt đầu là đi ngược dòng từ bên kia qua, thì không tài nào đưa được cái dây dẫn xuyên qua cái chỗ thắt. Và kết quả là phải mời ngoại và bộc lộ, làm cái endarterectomy của cái động mạch đùi chung. Thì đó là cái bài học nhớ đời. Thành ra bây giờ mỗi lần chúng tôi làm thì dù cho cái ca nó có đơn giản, thì tất cả những cái bước mà mình phải chuẩn bị đề phòng sự cố, chúng tôi đều chuẩn bị hết, để mà tránh gặp cái tình huống giống như là cái ca thứ 60 mà chúng tôi đã gặp. Xin cảm ơn giáo sư Võ Thành Nhân. Cái trong thủ thuật này chúng ta phải đề phòng, chúng ta né tránh tất cả những biến cố có thể xảy ra. Chúng ta đừng có mong chờ là chúng ta xử lý nó tốt thì kết quả chúng ta sẽ tốt hơn. Và cũng có một ý là khoảng 50 ca là chúng ta hơi lơi lỏng ra thì chúng ta sẽ dễ những cái biến cố. Kính thưa quý vị, thì chúng ta đã trải qua gần hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ để chúng ta cùng nhau nghe, ôn lại, cập nhật những kiến thức cũng như là bàn luận những cái vấn đề liên quan đến về thay van động mạch chủ qua ống thông để điều trị bệnh nhân bị bệnh lý van động mạch chủ, cụ thể là hẹp van động mạch chủ đó. Thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là vấn đề về chỉ định, chúng ta phải chỉ định rất là sát sao, và chỉ định này phải được bàn luận trong cái đội nhóm tim mạch của chúng ta. Những vấn đề chúng ta lưu ý về khi những cái kỹ thuật chúng ta cần lưu ý chúng ta làm, và chúng ta cũng đã nghe được kết quả báo cáo của ở hai cái trung tâm, chỗ của anh Đinh Bình Linh và chỗ của bác sĩ Vũ Hoàng Vũ chúng ta vừa báo cáo. Thì đó là những kết quả ban đầu, và tôi nghĩ rằng về lâu về dài chúng ta sẽ nghe được những cái báo cáo ở chỗ của bệnh viện Vinmec hay là của những cơ quan khác, hay là số lượng chúng ta nhiều hơn. Hy vọng rằng những kết quả đó sẽ càng tốt đẹp hơn so với những kết quả chúng ta được thu nhận trong những năm vừa qua. Và như vậy thì chúng tôi cũng xin lưu ý thêm một điểm, đó là cái việc đội nhóm tim chúng ta phải làm ở những cái bệnh viện của chúng ta, thực hiện tim mạch học can thiệp, phẫu thuật tim mạch để mà có thể kết quả tốt nhất. Xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã có những cái bài soạn, những bài báo cáo rất là chất lượng, và theo tôi nghĩ là như vậy. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình về hội thảo, hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch 2020 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe để mà có thể làm việc hiệu quả hơn nữa trong thời gian sắp tới. Xin hết, xin cảm ơn quý vị.